Chương 1024, chấp hành quân pháp. Có gì mà chúc mừng, một chức cục trưởng thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên nói, biết là tay này có việc mới tìm tới, bây giờ là đang tìm cách gợi chuyện mà thôi. Quả nhiên, Mai Công Lượng cười nói, đêm nay cùng đi ăn một bữa được không? Được, được mời ăn là chuyện tốt, đang muốn tìm chỗ xin cơm. Diệp Phàm cười nói, Mai Công Lượng cũng là người có thể kết giao, Mai gia dù sao cũng là gia tộc lớn ở Bắc Kinh, cũng có chút nền tảng. Câu lạc bộ giải trí Phong Diệp, thế nào? Mai Công Lượng cười nói. Nơi tốt, được. Diệp Phàm gật đầu, cục trưởng cục công an địa khu Lâm Thiên có hai cô nhân tình là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Hai cô này mở ra câu lạc bộ giải trí Phong Diệp quy mô không lớn lắm nhưng bên trong cũng có ăn uống, rất cao cấp, người bình thường không thể trả nổi. Cũng không biết Hạ Hải Vĩ cha thế nào rồi, vẫn chưa làm gì được Lâm Thiên. Có lẽ anh Hạ cũng có vướng mắc trong lòng, không hạ bệ được Lâm Thiên thì trong lòng còn buồn bực. Đương nhiên Lâm Thiên cũng quá kiêu ngạo, cũng phải cho nếm mùi mới được. Hơn nữa, lần trước ở hội nghị thường vụ ủy viên địa ủy mở rộng, tên này còn định chơi xấu mình, cũng phải trả thù mới được. Lái xe đến câu lạc bộ giải trí Phong Diệp, kỳ lạ là ở cửa lại thấy hai chị em Đại Kiều, Tiểu Kiều. Buổi tối hai chị em đều mặc váy hồng phấn, khiến người khác có cảm giác lãng mạn, kích thích. Lâm Thiên cũng thật biết hưởng thụ, hai chị em này dáng người kiều diễm, lại gần mùi nước hoa tỏa nhẹ, Diệp Phàm vừa thầm chửi mắng gã này vừa đi vào trong đại sảnh. Vừa vào cửa thì thấy trung đoàn trưởng Mai bước lên cười nó. Cục trưởng Diệp, chúc mừng thăng chức. Lại thế rồi, sao lại bảo là thăng chức? Diệp Phàm cười nói. Cục xây dựng tuy chỉ là một cục của địa khu nhưng là cục lớn, không gian hoạt động càng lớn, tiếp xúc được với những người ở tầng lớp cao hơn. Càng có lợi cho sự phát triển sau này. Ở Ma Xuyên tuy cấp dưới của anh nhiều hơn, nhưng dù sao bên trên vẫn còn bí thư, hơn nữa tình hình của Ma Xuyên đâu có tốt như ở địa khu. Quan trọng hơn là cục trưởng Diệp đã xây dựng được uy tín ở Ma Xuyên, có thành tích khiến người khác thán phục, ha ha. Những lời của Mai Công Lượng cũng có chút đạo lý. Quả thực là như vậy. Nhưng Mai Công Lượng là người của Mai gia ở Tây Bắc Kinh mà lại nói ra những lời này, như có vẻ đang nịnh nọt. Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ một cục trưởng còn con như tôi, Mai Công Lượng anh cần gì phải nịnh bợ chứ? Tay này chắc chắn có ý đồ. Ha ha, một chút thành tích mà thôi. Diệp Phàm cười rồi đi lên tầng, lại liếc Đại Kiều, Tiểu Kiều một cái, âm thầm thấy ánh mắt Mai Công Lượng cũng kín đáo liếc qua người hai chị em này. Tuy kín đáo nhưng mắt Diệp Phàm lại tinh như mắt chim ưng, hắn khẽ nhủ thầm, lẽ nào Mai Công Lượng cũng có chút động lòng rồi, nếu vậy thì chưa biết chừng còn có thể lợi dụng việc này. Cục trưởng Cục Công an địa khu Lâm Thiên không chỉ chọc giận Hạ Hải Vĩ mà mấy hôm trước trong hội nghị ủy viên thường vụ địa ủy, khi Diệp Phàm đang đối chất cùng Đường Thiên Thạch thì Lâm Thiên là một trong những ủy viên cũng đã châm chọc khiêu khích. Hơn nữa còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, như định đưa mình vào chỗ chết. Nếu y đã muốn mình chết thì mình cũng sẵn sàng dẫm chết y. Diệp Phàm nghĩ rồi cười nói. Trung đoàn trưởng Mai, hai chị em kia nhìn cũng không tồi. Ha ha, không tồi, dáng người rất nóng bỏng, lẽ nào cục trưởng Diệp không chút động lòng hay sao? Động lòng cũng không bằng hành động, trung đoàn trưởng Mai nói xem có đúng không? Diệp Phàm mỉm cười liếc Mai Công Lượng một cái, nói. Nhưng nghe nói hai chị em này đã có người theo đuổi rồi. Anh muốn thành công e rằng khó. Ha ha, vậy sao, chỉ cần chưa thành thì vẫn là đóa hoa vô chủ. Hơn nữa, vui chơi qua đường, so đo quá thì cũng mất hay. Mai Công Lượng cười mấy tiếng, tuy nói có vẻ thản nhiên nhưng dường như cũng đã có chút bị kích động. Hai người cùng đi lên lầu, Diệp Phàm cũng đã hài lòng, chỉ cần đặt chút mầm mống trong lòng Mai Công Lượng là đủ rồi. Vào phòng đặt riêng, thấy đều là sĩ quan mặc quân phục dã chiến. Toàn thượng tá, đại tá, có ba người đàn ông, trong đó có trung đoàn trưởng trung đoàn 2 của sư đoàn dã chiến số 2 Hạ Thiên Dân hôm đó đã chặn xe lại. Hơn nữa còn có ba nữ quân nhân xinh đẹp mặc váy, khuôn mặt thanh tú dịu dàng mà vẫn có sự rắn giỏi, cũng có nét cuốn hút riêng. Thấy Diệp Phàm tiến vào, năm người ở trong đều nhìn lướt qua một cái. Cục trưởng Diệp, vị này chính là sư đoàn trưởng Mã Thiên của sư đoàn dã chiến số 2 của chúng tôi. Mai Công Lượng chỉ một người vai đeo hàm đại tá, ánh mắt bình thản, cười nói. Sư đoàn trưởng Mã, xin chào. Diệp Phàm giơ tay ra. Xin chào cục trưởng Diệp, mời ngồi.
Mã Thiên giơ tay ra bắt, gượng cười nói. Cục trưởng Diệp, xin chào. Lúc này trung đoàn trưởng Hạ cũng đứng lên chào Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu đáp lễ. Nhưng trong ba người đàn ông thì có một người khuôn mặt trắng trẻo, vai đeo hàm đại tá, xem ra còn ghê gớm hơn cả sư đoàn trưởng Mã, ngồi đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hừ nó. Cậu chính là Diệp Phàm, cục trưởng cục xây dựng địa khu Đức Bình. Phải, ngài là. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, hỏi ngược lại. Chính ủy sư đoàn dã chiến số 2 Phí Khiếu Thành. Phí Khiếu Thành hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là chính ủy Phí, nghe danh đã lâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, thầm nghĩ, nghe danh cái con khỉ. Nghe nói cục trưởng Diệp rất oai phong, ngay cả sĩ quan của sư đoàn dã chiến số 2 cũng không coi vào đâu, ngang nhiên đùa giỡn, xem ra ở thời bình, tố chất của cán bộ địa phương cần được nâng cao, không có quân nhân chúng tôi bảo vệ tổ quốc, cái ghế quan của các anh có thể ngồi vững được sao? Phí Khiếu Thành giọng điệu kinh người, lên giọng giáo huấn. Chính ủy Phí, lời này có ý gì? Diệp Phàm nhíu mày, hừ nói, liếc nhìn sư trưởng Mã một cái, thấy tay này vẻ mặt bình thản, cầm chén trà nhấp một ngụm, dáng vẻ ngồi xem kịch. Có ý gì, sư đoàn dã chiến số 2 đang đuổi bắt phần tử nghi vấn là đặc vụ địch, anh dựa vào đâu mà ngăn cản, hành vi này của anh, nhỏ thì là ngang nhiên chống lại pháp luật, lớn thì là câu kết với địch. Phí Khiếu Thành đúng là giỏi chụp mũ, nghĩ rằng có thể dọa Diệp Phàm sợ phát khiếp, nhưng lần này lão đã gặp phải một kẻ khác người. Mẹ kiếp! Túc Nhất Tiêu từ lúc nào đã trở thành phần tử đặc vụ của địch rồi, chính ủy Phí này xem ra không có ý tốt. Diệp Phàm thầm nghĩ, mặt nghiêm lại, hừ lạnh. Đuổi bắt đặc vụ của địch, cái này tôi không thấy. Ha ha, nếu thực sự là truy bắt, sao lúc đó trung đoàn trưởng Hạ không đưa lệnh truy bắt ra? Quân đội chúng tôi truy bắt đặc vụ của địch còn phải báo cáo với một cán bộ còn con như anh sao? Đây là đạo lý gì? Cục trưởng Diệp, đây là cơ mật quân sự, không phải trò đùa. Nếu việc này mà có hậu quả gì, anh sẽ phải ra tòa án quân sự đấy. Chính ủy Phí càng hăng hái hơn. Vậy sao, tòa án quân sự, thật là đáng sợ. Diệp Phàm thản nhiên cười, liếc chính ủy Phí một cái, đột nhiên nghiêm mặt, hừ nói. Tòa án quân sự cũng phải làm việc theo luật pháp, chính ủy Phí, đừng lấy cái đó ra dọa cán bộ địa phương chúng tôi, tòa án quân sự không thể dọa chúng tôi được đâu. Ít nhất đối với Diệp Phàm tôi mà nói. Không có chút đáng sợ gì cả, hừ. Dầm một tiếng. Chính ủy Phí đột nhiên đập bàn, quay sang phía Hạ Thiên Dân hô. Đoàn trưởng Hạ, lập tức chấp hành. Dạ, chính ủy. Hạ Thiên Dân đáp, quay ra ngoài cửa kêu lớn, hai quân nhân oai vệ từ ngoài bước vào, hướng về phía Diệp Phàm. Sư đoàn trưởng Mã, các anh đang định làm gì đây? Diệp Phàm thản nhiên ngồi trên ghế uống trà, giống như đang xem kịch. Ha ha. Chính ủy Phí đang thực hiện nhiệm vụ bình thường, tôi không có quyền can thiệp. Sư đoàn trưởng Mã vẻ mặt nghiêm túc nói. Trung đoàn trưởng Mai, anh có ý gì? Diệp Phàm nhìn Mai Công Lượng nói. Cái này, xin lỗi cục trưởng Diệp, tôi cũng không có cách nào khác. Mai Công Lượng hai tay chắp vào nhau, vẻ mặt khó xử. Thực ra tay này thấy Diệp Phàm cao ngạo, định dạy cho một bài học. Đồng chí Diệp Phàm. Chúng tôi là thiếu ta Trương Kỳ ở phòng quân vụ sư đoàn dã chiến số 2, theo chỉ thị của chánh án tòa án quân sự căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu Lệ Vô Hải, xin mời anh về căn cứ một chuyến để quân đội điều tra. Mong anh phối hợp điều tra, nếu không, hừ. Trương Kỳ giọng điệu đe dọa. Ồ, nhưng tôi không dỗi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, nhìn khắp lượt tất cả mọi người trong phòng. Đồng chí Diệp Phàm, lẽ nào muốn chúng tôi dùng biện pháp cứng rắn sao? Trương Kỳ hừ giọng nói. Vậy sao, thế này đi, để tôi gọi điện thoại hỏi Cố Thiên Kỳ, xem có thể dàn xếp được không, đổi ngày khác vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói, ba tiếng Cố Thiên Kỳ vừa nói ra, tất cả mọi người đều thoáng có chút kinh ngạc. Xin cứ tự nhiên. Chính ủy Phí còn cho rằng Diệp Phàm đang đùa, một cục trưởng cục xây dựng còn con sao có thể quen được với quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 2 Thủy Châu, thiếu tướng Cố Thiên Kỳ được. Có lẽ là hắn đã từng nghe thấy tên, lôi ra dọa người thôi. Sư đoàn trưởng Mã vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dường như có ý nói, nhóc con, gọi đi, xem ông đây vạch trần trò trẻ con của cậu. Đối với quan hệ giữa Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng gã này cũng có chút nghi ngờ, hơn nữa bây giờ Thiết Chiêm Hùng đã chuyển sang Bộ Công an, gã cũng đã yên tâm hơn nhiều. Ha ha,
là ông anh Thiên Kỳ sao, gần đây bận gì thế? Diệp Phàm lôi điện thoại ra, cười nói. Bận lắm, sắp hết năm rồi, mẹ kiếp, thật là lắm việc. Đầu bên kia vang lên tiếng nói vang rền của Cố Thiên Kỳ, vừa mở mồm đã kêu. Rồi ông ta cũng có chút nghi hoặc, hỏi. Lạ thật đấy, có phải mặt trời mọc đằng Tây không mà chú em lại gọi điện cho tôi thế? Có phải là kiếm được thứ đặc sản gì lại nấu nồi canh đại bổ gì không? Đúng là không tồi, lần trước uống canh đấy xong, tôi cả đêm không ngủ, thịt rắn đấy lợi hại thật, ôi, đáng tiếc là không có lão thiết, nếu không ba ta uống say mới sướng. Ôi, chẳng phải đang gặp rắc rối sao? Diệp Phàm cố ý thở dài, Cố Thiên Kỳ trong lòng thầm chấn động, thầm nghĩ phải chăng là đám thuộc hạ nào của ông ta lại trêu chọc vào tên sát thần này rồi, vội hỏi. Phiền phức gì, nói tôi nghe xem. Sư đoàn dã chiến số 2 ở Đức Bình do anh quản lý phải không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Chương 1025, gây ra đại họa. Ừ, chắc là bọn chúng trêu chọc chú em hả, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Mã Thiên, thằng khốn này, đồ chó mù. Cố Thiên Kỳ suýt nữa thì gào lên. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả chú em? Hôm đó tôi quay về huyện Ma Xuyên, trên đường gặp sĩ quan của sư đoàn dã chiến số 2 đòi khám xe của tôi. Nói là đang truy bắt phần tử gián điệp của địch. Anh cũng biết tôi rồi đấy, tôi cũng không nói gì nữa, xe đó của tôi không để người khác khám xét được. Còn về việc che giấu phần tử gián điệp của địch thì anh cũng hiểu tôi đấy, tôi không thể nào làm vậy được. Hôm nay đồng chí ở phòng quân vụ của sư đoàn dã chiến số 2 Đức Bình tới gây chuyện, hơn nữa sư đoàn trưởng Mã và chính ủy phí đều ở đây, còn tuyên bố tại chỗ là xếp lệ ở tòa án quân sự Vịnh Lam Nguyệt đòi bắt tôi để điều tra, ha ha. Mẹ nó, mấy thằng khốn này, đúng là đồ chó mù. Cậu đưa điện thoại cho sư đoàn trưởng Mã, không còn thể thống gì nữa. Cố Thiên Kỳ tức giận, Diệp Phàm là phó soái của tổ đặc nhiệm số 8, tập đoàn quân số 2 của Cố Thiên Kỳ ở cùng một căn cứ với báo săn, mục đích chính là phối hợp với tổ đặc nhiệm số 8, thực hiện các nhiệm vụ vòng ngoài. Tính ra thì Cố Thiên Kỳ chỉ là một trong những lãnh đạo phụ trách hậu cần của tổ đặc nhiệm số 8 mà thôi, xét ra thì vẫn còn là thuộc hạ của Diệp Phàm. Hơn nữa gần đây bên trên cũng có tin nói rằng có thể Diệp Phàm sẽ được chính thức bổ nhiệm làm chỉ huy của tổ đặc nhiệm số 8, bởi vì sau khi Thiết Chiêm Hùng đi, vị trí đó vẫn còn để trống, chẳng phải để dành cho Diệp Phàm thì còn ai nữa. Đối với cao nhân tiền đồ rộng mở như vậy, Cố Thiên Kỳ nịnh bợ còn không kịp, sao dám trêu chọc vào. Hơn nữa Cố Thiên Kỳ cũng đang nhằm vào ghế phó tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, mà muốn lên được thì vẫn phải tham khảo ý kiến của lãnh đạo tổ đặc nhiệm. Mà ý kiến của Diệp Phàm sẽ có thể quyết định đến vận mệnh của Cố Thiên Kỳ. Hơn nữa, Cố Thiên Kỳ còn biết được tin tức, Diệp Phàm đã được Bộ Tổng Tham mưu bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Quân vụ. Sư đoàn trưởng Mã, là điện thoại của ông. Diệp Phàm mặt lạnh lùng giơ điện thoại lên, nét mặt Mã Thiên trở nên xám xịt, xem ra Diệp Phàm thực sự quen với Cố Thiên Kỳ. Mã Thiên có chút bất an cầm lấy điện thoại, vừa đặt lên tai, một tiếng quát lớn vang lên. Mã Thiên, mẹ kiếp, mày ăn phải gan hùm rồi hay sao? Tôi không biết, sếp Cố, rốt cuộc là có chuyện gì? Mã Thiên vội vàng giải thích, còn định qua loa cho xong chuyện. Không cần nói nữa, mẹ kiếp, mày mù à? Nhanh xin lỗi đồng chí Diệp Phàm, nếu đồng chí Diệp Phàm không hài lòng thì mày cũng không cần làm sư đoàn trưởng nữa, khốn kiếp, toàn gây chuyện cho ông thôi. Mày trêu ai không trêu lại trêu vào anh ta, đầu mày có vấn đề có phải không? Còn thằng phí khiếu thành nữa, hầu hạ Diệp Phàm cho tốt, nếu không, tất cả sĩ quan của sư đoàn dã chiến số 2 thay hết tất cả. Cố Thiên Kỳ lập tức quát một hồi, mặt Mã Thiên lập tức xám xịt. Quân đoàn trưởng, đây chỉ là hiểu lầm. Mã Thiên vội vàng giải thích. Hiểu lầm cái cứt. Cố Thiên Kỳ dập điện thoại. Mai Công Lượng, mày làm trò gì thế này? Dầm một tiếng, sư đoàn trưởng Mã mặt tái mét hướng về phía Mai Công Lượng hừ nói. Sư đoàn trưởng Mã, không phải do tôi, là do trung đoàn trưởng Hạ và chính ủy phí nói là phải truy cứu trách nhiệm, lúc đó tôi còn khuyên can nữa, anh xem, tôi cũng chẳng có cách nào khác cả. Mai Công Lượng giơ tay lên xua xua, dáng vẻ đầy oan ức. Diệp Phàm vừa nhìn là hiểu, có lẽ là Mai Công Lượng muốn mượn tay sư trưởng Mã để trị hạ thiên dân. Hai người này có lẽ có chút mâu thuẫn, Mai Công Lượng rất xảo quyệt, muốn mượn tay sư đoàn trưởng Mã để trêu chọc mình. Sau đó khiến Cố Thiên Kỳ nổi giận.
cuối cùng Mã Thiên Dân nhất định sẽ xong đời. Bởi vì Mai Công Lượng biết quan hệ của Diệp Phàm và Thiết Chiếm Hùng lại có quan hệ rất thân thiết với Cố Thiên Kỳ. Cho dù Thiết Chiếm Hùng hiện tại đã chuyển sang Bộ Công an nhưng cũng nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Còn thân phận phó soái của tổ đặc nhiệm số 8 thì chắc là Mai Công Lượng vẫn còn chưa biết, nếu không Mai Công Lượng tuyệt đối không dám tính kế hãm hại mình. Hạ Thiên Dân, anh nói xem. Sư đoàn trưởng Mã quả nhiên chút lửa giận lên người trung đoàn trưởng Hạ. Lập tức xin lỗi cục trưởng Diệp, mẹ kiếp, cái ghế trung đoàn trưởng này anh không cần nữa phải không, không cần nữa thì ông đây lập tức đổi, xuất ngũ cút về địa phương. Sư đoàn trưởng Mã, việc này tôi cũng không biết, chỉ là lúc đó cục trưởng Diệp quả thật có chút. Trung đoàn trưởng Hạ sợ tới mức không nói nên lời, mặt của chính ủy phí cũng dài như cái bơm, đương nhiên là rất khó coi. Cục trưởng Diệp, việc này sư đoàn dã chiến số 2 chúng tôi đã có sai sót. Tôi xin lỗi anh. Ly rượu này tôi xin mời anh. Mã Thiên giơ chén rượu lên, thái độ cũng trở nên rất cung kính. Hừ, sư đoàn trưởng Mã, đây rõ ràng là bữa tiệc hồng môn mà, rượu này tôi không dám uống, tôi không muốn ra tòa án quân sự. Diệp Phàm hừ lạnh bước ra ngoài cửa, khi đi đến bên cạnh Mai Công Lượng lúc này vẻ mặt đang vô cùng khó coi liền kề vai tai gã này hừ lạnh nói. Thằng nhóc, kế hay lắm, nghe rõ đây. Hãy hạ gục Đại Kiều Tiểu Kiều cho tôi, lấy công chuộc tôi, nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay. Diệp Phàm nói xong liền đi thẳng, căn bản không thèm để ý đến việc sư đoàn trưởng Mã vẫn đang ra sức giữ hắn lại. Vừa mới bước được vài bước, bên trong đã truyền ra tiếng vỡ loảng xoảng, hình như là bàn ghế bị người ta ném đi, một hồi huyên náo, có lẽ vẫn chưa đến nỗi đánh nhau, dù sao cũng là sĩ quan cao cấp mà. Ra khỏi câu lạc bộ giải trí. Diệp Phàm tức giận lôi điện thoại ra gọi cho Mai Phán Nhi, hừ nói. Cái tên Mai Công Lượng ấy, cô bảo hắn cẩn thận đấy, đừng tưởng Mai ra có ông cụ ở trong quân ủy chống đỡ cho là có thể làm gì được tôi, có tin không, tôi có thể làm cho hắn sống dở chết dở, hừ. Sốt cuộc là có chuyện gì thế Diệp Phàm, tức giận như vậy làm gì chứ? Giọng dịu dàng quyến rũ của Mai Phán Nhi truyền tới, đầy vẻ ngạc nhiên, cô quả thực không biết đã xảy ra chuyện gì. Công Lượng trêu chọc cậu à? Trêu chọc, hắn muốn đem tôi ra tòa án quân sự, muốn đưa tôi vào chỗ chết, hừ. Diệp Phàm tức giận dập điện thoại không nói gì nữa, sau đó Mai Phán Nhi liên tục gọi điện thoại lại nhưng Diệp Phàm tức giận, tắt máy không thèm nghe. Tên khốn này! Mai Phán Nhi tức giận, ngực phập phồng thở, tối hôm đó sau khi thấy Diệp Phàm ở trên cành cây Mai Phán Nhi đã biết Diệp Phàm là cao nhân. Hơn nữa cháu gái Mai Diệp Thu tuy không nói gì nhưng vẫn dặn dò người của Mai ra không nên động vào Diệp Phàm. Phải biết rằng cháu gái Mai Diệp Thu cũng là một người rất cao ngạo, luôn không phục ai, nó đã nói như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân, do vậy người như Diệp Phàm thì Mai ra cần phải kết giao. Công Lượng, rốt cuộc có chuyện gì thế? Thanh âm của Mai Phán Nhi có chút giận dữ, Mai Công Lượng so với cô thì vẫn là hàng con cháu, cô có tư cách để mắng mỏ Mai Công Lượng. Việc này là thế này, mấy hôm trước, trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 của sư đoàn dã chiến số 2 Hạ Thiên Dân đem theo một toán người. Mai Công Lượng kể lại mọi chuyện. Vậy Diệp Phàm sao lại có thể tức giận với cháu chứ? Hừ, đừng có giấu giếm, nói thật ra đi. Mai Phán Nhi hừ nói. Cái này, Mai Công Lượng vẫn muốn giấu giếm, Mai Phán Nhi nổi giận, quát. Công Lượng, cháu còn như vậy thì cô sau này cũng sẽ mặc kệ cháu. Đến lúc đó đừng đến xin cô. Cô, đừng tức giận, cháu nói. Cô cũng biết đấy, cháu và Hạ Thiên Dân đang tranh ghế phó sư đoàn trưởng, nghe nói quân hàm cũng có thể nâng thêm một cấp, lên đại tá. Cháu đã ở ghế trung đoàn trưởng mấy năm rồi, còn không lên được, đợi nhiều tuổi rồi thì phiền to. Việc này chú không giúp cháu, nói là Hạ Thiên Dân không thuộc phái của chúng ta, do trấn hệ chống lưng cho. Ông ấy tuy là phó tư lệnh đại quân khu Linh Nam, nhưng trong quân khu cũng có rất nhiều phe phái, hơn nữa chỉ riêng phó tư lệnh cũng có tới 5 người, mà chú lại xếp cuối cùng, bảo là phải dựa vào chính mình cố gắng thôi, xem sư đoàn trưởng Mã có thái độ gì không. Mai Công Lượng có chút khó chịu. Phó tư lệnh mà Mai Công Lượng nói đương nhiên chính là anh ruột của Mai Phán Nhi, cũng chính là phó tư lệnh của quân khu Lĩnh Nam, Mai Trường Phong. Mai Công Lượng tuy gọi Mai Trường Phong là chú, nhưng không phải là chú cháu ruột, mà chỉ là chú cháu họ. Cho nên quan hệ cũng xa cách không ít, đó cũng chính là nỗi bi ai của Mai Công Lượng,
hắn tuy là người của Mai gia ở thủ đô nhưng người của Mai gia cũng rất nhiều, đám Mai Diệp Thu, Mai Thiên Kiệt, Mai Phán Nhi mới là đám người trung tâm của Mai gia, mà Mai gia muốn giúp thì cũng phải phân biệt xa gần thân sơ mới được. Sau đó, có phải cháu muốn mượn tay sư đoàn trưởng Mã để loại bỏ Hạ Thiên Dân, lập mưu lôi Diệp Phàm vào, khiến sư đoàn trưởng Mã tức giận mà trút giận lên người của Hạ Thiên Dân? Công Lượng ơi Công Lượng, lẽ nào cháu không hiểu, ông cụ đã lặp đi lặp lại, không được trêu chọc vào Diệp Phàm, phải tìm cách kết giao. Cháu cho rằng ông cụ đồng ý đưa Thiên Kiệt đến cho Diệp Phàm huấn luyện là để nâng cao công lực hay sao? Đó chỉ là thứ yếu, cái chính không phải ở chỗ đó. Cháu vẫn không hiểu hết ngọn nguồn của mọi việc. Mai Phán Nhi có chút thất vọng, đối với người cháu họ này Mai Phán Nhi vẫn rất coi trọng, chủ yếu là vì Mai Công Lượng rất kính trọng Mai Phán Nhi, nếu không cô cũng không nói dài dòng như vậy. Cô, Diệp Phàm chỉ là một cục trưởng nhỏ bé, phải sợ gì chứ, cho dù hắn ta có quan hệ rất thân tình với Thiết Chiêm Hùng nhưng bây giờ Thiết Chiêm Hùng đã không còn ở báo săn nữa, chuyển sang Bộ Công an rồi, sao có thể quản chúng ta được nữa. Mai Công Lượng cũng rất buồn bực. Cháu vẫn chưa hiểu, nếu Thiết Chiêm Hùng không có chút năng lực gì thì hiện tại cháu cũng không cần tới nhờ cô nữa. Cháu không thấy Cố Thiên Kỳ bình thường kiêu ngạo như vậy, cho dù là anh cô thì ông ta cũng chưa chắc đã nghe, sao Diệp Phàm vừa gọi điện thoại tới, Cố Thiên Kỳ đã lập tức nổi giận, trong này có cái gì cháu nghĩ thử xem, lần này xem ra cháu đã gây ra rắc rối rồi. Để ông cụ mà biết thì cháu cẩn thận đấy. Mai Phán Nhi thở dài. Có cảm giác lực bất tòng tâm. Cô, cháu cũng không ngờ Cố Thiên Kỳ có quan hệ thân thiết với Thiết Chiêm Hùng như vậy, vì Diệp Phàm mà lập tức ra mặt, ngay cả sư đoàn trưởng Mã của Trấn Hệ cũng suýt nữa bị quát đến nỗi chui xuống gầm bàn. Hơn nữa còn luôn miệng chửi mắng đồ con rùa đồ con khỉ, khiến sư đoàn trưởng Mã không biết chui mặt vào đâu. Có lẽ bây giờ đã hận cháu lắm rồi, ghế phó sư đoàn trưởng lần này có lẽ chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Làm sao bây giờ? Cô, cháu phải giúp cháu một lần. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn cả đời cháu bị hủy hoại như vậy. Mai Công Lượng lên tiếng cầu xin. Chương 1026, Tân Chủ tịch địa khu đến. Cháu bảo cô làm thế nào mà giúp cháu được, Diệp Phàm lại chẳng phải cấp dưới của cô. Mai Phán Nhi lạnh lùng hừ giọng nói. Cô ơi, cháu biết Diệp Phàm vẫn sẽ nghe lời cô nói một chút, cô giúp cháu đi mà. Mai Công Lượng nói thêm. Hừ, quan hệ của mình và Diệp Phàm tuy đã đến mức rất thân cận. Nhưng hắn cũng rất kiêu ngạo, chưa chắc chịu nghe mình. Mai Phán Nhi thầm nghĩ, miệng lại nói. Chẳng phải Diệp Phàm cuối cùng đã nhắc nhở một câu đấy sao? Cháu để ý chút là được mà. Cô là bảo cháu đi giải quyết chuyện Đại Kiều, Tiểu Kiều đó hả, việc này có chút kỳ lạ. Làm sao mà Diệp Phàm lại bảo cháu đi dụ hai chị em đó được, ở đây không có ẩn tình gì chứ? Mai Công Lượng nói. Thật ra là cố ý giả bộ. Đừng có giả bộ ngớ ngẩn với cô, Diệp Phàm có chuyện gì chẳng lẽ cháu còn không rõ? Cháu muốn đội mũ lên đầu thì hãy đi mà lo liệu đi. Trước tiên đi hỏi thăm một chút, đứng sau câu lạc bộ giải trí Phong Diệp của Đại Kiều và Tiểu Kiều là ai, xem chừng người này đắc tội với Diệp Phàm, nếu là người Mai gia chúng ta có thể đối phó được thì cháu phải xử lý. Chỉ cần Diệp Phàm nguôi giận, có lẽ cháu còn có cơ hội. Cháu đưa ra chuyện sư đoàn trưởng Mã chỉ là đề cử thôi, tác dụng không lớn lắm. Quyền chủ động còn nằm trong tay quân đoàn trưởng trực tiếp quản lý Cố Thiên Kỳ. Có anh ta đề cử, tin là trong quân khu có sự giúp đỡ của chú cháu có thể thuận lợi mà thăng tiến. Mà người trong quân ủy đó có lẽ cũng đồng ý thôi. Mai Phán Nhi nói, vẫn là không muốn con đường công danh của cháu mình bị hủy hoại. Được ạ, cô có thể đến Đức Bình một chuyến không, cháu muốn mời chủ tịch Diệp ăn bữa cơm. Mai Công Lượng cúi thấp người, gần như cầu xin. Để cô xem có thời gian không, nếu được ngày mai hay ngày kia có thể đi một chuyến. Tuy nhiên nếu gặp Diệp Phàm, thái độ của cháu nhất định phải thành khẩn, điệu bộ phải đứng đắn, đừng có cả ngày hò hét. Cháu là một đại tá, đừng tưởng rằng Diệp Phàm chỉ là cấp cục trưởng nhỏ không ra cái gì. Thực ra chính trong mắt anh ta, cháu căn bản chẳng là gì. Những cái khác không nói, chính là Thiết Chiêm Hùng, tuy nói ẩn mình ở Bộ Công an. Nhưng mạng lưới quan hệ mà ông ta tạo dựng, biểu hiện oai vũ dạo còn trong quân giới không phải cháu có thể địch nổi đâu. Đến lúc khiến cho Thiết Chiêm Hùng thực sự nổi giận, cháu nghĩ đi, ông cụ có thể hay không ra đòn khiến cháu bãi binh, cháu hãy nghĩ cho kỹ đi. Mai Phán Nhi nói, sau khi buông điện thoại thầm mắng trong lòng, tên tiểu oan gia này,
thật là muốn đối đầu với người của Mai gia. Bản thân mình giữ gìn sự trong trắng 20 mấy năm nay, đều đã cho không hắn rồi. Còn không biết lễ độ, cáu giận với mình nữa. Tuy nhiên, Diệp Phàm chào hỏi mình, có nghĩa là trong lòng hắn còn có mình. Mai Phán Nhi lẩm bẩm, đỏ mặt, cả người nóng ran, thầm nghĩ, tiểu oan gia này, về mặt năng lực thật là giỏi, thứ đồ đó cũng đặc biệt. Nếu đến nước Bình, lại bị hắn bá chủ, tên khốn kiếp này. Quân đoàn trưởng, Diệp Phàm không phải chỉ là một cục trưởng nhỏ, thật sự cần tôi hạ mình như thế sao? Sư đoàn trưởng Mã có chút không phục. Cục trưởng nhỏ, hừ. Cố Thiên Kỳ hừ một tiếng với vị tướng mà mình yêu chiều, sau đó nói. Có biết trung tướng Triệu Quát không? Đương nhiên biết, năm ngoái là lãnh đạo của chúng ta. Sư đoàn trưởng Mã có chút không hiểu, tại sao Cố Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới Triệu Quát của Triệu gia. Biết là tốt rồi, có biết tướng quân Triệu khá thân với Diệp Phàm không? Được rồi, chỉ nói đến đây thôi, tự cậu nghĩ lại đi. Cố Thiên Kỳ dịu giọng lại. Triệu Quát là trung tướng, hiện tại là phó tổng tư lệnh thứ nhất của đại quân khu Bắc Kinh, làm sao có thể? Diệp Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào, một trưởng phòng nhỏ có thể khiến bao nhiêu nhân vật lớn nhỏ trong giới quân sự phải nhìn sắc mặt mình mà hành động, rốt cuộc là sao vậy? Sư đoàn trưởng Mã cứ nghĩ đi nghĩ lại, vò đầu bứt tóc, khó mà đưa ra một lý do thích đáng. Lão Thiết, Mã Thiên nó có chút đắc tội với Diệp Phàm, ông có thể nói giúp nó một tiếng được không? Ha ha! Cố Thiên Kỳ rất là yêu mến sư đoàn trưởng Mã Thiên, cho nên gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng, hẳn là đã biết mối quan hệ thân thiết của Thiết Chiêm Hùng với Diệp Phàm. Có chuyện gì vậy, trước hết hãy kể qua mọi chuyện cho tôi nghe. Thiết Chiêm Hùng nghiêm mặt hừ nói, ai mà động vào Diệp Phàm như là động vào vảy ngược của Thiết Chiêm Hùng, rồng có vảy ngược, động vào là dễ nổi giận. Là như vậy, hôm đó, Hạ Thiên Dân của sư đoàn dã chiến số 2. Cố Thiên Kỳ từ từ kể ra. Đáng đời, tôi nói này lão Cố, chuyện như này ông bảo tôi làm sao nói được với Diệp Phàm. Chẳng phải đánh vào mặt tôi sao? Mai Công Lượng bày kế, sư đoàn trưởng Mã trúng kế, còn đưa tiền đút lót cho người ta, tôi nói chứ đầu óc Mã Thiên kia hẳn có vấn đề. Ngày đó trên đường mà Diệp Phàm nói xe là của Thiết Chiêm Hùng tôi, có việc quân sự cơ mật, Hạ Thiên Dân các ông còn bám lấy không buông. Trúng kế của Mai Công Lượng cũng bình thường thôi. Chuyện này, không phải lão Thiết tôi không nể mặt quân đoàn trưởng Cố. Tôi tuyệt đối không nói gì đâu, muốn đền đáp tạ lỗi bảo Mã Thiên tự mình đi. Thiết Chiêm Hùng không nể mặt Cố Thiên Kỳ chút nào. Dẫn tới Cố Thiên Kỳ cũng nổi giận, dựa vào mình hiện nay là nhân mã trấn hệ chấp chính, cũng hừ lạnh nói. Lão Thiết, đừng trách huynh đệ tôi không khách khí. Lúc đó Hạ Thiên Dân bọn họ còn đuổi bắt phần tử đặc biệt của địch, phải kiểm tra xe của Diệp Phàm cũng là bình thường. Bình thường thì tốt, ông hãy đi kiểm tra xem, hừ. Thiết Chiêm Hùng hừ lạnh một tiếng, gác máy, rõ ràng không để ý tới Cố Thiên Kỳ. Thiết Chiêm Hùng, ông tới Bộ Công an liền vểnh cánh, không thèm nhìn đến Cố Thiên Kỳ tôi, cái gì thế? Cố Thiên Kỳ giận quá thiếu chút nữa quăng điện thoại, ngẫm nghĩ một chút, thẳng thừng gọi điện cho Trung tướng Cố Toàn. Cố Toàn là người cầm lái của Cố gia, cũng là tổ phó tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, còn là bác của Cố Thiên Kỳ. Cố Thiên Kỳ nghĩ, Diệp Phàm cậu chẳng phải là phó soái của tổ thứ 8 sao? Bác Cố Toàn vẫn là tổ phó tổ A, chắc danh lớn hơn. Nói thật tình, Cố Thiên Kỳ cũng không phải là nhân mã trấn hệ hải phái đơn thuần, mà Cố gia tự hình thành một thế lực riêng, chỉ là có cùng tư tưởng với phái đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn thống nhất, chỉ có điều trấn hệ hiện nay chủ quản, danh tiếng lớn, thực lực mạnh, Cố gia thế yếu, cũng chỉ có thể húp ké chén canh nhỏ. Mà hệ thống của Cố Toàn lại không giống với kinh phái ở thủ đô của Cố Thiên Long. Loại quan hệ này khá phức tạp, không phân biệt rõ ràng ra còn có thể loạn lên. Bác à, sư đoàn trưởng Mã Thiên của sư đoàn dã chiến số 2 tại Đức Bình động chạm đến Diệp Phàm. Cố Thiên Kỳ kể lại chuyện của Diệp Phàm. Trung tướng Cố Toàn ở đầu dây bên kia nghe xong một hồi lâu không nói gì, rất lâu sau mới hử nói. Thiên Kỳ cháu nhỏ à, có phải cháu không phục? Đến tận bây giờ Cố Toàn vẫn gọi Cố Thiên Kỳ là cháu nhỏ, quan hệ hai người rất thân. Vâng, cậu ta chẳng phải là một phó soái nhỏ của tổ nòng cốt số 8 sao, theo cấp bậc, tổ số 8 cũng không phải là một đơn vị cấp quân đội, khác với tập đoàn quân thứ 2 của Thủy Châu chúng ta. Một phó soái như cậu ta, dựa vào đâu mà dám ra oai với quân đoàn trưởng tập đoàn quân là cháu chứ? Cố Thiên Kỳ có chút phẫn nộ.
Cháu thật vinh váo, đường đường quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ hai đại quân khu Vương Bài của lĩnh Nam, thủ hạ lên đến 50-60 nghìn, đều là tinh binh mãnh tướng. Kinh phí hàng năm cũng sung túc, là con cưng của quân khu. Tuy nhiên, cháu là một quân đoàn trưởng lợi hại như vậy sao lại chỉ phối hợp với tổ chức hậu cần chấp hành nhiệm vụ bên ngoài của tổ nòng cốt thứ 8? Cái này, lẽ nào cháu còn không rõ sao? Cả chi bộ tập đoàn quân thứ hai của các cháu chỉ làm bận thêm cho tổ nòng cốt thứ 8 thôi. Cố Toàn căn bản là giọng điệu giáo huấn, giống như dội gáo nước lạnh vào sự kiêu ngạo của Cố Thiên Kỳ. Cái đó, chỉ là yêu cầu nhiệm vụ và phân công công tác không giống nhau thôi, cũng không thể chứng minh tập đoàn thứ hai của bọn cháu vô dụng. Lấy tổng cục hậu cần bên cháu mà nói, vẫn là phục vụ hậu cần cho toàn quân. Vậy là nói lên tổng cục hậu cần có vị trí thấp kém. Trên thực tế, tổng cục hậu cần là cơ quan giàu có nhất trong toàn quân. Bất luận chiến sĩ nào đều phải nịnh bợ bọn họ. Thời buổi này, có tiền chính là đại gia. Cố Thiên Kỳ còn có chút không phục. Cái thứ đồ khốn kiếp. Cố Toàn mắng to một tiếng, tiếng hô như sấm, giọng khàn khàn, nhưng lại khiến cho Cố Thiên Kỳ ở đầu dây bên kia giật mình hoảng hốt, vội nói. Bác ơi, đừng nóng, không đáng phải tự làm mình khổ thế đâu. Không giận, thằng nhóc cháu nói những lời như thế bảo bác không giận được không? Có biết không, Diệp Phàm hiện nay đã là phó trưởng ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu, phó chủ nhiệm phòng đôn đốc quân vụ mới được thành lập, quân hàm đại tá. Cháu gặp thiên tài nào mới 21 tuổi đã đeo hàm đại tá chưa? Nói thật với cháu, Trấn Đông Hải rất cưng Diệp Phàm, coi hắn là bảo bối đó. Nói cho cháu một tiếng, lần trước đi Thái Bình Dương chấp hành nhiệm vụ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, bí thư thành ủy Thủy Châu, Hứa Vạn Sơn chính vì chặn xe Diệp Phàm, con của hắn Hứa Thông chẳng những bị đâm xe đến thừa sống thiếu chết, mà chính lão ta cũng vì thế mà mất chức. Tào Chính Đức của quân khu tỉnh chẳng phải cũng vậy sao? Sự tức giận của cấp trên, không phải những con tép như các cháu có khả năng gánh được đâu. Đừng tưởng rằng Cố gia chúng ta có chút thế lực, lại cùng Trấn hệ với Hải Phái, thêm nữa là tập đoàn chấp chính, nhưng có điều này cháu phải hiểu, Trấn Đông Hải thuộc hệ nào chứ? Tuy nói không rõ ràng, bên ngoài thì ông ta là trung lập, nhưng người tỉnh táo thì đều hiểu rằng, Trấn Đông Hải chính là một trong những nhân vật cấp cao của Trấn hệ Hải Phái. Thằng nhóc cháu, đừng vì Diệp Phàm mà để cho Trấn hệ đàn áp. Cố gia chúng ta không thể trêu vào người như thế. Diệp Phàm đã lọt vào mắt Trấn hệ Hải Phái, xem chừng đã là một trong những đối tượng bọn họ bí mật bồi dưỡng. Tuy nói hiện nay Diệp Phàm xem chừng chưa biết được, nhưng Trấn Đông Hải rất coi trọng Diệp Phàm, đến mức cả những quan chức trong giới quân sự đều phải nể hắn một bước. Nói rõ ra thì Trấn Đông Hải chỉ cần nói một câu, có thể khiến cháu, một vị thiếu tướng quân đoàn trưởng khó khăn lắm mới ngồi được đến vị trí này đem giáng xuống 18 tầng địa ngục. Bác còn cách nào ngăn cản được? Hãy nghĩ lại cho kỹ, dặn dò Mã Thiên, thái độ phải nhún nhường, dù có đến mức dập đầu cũng phải giải quyết. Còn phải nói rõ cho cậu ta chút, nếu cậu ta không thể làm cho Diệp Phàm vừa lòng, về sau Cố gia chúng ta không còn muốn gặp lại cậu ta nữa, hừ. Cố Toàn buông điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng. Lão tướng quân day chán thở dài. Nhân vật này, không phải là người cháu có thể động vào được. Hắn không chỉ là con cưng của Hải Phái, mà còn là con cưng của cả quốc gia, trụ cột của tổ đặc nhiệm A, không phải kẻ nào cũng có thể động vào hắn. Ôi, ai động vào hắn là xui xẻo, hắn đúng là người có ảnh hưởng lớn. Có tiền, có người nâng đỡ, có năng lực, nếu không xử lý cẩn thận bị phái khác bắt lấy, muốn nói chuyện với hắn cũng thật khó. Gần đến bữa trưa ngày hôm sau, lúc Diệp Phàm đang tiến hành bàn bạc việc quy hoạch cùng với đồng chí ở phòng quy hoạch, liền nhận được điện thoại khẩn. Cục trưởng Diệp, lập tức đến tập trung tại nhà ăn địa ủy. Trong điện thoại là một giọng nữ. Cô là... Diệp Phàm không biết nên xưng hô thế nào, cho nên hỏi. Tôi là Khương Xuân Linh ở văn phòng địa ủy, vừa mới nhận được thông báo, chủ tịch địa khu mới nhậm chức đã đến văn phòng địa ủy. Chương 1027. Chủ tịch địa khu đích thân vỗ vai Tiểu Diệp. Chủ tịch địa khu mới nhậm chức, không biết là ai đến tiếp quản vị trí của Vương Triều Trung. Không ngờ đến nhanh thế. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, gọi điện cho Hạ Hải Vĩ, hỏi. Lão Hạ, ai đến nhận chức chủ tịch địa khu vậy? Là người do thành phố Mạc Hương điều tới, là Lô Trần Thiên. Tôi đang bận lắm, thế nhé. Anh mau đến đi là được, tất cả những nhân vật quan trọng của địa khu đều có mặt cả. Hạ Hải Vĩ nói xong gác máy.
Lô Trần Thiên, Diệp Phàm thì thào ba từ, thiếu chút nữa không ngậm được miệng vào. Lô Trần Thiên chẳng phải chú của Lô Vĩ sao? Đã có quen biết hồi ở thành phố Mặc Hương. Không ngờ ông ấy lại đến Đức Bình. Chẳng phải nghe nói ông ấy sẽ tới tỉnh thành Thủy Châu đảm nhiệm chức phó bí thư sao, chẳng ngờ lại vòng qua Đức Bình. Phiền thật, đúng là có chút phiền phức. Trong lòng Diệp Phàm buồn vui lẫn lộn, việc Lô Trần Thiên đến sẽ một lần nữa thay đổi vận mệnh của Đức Bình. Chẳng lẽ ông ấy có thể chung sống hòa thuận với Trang Thế Thành sao, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu sau này hai người đối đầu, vậy mình bị kẹp ở giữa, biết làm nhân bánh kiểu gì. Diệp Phàm đi thẳng tới tòa nhà văn phòng địa ủy với một tâm trạng rối bời. Lần này Lô gia thật không chịu thua kém, Lô Minh Châu cũng có được một vị trí nhỏ. Từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy được điều đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Không thể ngờ Lô Trần Thiên cũng ngồi lên được một vị trí cao, xem ra Lô gia thế lực không nhỏ. Đến nhà ăn địa ủy, đã đầy người ngồi từ lâu. Bởi vì lúc Khương Xuân Linh thông báo cho mọi người đã quên mất vị tân cục trưởng là Diệp Phàm. Cho nên gần lúc cuối mới nhớ ra để thông báo. Diệp Phàm nhìn một lượt, cũng chẳng quen được mấy người. Tiện ngồi xuống một vị trí bất kỳ, lúc này có người hô. Xếp Diệp, qua ngồi bên này. Diệp Phàm nhìn về phía giọng nói phát ra, hóa ra là cục trưởng cục giao thông, Ngô Bạch Khai, cứ vẫy tay chỉ về chỗ ngồi còn trống bên cạnh. Ngô Bạch Khai làm cục trưởng đã lâu, có tiếng tăm ở Đức Bình, quen biết rộng. Bên cạnh ông ta đã có một đám người vây thành một vòng từ lâu. Thật ra, Ngô Bạch Khai cảm thấy mình khá may mắn khi quen biết Diệp Phàm. Bởi vì Ngô Bạch Khai trước đây cũng đi theo chủ tịch địa khu Vương lăn lộn. Tuy nhiên, năm ngoái lúc Diệp Phàm đến cục giao thông xin trợ cấp, Ngô Bạch Khai vô tình thấy Diệp Phàm cố ý để rơi danh thiếp của Tống Sơ Kiệt. Cho nên, ông ta tưởng nhầm là Diệp Phàm và Tống Sơ Kiệt có quan hệ thân thiết. Lúc đó lại thêm thuốc Trung Hoa đặc biệt, thật trùng hợp. Khiến cục trưởng Ngô Hạ quyết tâm cấp cho Diệp Phàm 600.000 làm đường. Cũng chính vì thế mới khiến chủ tịch địa khu Vương Triều Trung tức giận, lập tức loại Ngô Bạch Khai ra khỏi vòng tròn quyền lực của mình. Không đến một tháng, thấy Ngô Bạch Khai có chết cũng không hối cải, chủ tịch Vương cắn răng, rõ ràng hoàn toàn lãnh đạm với Ngô Bạch Khai. Ngô Bạch Khai cũng hiểu ý, kiên quyết không đi theo Vương Triều Trung, vẫn luôn giữ quan hệ tốt với Diệp Phàm. Không ngờ trong vụ sóng gió tranh chấp quyền lực chức quyền lần trước, Ngô Bạch Khai vì thế mà thoát được một kiếp nạn, đám người Vương Triều Trung đều bị thất thế. Mà khi đó Ngô Bạch Khai cũng khá hoảng sợ, nhờ Diệp Phàm tới chỗ Trang Thế Thành cầu cứu. Diệp Phàm quen biết Ngô Bạch Khai cũng xem là khá may mắn, hơn nữa cũng không có sơ hở nào để người ta tóm đuôi. Rồi liền đem danh nghĩa của quốc lộ thiên tường ra nói là lâm trận đổi soái sẽ bất lợi cho việc mở rộng gì đó của quốc lộ thiên tường. Trang Thế Thành cũng không so đo mấy cái này. Do đó mà vị trí của Ngô Bạch Khai được bảo toàn. Phải biết rằng Ngô Bạch Khai nghe nói trong hội nghị địa khu có người đã đề xuất việc tuyên chuyển công tác của ông ta, cho nên ông ta rất cảm kích Diệp Phàm. Khi đó mồ hôi lạnh cũng vã ra như tắm. Lão Ngô, tới sớm vậy. Diệp Phàm gật gật đầu đi tới. Vị này là... Mấy vị cục trưởng ngồi cạnh Ngô Bạch Khai không biết Diệp Phàm. Cho rằng người thanh niên này không rõ là ai mà có vẻ lão Ngô khá khách sáo với hắn, thậm chí còn có vẻ cung kính. Điều này khiến cho mấy vị cục trưởng trong lòng thầm nghĩ, người thanh niên này phải chăng là cậu ấm ở vùng nào, hoặc là cha cậu ta có chút thế lực, cũng có thể là ủy viên thường vụ địa ủy hay gì đó. Thật là kỳ lạ, lão Ngô là cục trưởng cục giao thông, bình thường vốn chẳng coi ai ra gì. Ha ha, các ông không biết cậu ấy, nhưng cũng biết quốc lộ thiên trường chứ. Ngô Bạch Khai hơi có vẻ đắc ý, liếc mắt nhìn mấy người bạn rượu đều ngây cả ra. Đương nhiên biết quốc lộ thiên trường. Một người trung niên đeo kính cười nói. Biết là tốt, con đường này chính là do cục trưởng Diệp đây bất chấp sự phản đối lập dự án của Sở Giao thông tỉnh, để đến thẳng bộ giao thông. Hơn nữa cục trưởng Diệp còn từng tiếp kiến Phó Thủ tướng Yến Vân. Ngô Bạch Khai đương nhiên là việc gì có thể thổi phồng lên là thổi phồng lên. Diệp Phàm đương nhiên chỉ biết mỉm cười. Khiến người khác thấy khá bí hiểm. Loại chuyện như này, kẻ ngốc cũng sẽ không nói toạc ra. Cậu ấy chính là Diệp Phàm, cục trưởng mới nhậm chức của cục xây dựng. Cục trưởng Diệp rất giỏi, thất kính rồi. Tôi là cục trưởng cục đất đai, Tôn Phục Bút. Tối nay tôi mời khách, mời cậu đi uống vài chén được chứ? Tôn Phục Bút của cục đất đai lập tức chuyển từ vẻ mặt đầy ngạc nhiên sang tươi cười rạng rỡ. Hơn nữa còn lập tức đưa danh thiếp qua. Cục trưởng Diệp.
Mã Minh Vũ của Viện Kiểm sát Địa khu, làm quen một chút, kết giao bằng hữu. Mã Minh Vũ đưa tay qua. Ha ha, thất lễ rồi, nói thật lòng, tuy tôi đã vài lần đến Đức Bình, nhưng lại không quen nhiều bạn hữu lắm. Cảm ơn, đây là số điện thoại của tôi, có rảnh thì gọi. Diệp Phàm cười, cùng mọi người trao đổi danh thiếp. Lúc này, Hạ Hải Vĩ tình cờ đi ngang qua, vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Cục trưởng Diệp, buổi tối nên mời khách, thăng chức mà, ha ha. Nói xong chẳng thèm nhìn mấy vị cục trưởng, viện trưởng, cất bước đi. Hạ Hải Vĩ tuy nói chỉ vỗ vai nhẹ thôi, nhưng thật ra lại thu hút sự chú ý của mấy chục vị cục trưởng. Mọi người thi nhau đoán xem cậu thanh niên này rút cục là thần thánh phương nào, phó bí thư Hạ của địa ủy có vẻ khá thân thiết với hắn. Đám người Lâm Thiên bên cục công an cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này, nét mặt lập tức sầm xuống. Quan hệ của cục trưởng Diệp và phó bí thư Hạ có vẻ cũng khá thân nhỉ. Ngô Bạch Khai cười hỏi, ý đồ muốn thăm dò. Bọn người Tôn Phục Bút tự nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, muốn nghe câu trả lời. Chỉ là quan hệ bình thường thôi. Ha ha. Diệp Phàm tự nhiên ra vẻ bí hiểm, biết là nói ra không ai tin. Ai mà tin được là quan hệ bình thường, người ta đường đường phó bí thư lại đến vỗ vai hắn thể. Tuy nhiên, ở đây toàn là những người khôn ngoan, chẳng ai ngu gì mà đi hỏi cho đến cùng. Đương nhiên, vị trí của Diệp Phàm trong lòng họ cũng tăng lên không ít. Lúc này Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an Địa khu cũng chen lại, vị cục trưởng bên cạnh nhường ghế, để cho y một chỗ, từ xa đã cười nói. Cục trưởng Diệp, anh đã đến rồi à? Lão Ngô dành cho chỗ đứng này, xem chừng phong thủy tốt thật. Diệp Phàm trêu đùa cười nói. Cục trưởng Trương, anh cũng quen Diệp Phàm hả? Viện trưởng Viện Kiểm sát Mã Minh Vũ vì công tác nên thường xuyên giao tiếp với Trương Trường Thủy, cho nên gật đầu cười nói. Kỳ thật, anh ta muốn tìm hiểu thêm về Diệp Phàm. Ha ha, xem ra mọi người cũng nghe nói đôi chút rồi. Tôi và Lão Ngô đều là lính của sếp Diệp. Trương Trường Thủy vừa nói ra đã làm rơi cả tròng mắt của vài người. Tôi nói này sếp Trương, sếp Ngô, còn một việc thế này, mặc dù nói Diệp Phàm nhậm chức ở cục xây dựng, nhưng hình như cũng không quản được hai vị. Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình Địa khu, Lan Đinh Hương là nữ. Tuy khóe mắt đã có vết chân chim, nhưng chăm sóc cũng rất tốt. Khuôn mặt nhìn qua mịn màng như cô gái 28, 29 tuổi cho nên khóe miệng yểu điệu kia vừa cười cũng làm mê mẩn lòng người. Ha ha, Lan tiểu muội, điều này thì em không hiểu rồi. Cục trưởng Diệp còn chức danh là Phó Tổng Chỉ huy Quốc lộ Thiên Tường, chúng tôi đều là tổ viên của cậu ấy. Cho nên nói là lính của cậu ấy là hoàn toàn chính xác. Phải biết rằng không riêng gì chúng tôi, chính Phó Bí Thư Hạ vừa đi qua cũng chỉ giữ chức Phó Tổ trưởng. Mà Cục trưởng Diệp mới là Tổ trưởng chính. Trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường, Cục trưởng Diệp vẫn là một trong những ủy viên thường vụ Bộ Chỉ huy Đảng ủy. Chủ tịch Vương lúc trước cũng là Phó Tổ trưởng ở tổ của Bí Thư Trang, còn chưa lên đến chức ủy viên thường vụ. Trong Bộ Chỉ huy thì đứng đầu là Bí Thư Tề. Phó Chủ tịch tỉnh Tần cũng chỉ là Phó Tổng Chỉ huy thôi. Còn có Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ha ha! Ngô Bạch Khai đắc ý, khoe khoang khoác lác một trận. Đương nhiên cũng không loại trừ ý đồ muốn tạo uy danh cho Diệp Phàm. Tâm tư của Lão Ngô, Diệp Phàm cũng hiểu được. Tâng bốc Diệp Phàm cũng là tâng bốc chính mình, cái này gọi là nước lên thuyền lên. Đương nhiên, mấy vị cục trưởng đầy vẻ ngạc nhiên, ghi tạc hình ảnh Diệp Phàm thật sâu trong đầu. Đã liệt Diệp Phàm vào hàng ngũ có thể kết giao. Đúng lúc này, trong phòng ăn chợt vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Hóa ra là Bí Thư Trang cùng Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy Lưu Minh Sơn đi đến. Bên cạnh chính là vẻ mặt mỉm cười của Chủ tịch Địa khu Lô Trần Thiên. Diệp Phàm đương nhiên cũng đứng lên vỗ tay. Khi đi qua người Diệp Phàm, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lô Trần Thiên đột nhiên dừng bước, giơ tay vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Cười nói sang sảng. Tiểu Diệp đã đến rồi hả? Không thể ngờ chúng ta lại cùng họp với nhau tại một nơi. Ha ha! Âm thanh kia khá vang dội. Nếu là người khác, được Chủ tịch Lô mới tới vỗ vai như thế hẳn sẽ phát cuồng lên và cảm thấy rất vinh hạnh. Tuy nhiên, đối với Diệp Phàm, vẻ mặt khá là phấn khích. Đương nhiên không phải ánh mặt trời rạng rỡ mà là sự chua xót. Thằng nhãi này giờ khóc giờ cười có vẻ khổ sở. Trong lòng tự nhiên âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn phát hiện ra một tia không hài lòng ánh lên trong mắt Trang Thế Thành rồi chợt biến mất. Những người khác khó có thể phát hiện được,
nhưng Diệp Phàm thì có đôi mắt của chim ưng. Sớm biết thì đã tránh ở một góc hẻo lánh còn hơn. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Cảnh tượng vừa rồi xem chừng đã thành cái gai trong mắt Bí Thư Trang. Diệp Phàm hối hận thì cũng đã muộn. Hơn nữa Diệp Phàm cũng thầm nghĩ ý nghĩa cái vỗ vai của Lô Trần Thiên. Hẳn không phải ông ấy cố ý, Lô Trần Thiên mới đến nước Bình, không quen đất quen người, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm. Hơn nữa, những gì Diệp Phàm đã làm xem chừng Lô Trần Thiên đã chú ý tới. Nói không chừng đã quyết định ra tay từ Diệp Phàm. Phải biết rằng, trong những người trẻ tuổi đồng lứa, danh tiếng Diệp Phàm đã truyền rất xa. Nếu nói Lô Trần Thiên đơn thuần là vì tỏ vẻ thân thiết, tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, đối với cán bộ phòng ăn mà nói, chỉ có thể ngưỡng mộ vì thằng nhãi này gặp may. Đã có nhiều vị cục trưởng lén hỏi nhau tên của Diệp Phàm. À, chủ tịch Lô quen cậu thanh niên này. Lúc này, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lưu Minh Sơn ở cạnh hỏi. Chương 1028, nhân cách là thứ đồ vô dụng. Ha ha, cục trưởng Lưu, đừng tưởng cậu ta nhỏ tuổi, thực ra đã nức tiếng gần xa từ lâu rồi. Khi trước bên tỉnh gọi cậu ấy là chủ tịch thị trấn Trăm Triệu. Hạng mục quốc lộ thiên trường của Đức Bình chúng ta chính là một mình đồng chí Diệp Phàm chạy đôn chạy đáo lo liệu. Nghe nói, lúc tranh thủ hạng mục ở Bộ Giao thông, Phó Thủ tướng Yến Vân đã đích thân tiếp cậu ấy. Lô Trần Thiên vừa nói, cả phòng vang lên tiếng thán phục. Đương nhiên, không thể không có mục đích gì khi tâng bốc như thế, đây chính là màn phối hợp để đón chào chủ tịch địa khu mới đến. Ừ, Diệp Phàm không chỉ có vậy đâu. Trong ban điều hành quốc lộ thiên tường, tôi là một trong số phó tổng chỉ huy, mà Diệp Phàm cũng là phó tổng chỉ huy. Ha ha, thật ra tôi cùng cấp với cậu ta, coi như đồng nghiệp. Chắc các vị không biết đâu, lúc trước bí thư tỉnh ủy Quách đến Ma Xuyên thăm thú tình hình, Diệp Phàm thật lợi hại, gọi bí thư Quách là lão già, ha ha. Trang Thế Thành nói, có mấy người không nhịn được a lên một tiếng. Xem ra đồng chí Tiểu Diệp cũng to gan gớm, ha ha. Lưu Minh Sơn cũng cười. Rồi đột nhiên hình như ra cái gì, nói. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước hình như có người tên Diệp Phàm theo học khóa học thanh niên ưu tú của trưởng đảng tỉnh ủy. Chính là trưởng ban tống đích thân chỉ định cậu ấy làm lớp trưởng. Chẳng lẽ chính là đồng chí Tiểu Diệp này? Ha ha, lúc đó chắc trưởng ban tống cho rằng tôi nhỏ tuổi nên mới chỉ định. Diệp Phàm khiêm tốn cười. Ừ, người trẻ tuổi, làm cho tốt. Lưu Minh Sơn vỗ vai Diệp Phàm rồi đi về phía trước sân khấu. Tự nhiên, mấy trăm đôi mắt hâm mộ, đố kỵ, có chút chua cay thiếu chút nữa đè chết Diệp Phàm ngay tại phòng ăn địa ủy này. Làm cho hắn cẩn thận ngồi xuống, mới biết mồ hôi chảy ròng ròng trên người. Thầm nghĩ, làm sao mình lại thấy như bị dọa giết thế này. Buổi tối bất ngờ nhận được điện thoại của Hạ Hải Vĩ, nói là Túc Nhất Tiêu muốn gặp mình, trong lúc Diệp Phàm đang ngạc nhiên không hiểu thì đã tới ủy ban kỷ luật. Đồng chí Túc Nhất Tiêu từng một thời làm mưa làm gió ở Đức Bình hình như già hơn rất nhiều. Mới 30 mà trông qua như đã 40 tuổi. Râu không cạo, tóc có vẻ khô cứng, xem ra trong lòng cũng không vui, có vẻ bận tâm điều gì đó. Có chuyện gì vậy bí thư Túc? Diệp Phàm chờ người đến thẩm vấn đi hết, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa một điếu thuốc qua, nói. Tôi muốn sang phòng khác, ở đây chắc chắn có máy quay, tôi lo lắng. Tính cảnh giác của Túc Nhất Tiêu khá cao, đảo mắt nhìn một vòng. Vậy phải đến đâu anh mới chịu nói cho tôi? Diệp Phàm hỏi. Đến chỗ của cậu thì sao? Túc Nhất Tiêu ngẩng đầu lên, lóe lên một tia sinh khí. Tôi hỏi họ xem sao, việc này tôi không có quyền quyết định, đợi một chút. Diệp Phàm ra ngoài bàn bạc với Hạ Hải Vĩ một lúc. Hạ Hải Vĩ đồng ý, tuy nhiên, lão Hạ giải thích, phải rất chú ý. Đừng để cho Túc Nhất Thiên bỏ trốn hay tự sát thì sẽ phiền toái. Diệp Phàm cười nói. Lão Hạ, còn chưa tin thân thủ của tôi sao, Túc Nhất Tiêu có muốn chết cũng khó, muốn chạy trốn thì tuyệt đối không thể, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt tự tin, Hạ Hải Vĩ cũng biết hắn có ý đồ gì đó, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Không lâu sau, đi vào phòng số 401 trong tòa nhà mới xây của Cục Xây Dựng nơi Diệp Phàm ở. Đồng chí công an và ủy ban kỷ luật đều đứng canh ở ngoài, cửa sổ cũng đóng, Hạ Hải Vĩ cùng Phương Thiết gật gật đầu đi ra. Cậu có thể giúp tôi không, Diệp Phàm? Túc Nhất Tiêu đảo mắt nhìn quanh, cảm giác khá vừa lòng, vừa mở miệng đã khiến người ta tò mò. Giúp anh, ha ha. Diệp Phàm cười gằn,
nhìn chằm chằm Túc Nhất Tiêu. Anh nói lý do tôi phải giúp anh đi. Tôi biết cậu và Bí Thư Hạ quan hệ rất thân thiết, nói thật với cậu, chuyện giữa tôi và Liễu Mi Phương vốn không phải như cô ấy kể. Túc Nhất Tiêu bĩu môi, vẻ mặt oán giận nói. Vậy rốt cuộc là sao lại ra nông nỗi này, lão Túc, nếu tin tôi thì nói cả ra đi, tôi vốn thẳng tính, không thích vòng vo, đáng ghét. Diệp Phàm nói, nhìn chằm chằm Túc Nhất Tiêu. Lần trước tôi giúp anh, tin là anh biết tôi đối nhân xử thế thế nào. Nếu thật muốn hại anh, lần trước đã để anh chết bỏ xác ở Đức Bình. Ngẫm lại, nếu để quân lính sư đoàn giã chiến số 2 bắt được, dù là anh có chỗ dựa vững chắc ở tỉnh, cũng không thể phá được đại bản doanh của sư đoàn giã chiến số 2, nơi đó là thánh đường của quân đội, không phải là nơi chính quyền địa phương có thể can thiệp. Hơn nữa, vì chuyện lần trước, đêm qua sư đoàn trưởng Mã dẫn theo một đám người đến, suýt nữa bắt tôi đến thẩm vấn tại căn cứ tòa án quân sự ở Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. May là tôi có anh bạn cũng có chút thế lực, nếu không, xem chừng lão Túc anh giờ cũng không gặp được tôi. Diệp Phàm hạ giọng. Bắt cậu, vì sao? Túc Nhất Tiêu vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao, còn chẳng phải vì chuyện liên quan đến anh sao? Bọn họ nói là đang bắt giữ phần tử đặc vụ của địch. Lão Túc anh khi nào thành đặc vụ của địch, chẳng cần phải tìm vợ của bộ đội làm nhân tình. Đương nhiên là bọn họ đến hãm hại tôi. Thật là đáng cười. Lão Túc Anh thì vui vẻ, còn tôi thì suýt nữa lên tòa án quân sự. Nơi đó, tin là lão Túc cũng biết được mức độ lợi hại của nó, xem ra còn đáng sợ hơn nhiều so với ủy ban kỷ luật. Diệp Phàm tức giận hừ nói, liếc nhìn Túc Nhất Tiêu một cái, vẻ mặt oán giận. Không sao là may rồi, ôi cảm ơn cậu, thiếu chút nữa lại gây phiền toái cho cậu. Túc Nhất Tiêu thở dài, sờ lên đầu, liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi và Liễu Mi Phương cũng có chút gian tình, tuy nhiên, ban đầu cũng là tôi bị mụ đàn bà này hại. Hôm đó chẳng phải là hai người chúng ta đi bàn đảo ảnh thị Sơn Trang thăm thú sao, thấy ông Nghiêu đó đối xử tốt với cậu, thật lòng, tôi thấy bất mãn. Không phải là bất mãn, là tên tiểu nhân anh trong lòng đố kỵ. Anh cho rằng cái thứ gì cũng có thể lấy được sự tín nhiệm của dân chúng sao, đừng có mơ. Thiên hạ ma xuyên này, đến 9 phần là do tay Diệp Phàm tôi gây dựng nên. Trong đó không ít chua cay, anh làm sao biết được. Lấy anh ra mà nói, có người thân là trưởng ban thư ký Kiều, chuyện gì ông ta cũng giúp anh làm, còn tôi, đều phải dựa vào sức mình. Tổ tiên từ xa xưa cũng không bói đâu ra một chủ tịch thị trấn. Diệp Phàm lạnh giọng hừ nói, nhưng thực ra nói thẳng không hối hận. Cậu tôi mà cậu cũng biết. Trong mắt Túc Nhất Tiêu lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Lúc ấy sau khi quay lại thị trấn Ma Xuyên, lòng tôi bực bội, mượn rượu giải sầu. Thật ra cũng không uống bao nhiêu, đối với tửu lượng của tôi, một bình rượu trắng không là gì cả. Hôm đó uống nửa bình, không ngờ say túy lúy. Kết quả là Liễu Mi Phương dìu về. Đến một bãi cỏ vắng tôi chợt buồn nôn, ai ngờ vừa nôn là phun hết mọi chuyện ra, mơ mơ màng màng làm chuyện ấy với Liễu Mi Phương. Cũng phong lưu quá nhỉ, trăng sáng, sao sáng, trên cỏ có một đôi uyên ương đang vui vẻ điên loạn, hừ. Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, nghĩ lại chuyện mình và Mai Phán Nhi hình như cũng trong hoàn cảnh tương tự, thiếu chút nữa chơi trò uyên ương hí thủy. Còn lần với Phương Nghê Muội, cho nên, trong lòng tự nhiên nảy sinh đồng cảm, có phần tha thứ cho Túc Nhất Tiêu. Phong lưu không phải là bệnh, chẳng qua là tật chung của đàn ông. Ừ, lúc đó sau khi tỉnh dậy, liền thấy có chút kỳ lạ, kết quả truy hỏi, Liễu Mi Phương cắn răng không nói một câu. Từ lúc đó, cả hai chìm đắm trong say mê, tuy nhiên, Liễu Mi Phương thật sự có chút mánh khóe. Làm chuyện kia với đàn ông thì thật lợi hại, hơn nữa có thể khiến người ta khoan khoái, tôi cũng chìm đắm đi. Kết quả, cô ta đe dọa tôi nói muốn làm chủ tịch huyện. Tôi cũng đồng ý, nói là sau khi kéo cậu xuống thì nghĩ biện pháp cho cô ta lên. Cái này, lúc đó cũng là mơ thôi, tôi làm gì có khả năng đẩy người lên ngồi ở ghế chủ tịch huyện. Không lâu sau, cậu tôi ngồi lên ghế trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tôi mới tin tưởng rằng Đức Bình chẳng mấy thành thiên hạ của mình. Ôi, ai ngờ thuyền lật tại cống ngầm. Phương Hồng Quốc vừa nhậm chức, Liễu Mi Phương xem chừng đã bị kích thích mãnh liệt, có chút điên cuồng. Vì thế mới ra nông nỗi thảm kịch hôm chủ tịch huyện nhậm chức đó. Tôi tin cậu, chỉ cần cậu giúp tôi hoãn bình chuyện này, về sau, tôi sẽ nguyện lăn lộn cùng cậu. Túc Nhất Tiêu nói xong, hai mặt sáng lên hy vọng. Lăn lộn cùng tôi, ha ha.
Diệp Phàm mỉm cười. Cậu không tin tôi. Túc Nhất Tiêu nhìn Diệp Phàm chằm chằm, hỏi. Vậy anh lấy cái gì để khiến tôi tin tưởng? Đừng dở cái bài thề thốt nếu không thiên lôi đánh chết ra với tôi. Thời buổi này, thề thốt chẳng có tác dụng gì cả. Cũng đừng lấy nhân cách của Túc Nhất Tiêu anh hay cái gì ra để đảm bảo. Cái đó càng không thể tin được. Hơn nữa, nhân cách Túc Nhất Tiêu anh chỉ đáng mấy đồng, thời buổi này có bao nhiêu người có nhân cách khiến người ta tin tưởng được. Diệp Phàm hừ nói, xem xét Túc Nhất Tiêu, chẳng đưa ra điều kiện gì mà muốn mình giúp, đó là điều không thể có. Để tôi nghĩ xem. Túc Nhất Tiêu hút lấy hút để điếu thuốc, hết điếu này sang điếu khác, nửa bao thuốc lá Trung Hoa của Diệp Phàm nhanh chóng hết nhãn. Khói bay đầy trong phòng, Túc Nhất Tiêu đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Diệp huynh đệ, có muốn biết một bí mật của Lâm Thiên không? Túc Nhất Tiêu bóp mạnh đầu mẩu điếu thuốc lá. Anh nói cục trưởng cục công an địa khu Lâm Thiên. Diệp Phàm lập tức hứng thú, vẫn luôn muốn tìm điểm yếu của Lâm Thiên mà chưa có kết quả. Không ngờ Túc Nhất Tiêu lại nắm được. Đúng vậy. Túc Nhất Tiêu gật gật đầu. Anh nói đi, nếu có giá trị thì tôi có thể xem xét. Diệp Phàm nói, có vẻ rất nghiêm túc. Lâm Thiên nuôi hai nhân tình, biệt danh là Đại Kiều Tiểu Kiều, là chị em sinh đôi. Câu lạc bộ giải trí Phong Diệp chính là Song Kiều mở. Chỉ là, chị em Song Kiều thì lấy đâu ra tiền? Nghe nói, lúc đầu đầu tư hơn 2 triệu. Trên thực tế con số này còn lớn hơn nhiều. Câu lạc bộ giải trí Phong Diệp kia trang hoàng xa hoa, có cả lầu chính, không có 3-4 triệu thì đừng mơ làm được. Túc Nhất Tiêu nói tới đây, dừng một chút, nhìn Diệp Phàm. Anh muốn nói 4 triệu đó đều là do Lâm Thiên đưa. Diệp Phàm nhẹ nhàng thả khói, hỏi. Toàn bộ. Túc Nhất Tiêu gật gật đầu khẳng định. Làm sao anh biết được những chuyện này? Trong tay có bằng chứng không? Không có chứng cứ, tin vỉa hè, không có tác dụng gì. Diệp Phàm thản nhiên cười. Pháp nhân của câu lạc bộ giải trí Phong Diệp là hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều, nhưng quản lý thì lại là anh họ của các cô, tên Tiếu Hàn. Tiếu Hàn và cục trưởng cục giao thông huyện của chúng ta Vương Hán quan hệ khá thân thiết. Nói Lâm Thiên mới là ông chủ lớn đứng sau lưng. Túc Nhất Tiêu nói. 4 triệu kia đến từ đâu? Diệp Phàm hỏi. Nếu nói về nguồn gốc khoản tiền 4 triệu, hẳn Đại Kiều Tiểu Kiều sẽ biết, cả Tiếu Hàn cũng biết chút ít. Nghe nói còn có liên quan đến việc gieo trồng quả đào của xã Kim Đào trong huyện ta. Túc Nhất Tiêu vừa nói, Diệp Phàm cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, thất thanh hỏi. Có liên quan đến cây đào, rốt cuộc sao lại thế? Chương 1029, an ủi thứ trưởng Bộ Công an. Việc cây đào khi đó thực chất chỉ là để ngụy trang. Mục đích không phải ở đây, bên ngoài là vì bất lý của huyện Ma Xuyên đang làm những chuyện này. Những người có quan hệ trong địa khu chính là phó chủ tịch địa khu cha mà trên thực tế sau màn cây đào là ông chủ Lâm Thiên. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Thiên là cục trưởng cục công an địa khu, ông ta trồng đào làm gì? Hơn nữa, ông ấy chỉ là một cục trưởng nhỏ, làm sao sai khiến được phó chủ tịch địa khu cha? Tuy nói cha kế cương không phải vào thường vụ, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là phó chủ tịch địa khu. Diệp Phàm khó hiểu lắc đầu. Ha ha, với sức ảnh hưởng của Lâm Thiên đương nhiên không đủ, là người đứng sau ông ta. Túc Nhất Tiêu cười nói. Người đứng sau Lâm Thiên rốt cuộc là ai? Diệp Phàm nhướng mày hỏi. Bọn họ đều nói người đứng sau Lâm Thiên là quan lớn ở tỉnh. Chỉ có tôi biết đứng sau Lâm Thiên chính là Thứ trưởng Bộ Công an Lâm Thiên Dân. Ông ấy là chú của Lâm Thiên, chú ruột. Túc Nhất Tiêu hơi có vẻ tự đắc, liếc nhìn Diệp Phàm. Vị trí của Lâm Thiên Dân ở Bộ Công an có thể dựa dẫm được. Nghe nói chỉ xếp sau Thứ trưởng Thường trực, năm nay rất có khả năng ngồi lên vị trí Thứ trưởng Thường trực. Thảo nào! Diệp Phàm có chút cảm thán, lắc đầu. Không thể tưởng tượng người đứng sau Lâm Thiên lại có thế lực vậy. Thật sự là không thể tin nổi. Khó trách ông ta không thèm để ý đến cả bí thư Trang Thế Thành. Thì ra là thế. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì liên quan đến cây đào. Còn cả 4 triệu kia. Diệp Phàm vẫn không hiểu Túc Nhất Tiêu rốt cuộc muốn nói cái gì. Cái này tôi cũng không hiểu. Nghe nói ban đầu việc trồng cây đào thực sự là một hình thức ngụy trang. Mục đích chính là trồng đào, sau đó chẳng phải đã ra hoa rồi sao, lúc đó phó chủ tịch cha còn đem theo một đám người đến chụp này chụp nọ. Nói là đến quay phim. Còn sử dụng một mảnh đất lớn, dựng lều, nói là phim trường nghiêm cấm người ngoài vào. Cậu có biết họ đang làm gì không?
Túc Nhất Tiêu vẻ mặt thần bí. Chẳng lẽ lại làm việc phạm pháp? Diệp Phàm hỏi như thoáng chút suy nghĩ. Cậu em thông minh, thế mà đã hiểu rồi. Đúng vậy, bọn họ đào mộ cổ, nghe nói đào được rất nhiều đồ cổ, bán được gần 30 triệu, toàn bộ bọn họ chia chác. Túc Nhất Tiêu vừa nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa mất hồn. Chú của Lâm Thiên có tham gia không? Sắc mặt Diệp Phàm dần trở nên khó coi. Chắc chắn có, ông ta chính là ông chủ lớn đứng sau bức màn, Lâm Thiên cũng chỉ là chân long tong. Đám người này rất càn rỡ, quả thực có thể nói là to gan lớn mật. Thật ra những người nòng cốt như phó chủ tịch cha thì chắc chắn có phần, nhưng còn vì bất lý có phần hay không tôi cũng không rõ, có lẽ bị lợi dụng. Tuy nhiên nghe nói chuyện này còn có liên quan đến chủ tịch huyện Giang tiền nhiệm. Túc Nhất Tiêu lại để lộ ra một thông tin nóng hổi. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Chẳng lẽ chủ tịch huyện Giang không phải treo cổ tự sát mà bị mưu sát? Có thể, lúc trước, vì Giang gia kéo đến Bộ Công an nên chẳng phải đã có một tổ điều tra đi điều tra vụ việc sao? Mà tổ trưởng tổ điều tra này chính là Lâm Thiên Dân. Lâm Thiên Dân đi điều tra vụ việc do chính mình làm ra sao có thể điều tra ra cái gì, tự lừa dối mình chứ không lừa được người. Đương nhiên tôi với cậu nói chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu thật sự muốn bắt được cá thì phải răng lưới lớn mới được. Tôi biết chủ nhiệm Hạ vừa mới nhậm chức, ngồi trên ghế phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh còn chưa vững. Không làm được một chút chiến tích thì người ta không phục, cho nên tôi mới nói những điều này cho cậu. Tuy nhiên chuyện này tôi không dây vào, cậu xem như nghe kể chuyện là được rồi. Nếu muốn điều tra thì các cậu cũng đừng lôi tôi vào. Nếu hỏi tôi cũng sẽ nói không biết gì. Cậu hiểu ý tôi không? Diệp Phàm, cậu cũng chớ bảo Túc Nhất Tiêu tôi nhát gan sợ phiền phức. Việc này lớn kinh thiên động địa không phải Túc Nhất Tiêu tôi có khả năng gánh vác. Túc Nhất Tiêu sắc mặt khó coi. Được, việc này coi như là nghe kể chuyện. Về việc điều tra hay không cũng không có quan hệ tới tôi. Anh cũng giữ bí mật, pháp bất truyền lục nhĩ. Diệp Phàm thận trọng gật gật đầu. Còn nữa, chuyện của anh tôi sẽ tìm chủ nhiệm Hạ, nghĩ cách dọn dẹp ngay. Cảm ơn cậu, chuyện lôi thôi này của tôi, dù nói chú tôi cũng đã muốn giúp. Nhưng không tiện ra tay. Ôi, tôi thật xui xẻo quá. Cả đời này xem chừng sẽ mang vết nhơ. Nếu cậu thật sự có thể giúp tôi giấu chuyện này, không ảnh hưởng đến bước đường sau này của tôi. Về sau Túc Nhất Tiêu tôi đây sẽ thực sự coi cậu là anh em bằng hữu. Cậu cần giúp cái gì, gọi cái là tôi sẽ đến. Túc Nhất Tiêu có chút kích động. Được, chúng ta làm bạn. Diệp Phàm gật gật đầu, sau khi tiến bước Túc Nhất Tiêu, Hạ Hải Vĩ vào. Sau khi nghe chuyện còn hoảng hốt hơn Diệp Phàm. Cậu em, ra tay từ đâu đây? Một lát sau, Hạ Hải Vĩ tỉnh táo lại, hỏi. Trước tiên hãy bắt đầu từ đào lâm, đi xem liệu có phải thực sự có dấu vết đào bới không? Tuy nhiên việc này rất khó xử lý, e rằng trong số những người trồng đào có gián điệp của Lâm Thiên. Chúng ta vừa ra tay, người ta đã phát hiện ra, ngược lại lại thành rút dây động rừng. Diệp Phàm lắc đầu, nhất thời cũng không nghĩ ra cách. Thật không dễ, không đào lên thì không thể chứng thực được việc này. Muốn đào phải có mánh lới giấu đi mới được. Địa bàn đó hẳn Lâm Thiên rất mẫn cảm. Rút dây động rừng, kinh động đến Lâm Thiên. Hạ Hải Vĩ nhíu nhíu mày, nhất thời cũng không nghĩ ra cách. Tìm Mai Phán Nhi giúp. Sau khi xác định địa điểm, cho xây ngay tòa nhà. Chẳng phải họ đang muốn làm sơn trang điện ảnh truyền hình sao? Thêm một tòa nhà cũng là bình thường. Chỉ cần đào xuống. Chắc chắn sẽ tìm ra cái gì đó. Diệp Phàm nói. Ừ, chắc Lâm Thiên sẽ ngăn cản việc xây nhà trên khu đất đó. Nếu ông ta thực sự ra tay cản trở, chúng ta không cần đào biết ngay việc này là thật. Kế hay. Hạ Hải Vĩ lông mi giãn ra. Việc này nếu điều tra ra thì sẽ là đại án đầu tiên của Hạ Hải Vĩ từ khi nhậm chức phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng là chiến tích đáng nể. Còn nữa, để ý chút đến Đại Kiều Tiểu Kiều. Đặc biệt là anh họ Tiếu Hàn của họ. Người này sẽ rất hữu ích, tôi nghĩ người của ủy ban kỷ luật địa khu cũng không bảo đảm. Hãy điều người từ văn phòng tỉnh xuống, hoặc gọi người bên an ninh quốc gia hỗ trợ. Diệp Phàm nói, được, việc này tôi sẽ bàn với bí thư Thiết Thác. Hạ Hải Vĩ nói, Diệp Phàm gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng, cười nói. Thiết ca, dạo này vẫn ổn chứ? Ha ha, ổn cái con khỉ. Tôi đứng bét trong mấy chức thứ trưởng, căn bản là không có quyền lên tiếng. Bao nhiêu khổ cực, mệt nhọc, đen đủi của bộ đều trút hết xuống đầu tôi.
ngày nào cũng vội đến mức chẳng được ngồi nghỉ. Đám người bọn họ thì đến là nhàn nhã, nhàn đến ốm cả người. Thiết Chiêm Hùng không khỏi cảm thán, xem ra ở bộ công an cũng không thoải mái gì. Thiết ca, hẳn là trong bộ chẳng có ai oai phong như anh hồi ở báo săn. Lúc đó, anh là nhân vật số 1, nhất ngôn cửu đỉnh quen rồi. Bây giờ không thể ra oai với mấy vị cấp trên đương nhiên sẽ không thấy thoải mái rồi. Thêm nữa, vì lâu quá nên thành quen. Diệp Phàm an ủi nói, chợt hỏi. Thiết ca, bộ công an các anh có phải có người tên là Lâm Thiên Dân? Đúng, ngoài phó bí thư và thứ trưởng thường trực thì ông ta là nhân vật có thế lực nhất. Hôm qua tôi vừa đấu khẩu với ông ta ở cuộc họp ủy ban trung ương. Bực là ông ta ỷ mình là người cũ, phê bình tôi một hồi, suýt nữa làm tôi giận đến phát hỏa. Ông ta ỷ vào có chỗ dựa là phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật, bình thường chẳng coi ai ra gì. Mẹ nó, đúng là dài như mắt chó. Thiết Chiêm Hùng căm giận nói. Ha ha, có muốn trừng trị ông ta không? Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Trừng trị ông ta, tôi còn muốn ông ta chết quách cho rồi. Thiết Chiêm Hùng thuận miệng hừ nói, rồi chợt chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc. Ý cậu là gì? Ha ha, không có ý gì cả. Chính là anh có muốn trừng trị ông ta rồi thế vào vị trí đó không? Diệp Phàm cười khan một chập. Cười đến mức Thiết Chiêm Hùng trong lòng ngứa ngáy, quát. Nói mau, trừng trị như nào? Tuy nhiên, muốn thế vào chỗ đó thì không đủ khả năng. Ông ta dù sao cũng trên tôi một bậc. Ở bộ này, làm gì cũng chú trọng đến việc phân biệt đối xử. Chỉ có cấp trên đi rồi, anh mới có thể tiến thêm một bước, phía dưới lại bổ sung thêm một thứ trưởng mới. Bố mày cuối cùng cũng có thể đạp lên lão già này rồi. Ha ha! Thiết Chiêm Hùng cũng cười không ngừng. Thật là tuần hoàn ác tính, một dẫm lên một. Thiết ca, trong lòng anh thật gian ác. Diệp Phàm cười nói. Trên đời này không gian tà thì có thể sống được sao? Người lương thiện thì chết sớm, kẻ xấu sống vạn năm. Dù chẳng ra sao nhưng cũng lưu danh thiên hạ. Thiết Chiêm Hùng cảm thán một câu. Được rồi, trở lại chuyện chính, là chuyện của Lâm Thiên Dân. Diệp Phàm kể lại toàn bộ câu chuyện. Thiết Chiêm Hùng ở đầu dây bên kia không hé răng nửa lời, xem chừng cũng khá sợ hãi, thật là chuyện kinh thiên động địa. Mẹ nó, giết ông ta đi không cần bàn, giết y chính là giúp mình. Cậu em, cậu giữ mồm giữ miệng, ngày mai tôi sẽ mang theo vài người lặng lẽ đến Đức Bình. Dùng thủ đoạn của lão Thiết này mà còn không tra ra chân tướng chắc. Thiết Chiêm Hùng tiếng nói như sấm, làm Diệp Phàm ong hết cả tai. Lão Thiết, anh bình tĩnh chút. Có anh ra mặt dĩ nhiên là sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, phải cẩn thận không được để lộ tin tức. Lâm Thiên Dân có thể ngồi vào vị trí này tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Chỉ e anh dẫn người đi, lại phản tác dụng. Diệp Phàm nói. Ừ, cũng đúng, tôi vừa vào bộ, mạng lưới quan hệ không quen, cấp dưới thân tín lại càng không có ai. Hay đi mượn người bên báo săn vậy, tin rằng dù Lâm Thiên Dân có bản lĩnh, cũng không thể nhúng tay vào báo săn. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười. Chính là chờ câu này của anh. Ha ha, tin tưởng báo săn sẽ không thể quên anh, người cũ. Muốn mượn vài cao thủ phá án hẳn không khó. Còn nữa, anh trai anh ở ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có thể phái thêm vài mãnh tướng đến, chúng ta liên kết hạ gục Lâm Thiết Dân. Động vào thứ trưởng kỳ cựu của Bộ Công an, chọc giận huynh đệ ta, cứ lật đổ ông ta không cần bàn thêm. Diệp Phàm khá mạnh mồm, Thiết Chiêm Hùng cũng không cho rằng Diệp Phàm khoác lác. Thằng nhóc cậu đã tính sẵn rồi đúng không? Muốn mượn người bên báo săn thì nói luôn, phó sư trưởng Mã hẳn là sẽ nể mặt mà giúp đỡ. Hơn nữa, cậu chỉ cần hô một tiếng là xong liền. Sao còn phải để tôi vác cái mặt dày đi? Lần trước nghe nói Mã Thượng Chí chọc giận cậu phải không? Thiết Chiêm Hùng cười gượng nói. Tên đó khá ghê gớm. Trương Cường vẫn ám chỉ Quách Chân Kỳ là do tôi đề cử, không biết Mã Thượng Chí nhận được lợi lộc gì từ Cố Thiên Long. Ngớ ngẩn không xếp cho Quách Chân Kỳ một vị trí tốt. Sao lại khiến tôi tức giận, liền đi tìm thủ trưởng trấn, xem chừng lão Mã hiện nay rất hận tôi. Tôi đi chưa chắc đã là chuyện tốt, lão Mã người ta hở ra một câu là hỏng rồi. Báo săn là cơ quan quân đội, lại đi điều tra vụ án bên ngoài. Mặt mũi chúng ta có lẽ không đẹp đẽ gì, vẫn là Thiết ca đi thì hay hơn. Diệp Phàm cười gượng nói. Chương 1030, lấy nước nuôi cá. Thằng nhóc cậu cứ ba hoa đi, cậu là phó soái, khi không có mặt chính soái thì cậu là người chỉ huy báo săn. Mã Thượng Chính là con tép,
một cậu nói của cậu cũng đủ khiến hắn xuống 18 tầng địa ngục rồi. Thiết Chiêm Hùng, hống hách, nói. Ha ha, em có năng lượng như vậy sao? Diệp Phàm cười gượng, hơi có vẻ tự đắc. Cậu cứ khoe khoang đi, tôi đang đen đủi đây, đường làm quan của cậu rộng mở, hai, tôi sắp phải nhảy lầu rồi. Lúc sau, Diệp Phàm đem chuyện kể cho Lô Vĩ một lượt, Lô Vĩ hô lớn trong điện thoại. Mẹ kiếp, em nói có chuyện gì xảy ra? Lúc đầu, lúc trước Lâm Thiên Dân là tổ trưởng tổ điều tra, đến Ma Xuyên cho qua loa thôi, đi vài vòng đã sắp xếp mọi người về nhà rồi. Cuối cùng án này định tính vì chủ tịch huyện Giang tự sát. Xem ra giờ có chút manh mối rồi. Vĩ tử, chuyện ở Lâm Trường Cảnh Dương điều tra đến đâu rồi? Tâm trạng Diệp Phàm có chút nặng nề hỏi. Sắp thấy ánh sáng rồi, phỏng chừng một tuần sau là có tin tức. Mẹ kiếp, nhiều việc quá. Trong đó, án liên quan đến quan lớn cấp phó giám đốc sở cũng có hai vụ, huyện Ngư Dương thì chẳng có cán bộ nào tham dự vào. 7-8 người của phó giám đốc Mã của Lâm Trường Cảnh Dương kia gây án rồi, có lẽ ở Thủy Châu cũng có đồng bọn. Theo tình hình trước mắt, thì hình như giám đốc Lâm Trường Trịnh không biết tình hình. Lô Vĩ thận trọng nói. Quan lớn cấp phó giám đốc sở, bất kể là ai, cậu cứ bắt cho tôi, có gì khó cứ tìm tôi. Vụ án có liên quan đến cha của Diệp Nhược Mộc, Diệp Phàm không thể bình tĩnh được. Hiểu rồi, dám hại chết cha nuôi của chúng ta, tuyệt đối không thể nương tay được, cùng lắm là để cô của em ra mặt. Lô Vĩ cũng tức giận nói. Ừ. Sau khi dập điện thoại, trong lòng Diệp Phàm càng nặng nề hơn. Đêm khuya, Lô Trần Thiên đột nhiên gọi điện thoại đến, kêu Diệp Phàm đến Lưu Hương Các. Hai, sợ cái gì thì cái đó liền đến. Diệp Phàm thở dài, lái xe thẳng đến Lưu Hương Các. Lô Trần Thiên đến tiếp nhận vị trí của chủ tịch địa khu vương vị trí, phỏng chừng có thể ở được với Trang Thế Thành. Lô Trần Thiên cũng không phải dạng dễ dàng cam chịu sắp đặt. Trang Thế Thành càng không muốn thấy cảnh tượng như khi Vương Triều Trung cầm quyền. Hai, đầu sỏ, va chạm nhau nhiều, xảy ra bất hòa chỉ là chuyện sớm muộn. Mà người kẹp ở giữa là Diệp Phàm cũng khó xử. Giúp Lô Trần Thiên, thì thẹn với sự giúp đỡ của Trang Thế Thành dành cho mình. Còn giúp Trang Thế Thành, thì cũng ngại vì Lô gia đối với mình cũng không tồi, càng không song chính là Lô Vĩ là anh em tốt của mình. Diệp Phàm tuyệt đối không muốn mất đi người anh em này. Muốn lấy lòng cả hai thì không có khả năng, không thể lấy được cả cá và tay gấu được. Giờ phút này Diệp Phàm chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Có thể rời khỏi nơi đầy thị phi như Đức Bình này, nhưng Diệp Phàm vẫn có chút luyến tiếc. Mình vất vả lắm mới tạo được cơ sở, giờ đến một địa phương khác, lại phải bắt đầu lại. Hơn nữa, Trang Thế Thành mịt mờ biểu lộ thái độ, chuyển Diệp Phàm đến cục xây dựng chỉ là tạm thời, đợi sang năm khi bí thư thị xã La Châu lui về. Thì Diệp Phàm rất có khả năng được ngồi lên ghế vàng bí thư thị ủy. Đây cũng là điều mà Diệp Phàm hướng tới. Dù sao một cán bộ muốn được ngồi lên ghế bí thư thị ủy thì cũng phải có lý lịch tương đối một chút, đối với việc đề bạt sau này cũng có lợi. Lô Trần Thiên đang uống trà, trong phòng chỉ có một mình ông ta. Ngồi đi Tiểu Diệp. Vâng, chủ tịch địa khu, muộn thế này rồi, không biết có chuyện gì không ạ? Ha ha. Diệp Phàm cười hỏi. Hắn có quan hệ với Lô Vĩ cho nên ăn nói cũng tùy tiện hơn. Không hoan nghênh tôi có đúng không? Muốn tìm cậu uống chén trà cũng không được sao? Lô Trần Thiên tức giận, hừ nói. Không phải, chú Lô, gần đây cháu đang phải cải tạo thôn Đại Vũ, bận quá, lại còn đi nuôi Âu Võ đang tìm Trương Đạo Lâm Đại Sư nữa. Diệp Phàm giải thích cười, nói. Thôn Đại Vũ, nói nghe chút xem nào. Nghe nói đây là một trong những công trình quan trọng của địa khu. Bí thư Trang đã chuyển toàn bộ những tài liệu có liên quan cho chú rồi. Và cũng nói một số quan điểm cá nhân, thằng nhóc, dã tâm của cháu thật không nhỏ. Còn muốn thành lập tốt kiến thiết liên hợp nữa, liệu có lôi cả công an, thuế vụ, vào không? Nếu thật như vậy thì đó là phạm vi chức trách của phó chủ tịch địa khu. Lô Trần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhưng thật ra khá thoải mái. Lộ ra một sự thân thiết. Cháu chỉ đề nghị thôi, phương châm lớn thì do lãnh đạo các chú quyết định. Hơn nữa, chức tổ trưởng cũng chưa chắc là cháu làm, các chú có thể sắp xếp một phó chủ tịch địa khu làm. Và lại, nếu thành lập thì sẽ rất có lợi cho việc cải tạo thôn Đại Vũ. Phải biết rằng, thôn Đại Vũ rất rối loạn, dựa vào cục xây dựng chúng ta, không có khả năng nắm bắt được. Còn nữa, vấn đề chủ yếu nhất đấy chính là tiền.
Muốn kiến thiết thì chỗ nào cũng cần tiền, làm một con đường phải mất vài triệu, dỡ một ngôi nhà để xây một ngôi nhà mới thì phải mất mấy trăm ngàn, thậm chí là trên một triệu. Thôn Đại Vũ rộng đến 5 dặm, Hồ Nguyệt Nữ là nơi hôi thối nhất, giờ căn bản là trở thành một hồ đựng rác, muốn cải tạo, không có vài triệu thậm chí là chục triệu thì không thể làm được trò trống gì. Đương nhiên, dựa vào cục tài chính của Đức Bình chúng ta thì khoản tiền này cũng là không thực tế, làm thế nào để lấy nước nuôi cá mới là quan trọng nhất là, hoặc là có thể nói mượn gà đẻ trứng cũng đúng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cũng cảm giác đau đầu thật sự. Lấy thủy nuôi cá, nói rất hay. Chú cũng biết qua về hiện trạng của Đức Bình, đối với việc cải tạo thôn Đại Vũ thì cũng chẳng giúp được cháu bao nhiêu. Càng đừng nói đến 10 triệu. 10 triệu cũng là một con số rất lớn, nhưng đổ vào việc cải tạo thôn Đại Vũ thì không có khả năng. Nói như việc làm đường mới mà cháu vừa nói, thì việc sửa đường ở thôn Đại Vũ là việc đầu tiên. Lập quy hoạch xong, thì phải làm hàng loạt những việc cơ bản giải phóng mặt bằng, bồi thường, thi công đường, điện, nước, nếu không có điện, nước thì kiến thiết thế nào được. Cháu có ý tưởng tốt, cháu mạnh dạn đề nghị, nếu Ủy ban Nhân dân địa khu có thể tiếp thu, trên cơ bản được Hội nghị Thường vụ Địa ủy thông qua một lần là được. Phải nắm chắc, trước Tết phải cho ra được phương án quy hoạch, đây mới là công tác trọng điểm. Quy hoạch chỉ là một khung xương, một ít ý nghĩ, ý tưởng mới là máu thịt. Chỉ có khung xương không thì cũng vô dụng. Chỉ có máu và thịt mới có thể làm đầy đặn thôn Đại Vũ được. Máu thịt này, chính là biện pháp mượn gà đẻ trứng này. Địa khu hiện trạng thế nào thì cháu cũng rõ, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Phải nhờ nhiều vào kinh tế từ bên ngoài để cũng khai thác, phát triển thôn Đại Vũ. Cháu hiện giờ phải coi mình là một người khai hoang mới được. Lô Trần Thiên cũng có chút tán thưởng. Tiểu Diệp, mới hơn một năm không gặp, cháu trưởng thành lên nhiều rồi. Ha ha, biện pháp mượn gà đẻ trứng thì có. Chỉ có điều có thể dẫn được một con gà vàng đến thì có chút khó khăn. Thôn Đại Vũ là một hiện tượng hiếm thấy, toàn bộ thôn do 8 thôn nhỏ hợp thành. Tên của các thôn này đều rất kỳ lạ. Diệp Phàm cười nói. Tên kỳ lạ ư, cháu nói nghe xem nào. Lô Trần Thiên dường như có chút hứng thú nói. Tên của 8 thôn lần lượt là Càn Thiên, Khôn Địa, Trường Trấn, Khảm Trung, Cấn Thiếu, Tốn Nữ, Ly Dương, Đoái Trường. Chú có ngờ được không? Ha ha. Diệp Phàm cười nói. Càn Thiên, Khôn Địa. Lô Trần Thiên lẩm bẩm nhắc theo, cười nói. Đây không phải là 8 phương bát quái của Trung Quốc chúng ta sao? Đúng vậy, thời gian trước qua khảo sát tỉ mỉ, phát hiện thôn Đại Vũ ám hợp thành bát quái thành hổ. Cháu đến núi Võ đang mời vị xem phong thủy nổi tiếng là Trương Đạo Lâm Đại Sư đến để xem qua phong thủy. Đại Sư rất thích thôn Đại Vũ chúng ta. Nói là nơi kiếm tiền rất tốt. Cháu còn bảo đại sư vẽ một bản, mà chúng ta xây dựng phương án quy hoạch cũng dựa vào bản vẽ này. Diệp Phàm có chút hăng hái, cười nói. Cháu muốn mượn uy danh của Trương đại sư để thu hút các thương gia. Ý tưởng này rất mới lạ. Bất luận là thương nhân trong hay ngoài nước thì họ cũng đều chú trọng phong thủy. Có rất nhiều công ty nước ngoài thậm chí còn thờ một vị thần gia mà mình tin ở công ty nữa cơ. Chẳng qua là để tác động tinh thần để khiến tâm mình an mà thôi. Cho nên, có Trương đại sư xuất mã, thì rất dễ kêu gọi. Lô Trần Thiên liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thầm khen ngợi. Tuy nhiên, việc mời Trương đại sư cũng mất công sức chứ. Nghe nói cổng lớn của Bộ Tài chính cũng là do đại sư chuyển cho. Có Trương đại sư thì số thương nhân tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Hai, cũng khá là khó, để gặp được đại sư, cháu phải mất một tệ tiền hương ở Thấu Nguyệt Quan đấy. Tuy nhiên, đại sư thực sự rất khó mời, nghe nói ông ấy có một cô con gái bị bệnh, cháu đồng ý chữa trị cho cô ấy, nếu không làm sao đại sư đồng ý đến đây chứ? Cháu đã phải dùng việc tư như vậy để mời ông ấy đến đây. Chú Lô, cán bộ đảng viên như cháu cũng hiếm gặp đấy chứ. Chỉ cống hiến mà không cần báo đáp. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng, biết Lô Trần Thiên cũng biết mình biết một chút về y thuật, cho nên, cũng không giấu giếm. Chỉ cống hiến ư, thằng nhóc. Cháu là người như vậy sao? Chứ không phải vì ghế quan của mình à? Một câu của Lô Trần Thiên khiến kẻ nào đó bị lột mặt nạ, làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cháu chuẩn bị một chút, ngày mai địa ủy ban nhân dân địa khu họp, cháu chuẩn bị tốt tư liệu để trình bày ý tưởng của mình. Còn nữa, Tiểu Diệp, chú mới đến Đức Bình, nên một số tình hình của địa ủy,
quan hệ cũng chưa rõ lắm, cháu nói cho chú một chút. Đây mới là mục đích mà Lô Trần Thiên gọi mình đến. Diệp Phàm trong lòng thầm than một tiếng, đành nói. Chú Lô, cháu chỉ là một cục trưởng tép siêu, chuyện của ủy viên địa ủy cháu làm sao biết được. Đây là vấn đề tầng cấp, chú hỏi cháu cũng không biết trả lời ra sao. Những tin nghe được thì đều là tin vỉa hè, không đáng tin cậy, nếu nói sai thì chú lại gặp phiền phức. Diệp Phàm muốn ù ờ cho qua, nhưng Lô Trần Thiên cũng chẳng phải kẻ dại, lập tức nghiêm mặt, hừ nói. Thằng nhóc này, muốn qua mặt chú mày à? Phó bí thư Hạ Hải Vĩ kia làm sao, chú đây biết thừa cậu ta có quan hệ rất tốt với cháu. Cháu tuy nói là chưa thể tiếp xúc với tầng địa ủy, nhưng Hạ Hải Vĩ chắc chắn là biết được một số tin tức trong đó. Chẳng lẽ cháu chưa nghe qua hay sao mà còn e dè không dám nói? Nếu coi chú Lô này là người ngoài thì cháu không cần phải rông dài như vậy đâu. Hừ. Chương 1031, chú Tệ ủng hộ cháu. Cái này, vậy cháu sẽ giải thích một vài thông tin, chú dù sao cũng không nên cho là thật. Ở địa ủy Đức Bình, trước kia chủ tịch địa khu Vương rất có thế lực, nghe nói đều do vị bí thư cũ nuông chiều thành quen. Bí thư Trang đến Đức Bình hiện nay tình hình cũng đã ổn định. Nói về quan hệ của cháu và phó bí thư Hạ, thì thực ra là hai chúng cháu quen từ hồi ở Ngư Dương, hơn nữa quan hệ cũng khá tốt. Cũng được coi là bạn tri kỷ, cũng chính cháu giới thiệu cho anh ta quen với bí thư Trang. Diệp Phàm nói, Lô Trần Thiên làm gì mà không hiểu chứ? Chẳng phải quá rõ là Hạ Hải Vĩ dựa vào bí thư Trang đó sao, cho nên, chợt cúi mặt xuống, có chút ngại ngùng. Vì sao Diệp Phàm lại muốn nói cho ông ta, nói sau không bằng nói trước? Hắn chỉ lo Lô Trần Thiên nghĩ mình lôi kéo Hạ Hải Vĩ. Chỉ bằng sớm nói ra quan hệ của hai người Trang, Hạ, để Lô Trần Thiên đừng nghĩ sai. Ừ, tiếp đi. Một lát sau Lô Trần Thiên bình tĩnh lại, liền nói. Ngoài ra còn nghe nói Phó Bí Thư Tôn Quốc Đống cũng có cách nghĩ như thế. Trước đây lúc Chủ tịch Vương còn tại chức, địa khu Đức Bình chia thành 4 phần thiên hạ. Một phái của Bí Thư Trang thành. Chủ tịch Vương và Phó Bí Thư Lôi có lúc liên kết có khi đối lập, nhưng hầu như là liên kết với nhau. Lúc Tôn Quốc Đống là Phó Bí Thư kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ, thực ra ông ta tự thành một phái. Lần này Chủ tịch Vương và Phó Bí Thư Lôi đều xuống, Tôn Quốc Đông lên tới chức Bí Thư Đảng Quần Chúng, xem chừng cách nghĩ sẽ càng lớn hơn. Diệp Phàm nói mập mờ. Về phần hai tay chân của Trang gia là Ôn Tín Niên và Trịnh Chí Minh, Diệp Phàm không nói lộ ra. Cũng xem không làm Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên thất vọng. Làm người dù sao cũng nên có chừng mực, tin là sau vài lần hội nghị thường vụ, Lô Trần Thiên hẳn sẽ tìm ra chút manh mối. Đường Lệ Chi là người thế nào? Lô Trần Thiên đột nhiên hỏi. Về người phụ nữ này thì hơi khó nói. Trước kia vẫn đi theo Vương Triều Trung, tuy nhiên, Vương Triều Trung và rất nhiều cán bộ trong đường dây lại gặp xui xẻo, vậy mà cô ta không bị sao cả, xem chừng cũng khá có thế lực. Nếu chú Lô muốn làm gì, người phụ nữ này thực ra là đối tượng có thể bàn bạc được, ha ha. Diệp Phàm cười nói, Tôn Quốc Đống có đồng minh ở ủy ban thường vụ địa ủy đúng không? Lô Trần Thiên gật gật đầu, hỏi. Cái này cháu cũng không rõ lắm, trước kia hình như Tôn Quốc Đống hành động một mình, hiện nay có đồng minh hay không tôi cũng không rõ lắm. Diệp Phàm thật sự là không rõ lắm. Còn về phó chủ tịch thường trực địa khu Triệu Sa Thành. Lô Trần Thiên quan tâm nhất là người này, bởi vì Lô Trần Thiên là chủ tịch địa khu, nên phó chủ tịch thường trực có ảnh hưởng khá lớn đến ông ta. Nếu không, công tác chính quyền sẽ không dễ thực hiện. Có lẽ mấy phó chủ tịch ủy ban nhân dân đại khu Đức Bình có quan hệ khá tốt với Triệu Sa Thành. Người này cháu cũng không rõ lắm, có vẻ lúc thì theo Vương Triều Trung, lúc lại đứng độc lập. Có lúc nghe nói còn liên kết với phó bí thư Lôi. Tuy nhiên, nghe nói quan hệ của người này và phó chủ tịch địa khu Chu Mỹ Sâm khá tốt. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Địa ủy Đức Bình còn trống hai vị trí là trưởng ban thư ký và chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Nghe nói bên tỉnh đã dành một suất cho người của Đức Bình. Nói cách khác, trong hai vị trí đó có một người là từ Đức Bình được đề bạt. Chu Mỹ Sâm và Đường Thiên Thạch khi đó đang cạnh tranh hai vị trí này. Tuy nhiên, lần trước Đường Thiên Thạch bày mưu hại cháu. Hiện nay còn đang bị điều tra ở ủy ban kỷ luật, xem chừng không tham gia vào trò chơi nữa, bị loại rồi. Khả năng Chu Mỹ Sâm giành được chân này cũng khá lớn. Tuy nhiên, chẳng thể nói trước điều gì được, còn có mấy phó chủ tịch địa khu cũng đều có thể cạnh tranh.
Tiểu Diệp, không phải hai, mà là ba vị trí phải đổi người. Tư lệnh quân phân khu Phượng đã bị điều đi rồi. Lô Trần Thiên mỉm cười. Điều đi rồi, ai sẽ tới tiếp nhận nhiệm vụ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, dù sao cũng không yên tâm. Tư lệnh quân phân khu cũng không quản việc, đến tham gia hội nghị thường vụ bất thường thì đều là chỉ là để giơ tay, bỏ phiếu, rất ít khi can thiệp vào những mảng như nhân sự. Tào Chính Đức từ quân khu tỉnh. Lô Trần Thiên nói, Tào Chính Đức, chẳng phải nghe nói năm ngoái ông ta bị xử lý vì phạm tội gì đó rất nghiêm trọng mà. Diệp Phàm lập tức mở to mắt, không thể ngờ Tào Chính Đức có chỗ dựa có thế lực như thế. Năm ngoái bị xử lý, năm nay lại gây sóng gió. Người này đến nước mình đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì suýt nữa Diệp Phàm đâm chết con trai Tào Hồng của ông ta. Nghe nói điều trị ở bệnh viện một năm, vừa mới ra viện. Nếu Tào Chính Đức tới Đức Bình, Tào Hồng chắc chắn sẽ tới Đức Bình gây sóng gió. Hơn nữa còn là nhằm vào chính mình, Tào Chính Đức dù gì cũng là ủy viên thường vụ địa ủy. Nếu ông ta có làm gì mình thì đúng là cũng đau đầu. Con rán đánh không chết kia, người tốt nhất đừng động vào ta, nếu không, ta cũng không ngại lại làm thêm lần nữa đâu. Diệp Phàm nháy mắt quyết đoán, sắc mặt đằng đằng sát khí. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm lại đi thăm thôn Đại Vũ. Nhìn 500-600 mét phía xa, trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, tự nhiên chú ý đến quốc lộ Thiên Tường. Quốc lộ Thiên Tường cách thôn Đại Vũ 500-600 mét. Nếu có thể rời đến gần thôn Đại Vũ, hoặc là cho quốc lộ chạy thẳng qua thôn Đại Vũ, hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích to lớn. Một là, quốc lộ Thiên Tường là con đường đẹp rộng chừng 15 mét. Ít nhất là giúp thôn Đại Vũ bớt đi một con phố phải sửa. Thứ hai, lượng xe cộ qua lại tăng đáng kể, để người lái xe nhìn thấy sự đổi mới của thôn Đại Vũ, nhất định sẽ mang lại cơ hội lớn. Thứ ba, cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho những mạng lưới quan hệ. Diệp Phàm đã từng nói ý tưởng này với Tề Chấn Đào qua điện thoại một lần. Tề Chấn Đào trầm ngâm trong chốc lát, nói. Phương diện quy hoạch thiết kế là do Vi Kiến Minh ở Sở Giao thông phụ trách, người này trước kia có quan hệ khá thân với Chủ tịch Chu. Xem thái độ của Chủ tịch Chu, có vẻ muốn đề cử người này nhận chức giám đốc thay cho Lô Cửu Nhất. Mà theo phương án của các cậu thì quốc lộ Thiên Tường lại phải dịch chuyển lại gần 600 mét. Thứ nhất là việc xây dựng quốc lộ Thiên Tường chắc chắn phải suy nghĩ lại, có thể mang đến một loạt các vấn đề khác phát sinh. Ví như giải phóng mặt bằng, bồi thường. Quan trọng nhất là ước chừng quốc lộ Thiên Tường vì vậy mà phải kéo dài ra hai bên 2 mét. Chiều dài so với đường thôn nhỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng về chiều rộng mà lên đến 15 mét, đối với quốc lộ Thiên Tường mà chiều rộng lên đến 20 mét ở địa khu Đức Bình mà nói, xây dựng thêm một cây em chi phí không thấp hơn 10 triệu. Bởi vì, đường ở nội thành các cậu thì đều đổ bê tông, cao cấp, lớp bê tông khá dày. Nếu xuyên qua thôn Đại Vĩ, còn phải thêm chi phí như xem xét bố trí mạng lưới đường ống và nhiều khoản khác nữa. E rằng cháu khó thuyết phục được những người phụ trách hạng mục này của bộ chỉ huy. Đương nhiên, chú Tề có thể lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng, vừa rồi chẳng phải chú đã nói qua với cháu. Thứ nhất, quan hệ của Vi Kiến Minh và Chủ tịch Chu rất mờ ám. Tuy nói Chủ tịch Chu lùi về tuyến hai trước nhưng chúng ta không thể động vào, lại có cảm giác tiểu nhân. Thứ hai, Vi Kiến Minh gần đây vì phương án quy hoạch liên tục bị thay đổi nên có lẽ cũng có gì ẩn giấu trong đó. Người này đã bị chú phê bình vài lần, nếu lần này là chú ra mặt bắt thay đổi, rõ ràng phải đi cửa sau. Thêm gánh nặng phương án quốc lộ Thiên Tường, Vi Kiến Minh sẽ thấy thế nào? Anh ta không dám ra mặt đề xuất, nhưng chắc chắn sẽ lải nhải với Chủ tịch Chu. Chú Tề của cháu có quyền lớn nhất trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường. Nhưng trách nhiệm cũng lớn nhất. Tuy nhiên, quay về tỉnh, chú Tề chỉ có thể đứng thứ tư. Trên còn có bí thư Quách, phó bí thư Cố, người nào cũng chằm chằm quan sát tôi. Đặc biệt là trong tình cảnh chủ tịch tỉnh còn chưa nhận chức, quan hệ ở tỉnh có chút nhạy cảm. Đặc biệt là chủ tịch Chu, tuy nói tới mặt trận tổ quốc rồi, tuy nhiên, lạc đà còn gầy hơn ngựa, một loạt người của ông ta vẫn còn tại chức. Về chuyện quốc lộ Thiên Tường lần này không có chút chiến tích gì trong lòng ông ta đã có chút bất mãn. Lần trước lúc tỉnh ủy lại một lần nữa thảo luận việc quốc lộ Thiên Tường, Chủ tịch Chu đã có chút chua cay. Cháu nghĩ xem, chú có thể nào ép buộc phải thay đổi phương án. Những giám sát của mặt trận tổ quốc thì nhiều như vậy, nhưng nếu cháu có việc gì gọi đến liệu có ai chịu làm không? Không ai làm cả,
nhưng bình luận này kia thì thể nào cũng có, điều đó là hiển nhiên. Tề Chấn Đào phân tích cho Diệp Phàm nghe. Bây giờ, Tề Chấn Đào đã coi Diệp Phàm là người có đủ tư cách để nói chuyện với mình. Mà không phải như lúc trước, cho rằng hắn chỉ là tiểu bối. Tề Chấn Đào khi đó, đều là dùng cách thức giáo huấn hay dạy dỗ đối với Diệp Phàm. Nhưng từ sau khi Diệp Phàm thể hiện năng lực ở Phượng Gia trở về, trong lòng Tề Chấn Đào có chút xem trọng Diệp Phàm, nâng vị trí của hắn lên một bậc. Đương nhiên là địa vị cao lên, coi Diệp Phàm như một người ngang hàng trong trao đổi bàn bạc, dùng lời lẽ bàn bạc mà không phải có tính chất hướng dẫn, chỉ đạo. Chú Tề, nếu cháu có thể bắt Phi Kiến Minh khiến cho phương án cải tạo đoạn đường quốc lộ Thiên Tường được đa số ủy viên trung tâm bộ chỉ huy thường vụ tán thành, chú có đồng ý thay đổi không? Diệp Phàm vẫn dùng lời lẽ khá khiêm tốn, giữ quyền quyết định cho Tề Chấn Đào. Bộ chỉ huy có 7 ủy viên thường vụ, chú và Trang Thế Thành chắc chắn sẽ đồng ý, chú chắc chắn sẽ ủng hộ cháu, còn 3 phiếu. Nếu cháu có thể nắm được trong tay Vi Kiến Minh, người phụ trách xây dựng thiết kế quy hoạch, thì chẳng khác gì có được 4 phiếu. Theo lý mà nói thì phương án này đã có thể được ban chỉ huy thông qua. Tuy nhiên, chú Tề hy vọng cháu có thể khiến cho 5 trong số 7 đảng ủy viên đồng ý thì càng tốt. Về sau dù có ai đi tỉnh ủy, chú cũng dễ đưa ra lý do là đại sự đồng thuận của đại đa số thành viên, như vậy mới không có vẻ bị động đúng không? Tề Chấn Đào giọng điệu thân thiết. Cháu nghĩ xem, trong số 3 đảng ủy viên còn lại, cháu có thể nắm được ai? Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách công tác liên lạc, Trương Minh Đường, hẳn sẽ không tham gia. Người này chắc chắn không tham gia. Ông ta là tay sai của Cố Phong Sơn. Thật ra, quốc lộ Thiên Tường ngay từ lúc đầu, đã có chút cạnh tranh giữa cháu và tiểu bối Cố Tuấn Phi của Cố gia. Lần trước ở sở cậu ta đã ngăn cản thành công, tuy nhiên bị cháu tự mình đi khai thông khớp xương từ bộ giao thông, trong lòng đương nhiên là rất tức giận. Trương Minh Đường, hễ là cháu ủng hộ, anh ta liền phản đối. Chú Tề cứ đưa đề xuất của cháu ở lễ khởi công quốc lộ Thiên Tường thì sẽ rõ. Mâu thuẫn của cháu và Cố gia có lẽ không thể điều hòa được. Diệp Phàm thở dài. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Tuy nhiên, Cố gia ép sát từng bước, xem chừng trong cuộc chiến giữa các tiểu bối, kẻ bề trên Cố Phong Sơn cũng nhúng tay vào. Chú nghe nói bí thư huyện ủy Ma Xuyên đương nhiệm Túc Nhất Tiêu mới đến cũng có liên quan đến Cố Phong Sơn. Rõ ràng có tận 2 quả đào cho cháu chọn. Tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu nghe nói đã xảy ra chuyện. Ha ha! Đúng thật là dáng cho Cố Phong Sơn một cái tát tai. Tề Chấn Đào đột nhiên mỉm cười, quay người hừ nói. Đương nhiên, nếu mâu thuẫn với Cố gia không thể điều hòa được, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức. Tiểu Diệp, cháu đã trưởng thành, có sự giúp đỡ của bạn hữu anh em. Đàn ông không nên đi gây sự, nhưng thật sự đến bước đường này rồi thì cũng không phải sợ phiền phức. Cố gia, nếu thực sự đối đầu với cháu, chú Tề sẽ ủng hộ cháu. Chương 1032, khai thông các cửa. Tề Chấn Đào biểu lộ thái độ, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cảm kích, nói. Cảm ơn chú Tề, Cố gia thì cháu không sợ. Hai vị khác ở ban chỉ huy, một là phó chủ tịch tỉnh Tần, một là phó giám đốc sở Tiếu Duệ Phong. Trước kia cháu ở Ngư Dương cũng có chút giao tình với ông ta. Tuy nhiên trước khác, nay khác, cháu nhận được một tin. Hình như Tiếu Duệ Phong đang tranh thủ vị trí phó giám đốc thường vụ sở công an. Lần trước cháu ở Lạc Diệp Cư Thủy Châu phát sinh một chút việc nhỏ, không ngờ có bóng dáng Tiếu Duệ Phong nhúng tay vào. Người này, nghe nói rất gần gũi với Cố gia. Đương nhiên, ông ta cũng là vì ích lợi, cái này không có gì đáng trách, mà phó chủ tịch tỉnh Tần so với ông ta, cháu cảm thấy thuyết phục phó chủ tịch tỉnh Tần còn quan trọng hơn. Phó chủ tịch tỉnh Tần không đồng ý. Việc cải biến sẽ này làm người ta nghi ngờ, cho nên, cháu tính toán thuyết phục phó chủ tịch tỉnh Tần. Chú Tề, về phần phó chủ tịch tỉnh Tần, chú có nghe được chút tin tức nào không? Tần Hoài Bắc, người này có tư cách già nhất trong các chức phó. Lần này không thể vào thường vụ, trong lòng tự nhiên sẽ ấm ức. Mục tiêu ông ta nắm vào chính là Kiều Chí Hòa, ha ha. Tề Chấn Đào nói ra tật xấu này, để Diệp Phàm chiếu sáng một có thể mượn lực. Muốn cho tên Kiều Chí Hòa này một bài học, thật sự là khó khăn. Thứ hai, cháu cũng không muốn tự dưng đi đắc tội một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Diệp Phàm cảm thấy kế này không thông. Ha ha, Tần Hoài Bắc nghe nói có quan hệ khá tốt với tỉnh chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh ủy Mã Quốc Chính, nghe nói là bạn học cũ. T.
Tề Chấn Đào sau khi nói xong liền cúp điện thoại, tự nhiên là khiến Diệp Phàm phải tự đi lo. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm dẫn một đồng chí làm thiết kế quy hoạch đến xác định khu thành nội thôn Đại Vũ một lần nữa, nếu như có thể xuyên qua quốc lộ Thiên Tường, thì xuyên qua từ chỗ nào, xuyên qua thì có ảnh hưởng gì không, hai ngày hai đêm đã sửa lại phương án. Diệp Phàm đem phương án đến địa ủy, chỗ Trang Thế Thành chủ tịch địa khu Lô Trần Thiên, phó chủ tịch thường trực địa khu Triệu Sa Thành, mỗi người một bản. Ha ha, Tiểu Diệp, cuối cùng cậu cũng tìm được đường tắt rồi. Trang Thế Thành xem xong thì cười khích lệ nói. Tuy nhiên, Trang Thế Thành đảo mắt lại hỏi. Quốc lộ Thiên Tường xuyên qua thôn Đại Vũ, trưng đất giải phóng mặt bằng, còn nữa quốc lộ xây dựng xong, lượng xe cộ tăng nhiều, liệu có mang đến tai họa ngầm cho Đại Vũ hay không? Trưng đất giải phóng mặt bằng này mặc dù là không cho quốc lộ Thiên Tường xuyên qua, chúng ta không phải sẽ mở rộng đường thôn Đại Vũ. Cái khâu trưng đất giải phóng mặt bằng này không thể thiếu, chỉ có điều quốc lộ xuyên qua thôn. Lượng xe cộ chắc chắn sẽ tăng gấp bội, hiểm họa giao thông cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chỉ cần giải quyết tốt vấn đề cảnh sát giao thông, lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ vào, đây lại không phải là đường cao tốc, chắc là không có vấn đề gì. Nếu sợ việc để xảy ra chết người, tai nạn giao thông, cho dù không để quốc lộ Thiên Tường xuyên qua, mà đường do chúng ta làm ra không phải cũng có hiểm họa như vậy hay sao? Hơn nữa, mất quốc lộ Thiên Tường còn là mất mát lớn hơn. Tôi nghĩ, có quốc lộ Thiên Tường, thương nhân đến Đại Vũ sẽ thấy giao thông thuận tiện. Đây cũng là một ưu thế rất lớn, càng không nói là tiền từ tỉnh rót xuống để làm đường. Diệp Phàm nói, ừ, cậu nghĩ được những điều này, chứng tỏ phương án của cậu đã kỹ càng rồi. Tôi đồng ý. Trang Thế Thành liền rút bút ra ký vào phương án. Tuy nhiên, bên ban chỉ huy, thì cậu phải đi rồi. Trang Thế Thành sắc mặt nghiêm trọng, biết ban chỉ huy quốc lộ Thiên Tường, tuy nói là thường ủy viên không nhiều lắm, nhưng ai cũng có phe phái ủng hộ, quan hệ cũng khá phức tạp. Muốn thuyết phục từng người cũng là chuyện khó khăn. Cái này chỉ là kiến nghị tạm thời của tôi thôi, liệu có được ban chỉ huy thông qua hay không thì còn khó nói. Tuy nhiên, bất luận là như thế nào, cũng phải đi một chuyến. Phó Giám đốc Sở Vi thì khó khăn rồi, ông ấy là tổ trưởng tổ quy hoạch, đầu tiên phải được ông ấy ủng hộ mới được. Sắc mặt Diệp Phàm khó coi, vừa nói đến ban chỉ huy, thì trong lòng liền nghĩ, bí thư Trang có quen biết người này không nhỉ? Không rõ thế nào, trước đây tuy nói là vì giao thông Đức Bình tôi cũng đã đi tìm ông ta. Tuy nhiên người này khá ngạo khí, chẳng lạnh nhạt mà cũng chẳng nhiệt tình. Mặc dù tôi là bí thư Đức Bình nhưng ông ta vẫn có thái độ như vậy. Hai, một phó giám đốc sở, cùng cấp bậc với tôi mà tôi phải đi cầu xin ông ta. Trang Thế Thành lắc lắc đầu nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đi một lần được thì được mà không được thì thôi, cứ làm hết mình đi. Lôi Trần Thiên trực tiếp đưa phương án đến văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu nghiệp đoàn thảo luận. Về chuyện về quốc lộ Thiên Tường xuyên qua thôn Đại Vũ, nghe nói mấy phó chủ tịch địa khi cũng tranh luận kịch liệt. Ví dụ như phó chủ tịch địa khu quản lý an toàn Khâu Cổ thì nói là lưu lượng xe cộ gia tăng sẽ gây tai nạn giao thông. Các quan viên sợ nhất là tai nạn chết người, công tác an toàn này đặc biệt nặng nề, đồng chí Tổng Bí Thư cũng luôn nhấn mạnh phải an toàn, cho nên hễ cứ nhắc đến việc như vậy thì các cán bộ đều rất cẩn thận. Sợ rằng sẽ tự rước họa vào thân. Tuy nhiên cuối cùng đã được thông qua theo ý kiến số đông. Đầu tiên, Phó Chủ tịch Liễu Ngọc Muội sinh ra và lớn lên ở thôn Đại Vũ lập tức phản đối nói. Phó Chủ tịch địa khu Khâu, an toàn giao thông quan trọng, điều này tất cả chúng ta ngồi đây đều biết rõ. Nhưng thôn Đại Vũ mất vệ sinh, mất trị an thì không quan trọng hay sao? Quốc lộ Thiên Tường xuyên qua thôn Đại Vũ, mà nghe nói độ rộng của quốc lộ Thiên Tường xuyên qua thôn Đại Vũ lên tới 20 mét. Đó sẽ là một con đường rất rộng. Nếu ở hai bên lắp đặt dây phòng hộ, xây dựng các cửa hàng, thì việc xây dựng này đối với thôn Đại Vũ mà nói sẽ là một bước đánh dấu. Chúng ta không thể vì chuyện tai nạn giao thông mà chần chừ. Chúng ta càng không thể vì sợ trách nhiệm mà không làm một việc có lợi cho nhân dân như thế này được. Phó Chủ tịch địa khu Khâu, công tác an toàn là do anh phân công quản lý, nếu ngươi thật sự lo lắng, tôi sẽ đề nghị lên tổ chức, đề nghị Chủ tịch địa khu Lô chuyển công tác an toàn cho tôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm là được. Liễu Ngọc Muội vì để kiến thiết thôn Đại Vũ nên cũng, bất chấp tất cả, kể cả chuyện phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Khâu Cổ tuy nói hơi sợ nhận trách nhiệm, nhưng cũng không thể đem miếng bánh ngon mà mình đang giữ đưa cho Liễu Ngọc Muội được. Tuy nói,
Khi xảy ra sự cố an toàn thì lãnh đạo phụ trách cũng có trách nhiệm, nhưng những sự cố lớn có mấy khi phát sinh đâu. Một chút chuyện nhỏ thì không thể liên lụy đến lãnh đạo được. Điều chủ yếu nhất là những lợi ích bên trong đó. Nói đơn giản là phó chủ tịch địa khu Khâu mang theo một đám người đến xưởng của anh kiểm tra, nói là nơi này của anh không an toàn, phải cho dừng lại để chỉnh đốn. Khi nào thì chỉnh đốn ổn rồi tính sau, trên thực tế, anh đưa phong bao cho phó chủ tịch địa khu Khâu, thì người ta cũng ậm ờ cho qua. Cho nên, phó chủ tịch địa khu Khâu là tuyệt đối không chịu mất đi miếng bánh ngon lành này. Sau đó, mấy phó chủ tịch địa khu cũng nói quan điểm, cuối cùng, phương án này đã được thông qua. Việc tiếp theo là của Diệp Phàm. Lúc đi Lô Trần Thiên vỗ vai Diệp Phàm nói. Tiểu Diệp, nắm lấy quốc lộ Thiên Tường, rồi chuyển đến thôn Đại Vũ, chính là cảnh bay của thôn Đại Vũ. Đừng sợ gì cả, không phải sợ tai họa ngầm sau này, những việc này, đều là việc nhỏ. Làm cho cả thôn Đại Vũ Phú đứng lên mới là việc mà chúng ta phải làm. Cứ sợ này sợ nọ thì làm được chuyện gì chứ? Chú Lô, cái này, cháu thì muốn nắm lấy đấy, nhưng sợ phương án này khó được ban chỉ huy thông qua. Phải biết rằng, theo phương án quy hoạch của chúng ta, quốc lộ Thiên Tường chạy qua thôn Đại Vũ phải đến 2 km. Thứ hai, mặt cắt mặt đường phải mở rộng đến 25 đến 28, độ rộng 10 đường xe chạy, nếu tính thêm chỗ đất dư ra hai bên thì khả năng lên đến 30 mét. So với thiết kế ban đầu thì phải tăng thêm khoảng 10 mét. Đường cắt đặc biệt này không phải là rẻ, phỏng chừng 2 km đường này cũng phải mất đến hơn 20 triệu. Ban chỉ huy không thông qua, cũng có lý do chính đáng của họ. Thực ra, xây dựng quốc lộ Thiên Tường, những đem đến lợi ích rất lớn cho Đức Bình chúng ta. Đầu tiên quy hoạch, chỗ phó giám đốc Sở Vi thì khá là khó khăn. Chú Lâu nhà ở Thủy Châu, không biết là có quen biết phó giám đốc Sở Vi Kiến Minh hay không? Diệp Phàm, thăm dò, hỏi. Vi Kiến Minh, người này khá là ngạo khí. Trước kia chú ở thành phố Mạc Hương làm phó chủ tịch thường trực thành phố có quản giao thông, cũng quen biết người này. Chẳng qua là không có giao tình nhiều lắm. Như thế này đi, cháu cứ đi một chuyến, nếu không được thì chú sẽ nghĩ cách. Lô Trần Thiên cũng muốn có chút thành tích, nên mới ở Đức Bình lăn lộn. Về sau còn phải lo thiết lập riêng, hệ thống cho mình. Thôn Đại Vũ này chính là một cơ hội lớn, nếu làm tốt thì công tích của Lô Trần Thiên sẽ lên hàng đầu. Vậy cũng được, để cháu đến tìm phó giám đốc Sở Vi trước đã, nếu không tác động được ông ấy thì cháu sẽ mượn lực của chú, ha ha. Diệp Phàm cười nói, thằng nhóc này, chưa đi, đã nghĩ để chú ra trận rồi. Nếu cấp dưới đều như cháu không phải clap chú sẽ mệt chết sao? Lại nói tiếp, cháu xem chú là chủ tịch địa khu, trông thì rất uy phong, nhưng, cháu ngẫm lại, chú một ngày phải quản bao nhiêu chuyện. Chỉ ký tên không thôi cũng đủ mệt rồi, có ngày phải nhận mấy trăm cuộc điện thoại. Cho nên, những chuyện cháu làm được thì cứ làm đi, đừng đến phiền chú. Lãnh đạo không thích ngày nào cũng bị cấp dưới nhờ mình ra mặt đâu. Lô Trần Thiên tức giận nói. Ha ha, chú Lô, đây không phải là chuyện nhỏ, những việc như vậy có mấy khi Đức Bình chúng ta có đâu. Làm cấp dưới, nghĩ biện pháp giải quyết công việc là việc đương nhiên phải làm. Nhưng, cũng có những việc phải xem năng lực mà xử lý, còn như việc này, cháu chỉ là một cục trưởng nhỏ bé, đi cầu xin phó giám đốc Sở, là chuyện vượt quá năng lực của cháu. Cho nên chú Lô xuất mã, cũng là việc theo lý thường phải làm. Hơn nữa, hiện tại thôn Đại Vũ bên ngoài là cục xây dựng chúng cháu làm, nhưng thực tế người chỉ huy vẫn là chú Lô. Về sau, nếu có thành tích không phải chú Lô cũng chiếm đầu bảng hay sao? Chúng cháu được chút nước canh thôi là tốt lắm rồi. Diệp Phàm nói ra trọng tâm, khiến Lô Trần Thiên chút nữa nghẹn giọng. Mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Nhóc con! Việc chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến thành tích rồi. Có phải sau khi việc thành rồi lại đến hỏi chú mũ quan cao hơn không? Chú Lô, nếu có thì cháu không ngại đội đâu. Diệp Phàm dù sao thì điếc không sợ súng, nếu Lô Trần Thiên đã làm rõ như vậy, thì mình cũng thẳng thắn. Được đề bạt thì ai chẳng muốn, cũng coi như là xứng với những gì mình bỏ ra. Chương 1033, Lô Trần Thiên lộ ra manh mối. Nói ra mặt cậu dày thật đúng. Bỏ đi, không tới phiên cậu dính vào, nhưng tên nhóc như cậu nếu thật có thể kiến thiết xong thôn Đại Vũ, khi đó muốn mũ quan cao nặng bao nhiêu chú Lô cũng sẽ tìm cách. Nói vậy hẳn bí thư Trang đã sớm cho ông sự hứa hẹn. Lời Lô Trần Thiên vừa nói khiến Diệp Phàm nghe xong đương nhiên vui mừng,
bởi đó chính là hứa hẹn của Lô Trần Thiên. Nhưng, câu nói cuối cùng cũng khiến cho Diệp Phàm toát mồ hôi, thầm nghĩ, xem ra họ Lô cũng không phải tay dễ bị lừa, đến việc Bí Thư Trang có ý đồ hứa hẹn sang năm điều mình đến thị xã La Châu đảm nhiệm chức Bí Thư Thị ủy hình như ông ta cũng biết được. Xem ra có thể ngồi trên cái ghế giám đốc sở cũng không dễ sống, ai cũng nhìn chăm chăm vào. Phỏng chừng mấy ngày qua Lô Trần Thiên đã sớm nghiên cứu ngũ quan của các nơi ở Đức Bình. Bí thư thị ủy thị xã La Châu một năm sau sẽ phải về hưu, vị trí đó phỏng chừng đã lọt vào mắt xanh của ông. Ha ha, cháu chỉ cần mũ, chẳng lẽ chú Lô không thích mũ của cháu càng lót càng cao? Hơn nữa, mặc kệ thế nào, Diệp Phàm tôi và Lô Vĩ là huynh đệ tốt, cháu tuyệt sẽ không làm thương hại chú Lô. Diệp Phàm nói, rõ ràng cũng mịt mờ làm rõ. Nói cho Lô Trần Thiên biết, Trang Thế Thành đã có lời hứa hẹn, quan hệ giữa tôi với Lô Trần Thiên ông càng gần chẳng lẽ ông còn muốn kéo thêm? Ông ta hứa cho cậu mũ mão nào? Lô Trần Thiên vốn không nên hỏi những lời này, tuy nhiên, Lô Trần Thiên thực tại xem Diệp Phàm là người một nhà, đối với chuyện Trang Thế Thành hứa hẹn cùng Diệp Phàm, Lô Trần Thiên cũng rất hiếu kỳ. Cũng muốn thăm dò một chút nội tâm của vị quan tai to mặt lớn ở Đức Bình này đang nghĩ gì. Diệp Phàm đương nhiên khó xử. Câu hỏi này bảo hắn trả lời như thế nào? Nói ra thì khẳng định là không được, bởi Trang Thế Thành dùng tư cách cá nhân hứa hẹn với Diệp Phàm, vốn không thể công khai nói ra. Không nói ra thì mặt mũi Lô Trần Thiên sẽ thế nào? Lô Trần Thiên đã hỏi như vậy, phỏng chừng cũng muốn thử so sánh xem ở trong lòng Diệp Phàm giữ ông với Trang Thế Thành phân lượng của ai cao hơn, xem ai trọng ai khinh. Lô Trần Thiên hiểu rõ, Diệp Phàm do Trang Thế Thành đưa từ thành phố Mặc Hương tới. Vẫn luôn lấy trọng trách làm trọng, Diệp Phàm khẳng định là con chốt của Trang Thế Thành. Đây chính là chỗ khó xử của Diệp Phàm. Thằng nhãi này ánh mắt nhìn có chút xa xăm, tất nhiên là không thể trả lời rồi. Đột nhiên chuông di động vang lên, vừa nhấn nút nghe, không ngờ là Mai Phán Nhi gọi. Diệp Phàm nghe mà thấy mừng, khẩn trương nhìn Lô Trần Thiên nói. Chú Lô, Mai chủ tịch của bàn đào ảnh thị Sơn Trang huyện Ma Xuyên có việc tìm cháu phải đi trước. Vậy cũng được, cháu cứ đi đi. Lô Trần Thiên thản nhiên gật đầu. Diệp Phàm cứ như được đại xá, khẩn trương trốn mất, nhưng khi vừa mới kéo cửa văn phòng ra thì từ phía sau truyền đến tiếng của Lô Trần Thiên thì thào lẩm bẩm. Ôi, đã không nói thật thì đến lúc đó đừng trách con người tôi sao lại nói lời khó xử. Diệp Phàm vừa nghe thấy, bước chân lập tức như bị thuật định thân trói lại. Tuy nhiên, thằng nhãi này không quay đầu. Nếu quay đầu lại thì phải tiết lộ những gì Trang Thế Thành nói. Lô Trần Thiên này rõ ràng đang ép mình, đang thử mình đây mà. Ánh mắt có chút mê loạn quét qua khung cửa liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy Tân Đại Lục, bởi vì, ở ngay khung cửa không ngờ lại dán bản đồ quy hoạch khu mới quy hoạch của thị xã La Châu. Diệp Phàm như lấy được bảo bối, vừa kéo cửa, vừa cười nói. Khu vực mới xây dựng của thị xã La Châu không tồi. Về sau khẳng định có thể phát triển cao và thu hút đầu tư nữa, một địa phương rất tốt. Nói xong, thằng nhãi này đóng cửa lại bỏ đi, tâm tình lập tức thấy rất thoải mái. Tên nhóc này, hóa ra Trang Thế Thành quả thực có đem vị trí số 1 La Châu hứa hẹn cho hắn, quả nhiên nằm trong suy đoán của mình. Xem ra Trang Thế Thành rất coi trọng hắn, thị xã La Châu là thị xã tốt hơn hẳn hai khu kinh tế Đức Bình, Thông Đô, cũng là thị xã cấp thành phố duy nhất của địa khu Đức Bình. Nghe nói có tin phong phanh rằng, năm sau bí thư thị ủy thị xã La Châu rất có thể gia nhập vào hội nghị thường vụ địa ủy. Thằng danh Diệp Phàm này, nếu thật sự gặp vận may, năm sau hay năm tới sẽ có khả năng thăng lên chức phó giám đốc sở, một cấp quan lớn phó giám đốc sở bình thường dễ gì có được ở tuổi này. Ôi, quá hời cho tên nhóc này rồi, nếu đổi là chủ tịch địa khu khác đến, phỏng chừng Trang Thế Thành muốn đem vị trí này cho hắn chắc sẽ bị ngăn trở bởi rất nhiều thế lực. Chỉ lấy lý do tuổi tác thôi thì đã khó có thể thông qua rồi. Tên nhóc may mắn, gặp vận may mới gặp gỡ Lô Trần Thiên tôi. Không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh. Lô Trần Thiên lập tức hiểu rõ, thì thào tự nói một mình ở văn phòng. Túc Nhất Tiêu của huyện Ma Xuyên khẳng định sẽ phải chuyển công tác, đáng tiếc mình mới đến Đức Bình, cái ghế bí thư huyện ủy của huyện Ma Xuyên mình không có phần nên đừng nghĩ đến. Ma Xuyên, địa phương rất tốt. Nhìn xu thế phát triển phỏng chừng trừ thị xã La Châu ra thì là địa phương có kinh tế phát triển nhanh nhất Đức Bình. Có lẽ, sau này còn có thể vượt qua cả La Châu. Phán Nhi, có phải muốn tìm tôi hay không? Diệp Phàm cười, ánh mắt nhìn khắp trên người Mai Phán Nhi, đương nhiên là biểu hiện đó không có ý tốt rồi,
thằng nhãi này đương nhiên cũng chỉ làm bộ làm tịch. Hôm nay Mai Phán Nhi mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu hồng phấn, không biết có phải cố ý hay không, bởi dù sao nút của áo ngủ cũng không cài. Rãnh ngực sâu kia bên trong lớp vải màu hồng phấn, dưới đèn mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, hai bầu ngực cũng mơ hồ thoáng hiện, rất thần bí, mê người khiến gã nào đó thèm đến muốn chảy máu mũi. Diệp Phàm ngồi trên sofa mà như tê dại, từ từ thưởng thức Mai Phán Nhi, cô nàng đang rót rượu cho hắn. Thích uống loại nào? Mai Phán Nhi nhẹ giọng hỏi, gặp phải ánh mắt thèm thuồng của Hắc đang trượt trên cơ thể mình, cũng không có chút gì phẫn nộ, ngược lại cố ý bước đi, khiến cơ thể đung đưa theo, càng làm cho người ta muốn trào máu. Cho rượu mạnh đi. Diệp Phàm thản nhiên cười, vờ híp mắt, ánh mắt dừng ở chỗ nhạy cảm trên người Mai Phán Nhi. Khi Mai Phán Nhi cầm hai ly rượu đi tới, vừa cúi người, cả bộ ngực nằm gọn trong tầm mắt của hắn. Tuyệt đối là cố ý, Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, tiện tay kéo Mai Phán Nhi vào lòng cho cô ả ngồi trên đùi mình. Hắn đương nhiên sẽ không lưu luyến hương vị rượu brandy của nước Pháp rồi, tay mò từ bên dưới chiếc áo ngủ rộng thùng thình mò lên trên, rốt cục cũng mò tới hai trái núi to đùng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhẹ thôi. Mai Phán Nhi nhíu nhíu mày, dường như hơi đau. Tìm anh có việc sao? Diệp Phàm nói. Ừ, có chút việc nhỏ. Mai Phán Nhi ừ nói. Nói xem, giữa chúng ta còn khách khí để làm chi? Diệp Phàm cười nói, tay tất nhiên cũng không để yên, từ trên lần mò xuống dưới, vừa định cởi áo ra thì bị Mai Phán Nhi giơ tay chặn lại, cười nói. Anh phải hứa một điều kiện, thân thể này không thể cho anh chơi không được. Hừ, sao em lại có ý nghĩ như vậy? Nếu quan hệ giữa chúng ta chỉ vì lợi ích, vậy thì anh không tiếp tục nữa. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt lại, rụt tay về, có chút tức giận nói. Anh xem, chỉ đùa một chút thôi anh tức giận rồi. Mai Phán Nhi em thật sự bị ổi thế sao? Hừ, nếu không phải em phải lòng anh, đừng nói gì đến điều kiện, anh có cho em mấy chục triệu thì thân em đây anh cũng sẽ không dễ gì đụng được. Mai Phán Nhi cũng hơi giận. Biết thằng nhãi này cố ý không muốn mình nói ra chuyện gì khiến hắn phiền toái. Được rồi, anh biết. Diệp Phàm phất phất tay. Nói chuyện của em đi. Công Lượng có phải chọc giận anh hay không? Mai Phán Nhi nhướng mày, hỏi. Em nói xem. Diệp Phàm thản nhiên hỏi ngược lại, tay cử động nhẹ nhàng, giơ ra lấy một điếu thuốc trên bàn, Mai Phán Nhi dịu dàng giúp hắn châm thuốc. Ôi, em biết việc này Công Lượng làm vậy có chút không đúng. Cái này do anh ta bị mũ quan làm mở hai mắt rồi. Mai Phán Nhi thở dài, đưa môi lên nhẹ nhàng hôn Diệp Phàm một cái. Chẳng lẽ Mai Công Lượng muốn được đề bạt? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Hừ, chẳng lẽ anh không muốn? Công Lượng gần đây đang tranh chức phó sư trưởng sư đoàn dã chiến số 2 với Hạ Thiên Dân, nghe nói quân hàm cũng có thể nhờ đó mà đề bạt lên thành đại tá. Công Lượng làm đoàn trưởng quan hàm thượng tá cũng được một thời gian, muốn được đề bạt. Thực tại cũng không dễ, người cũng cứng tuổi nếu như không nghĩ cách thì về sau sẽ càng khó. Mai Phán Nhi mềm mỏng nói. Ha ha, đừng nói với anh Mai ra ở Bắc Kinh đến năng lực kiếm cái chức phó sư trưởng cũng không có. Trong giọng nói của Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc. Anh chỉ hiểu chuyện bẩn thỉu với em thôi. Mai Phán Nhi không vui, giơ tay nhéo Diệp Phàm, đứng dậy, tay lần mò xuống, nút áo bị cởi tung, lộ ra cả bộ ngực cao ngất hồn. Cô ngồi xuống lại, nằm hẳn vào trong lòng Diệp Phàm. Cái này không gọi là bẩn thỉu, đây là sự thật. Ông cụ thân là ủy viên quân ủy, Mai Trường Phong anh của em lại là phó tư lệnh viên của đại quân khu lĩnh Nam. Cái ghế phó sư trưởng nhỏ dưới trướng anh ta chỉ cần mở miệng là được, em nói chuyện này có phải khiến anh phải ngờ vực vô căn cứ hay không? Mai ra rốt cuộc như thế nào rồi? Diệp Phàm vừa nói, vừa giơ tay nhẹ nhàng sờ nắm bộ ngực của cô nàng, đắn đo. Thực sự có chút không rõ ý đồ của Mai gia, người trong nhà không cầu viện, ngược lại đi cầu viện người ngoài là hắn. Năng lực của họ đúng là không nhỏ, anh cũng biết, Mai gia có biết bao nhiêu người làm quan to. Công Lượng nói ra thì chỉ là cháu họ, cũng không phải ruột thịt của Mai gia. Ông cụ nhà em cũng sắp về hưu, phỏng chừng không đến nửa năm nữa thôi. Mai Phán Nhi thở dài, có vẻ phiền não, nhìn chằm chằm Diệp Phàm chớp chớp nghi, trông rất đáng thương. Nếu là cháu họ hàng xa, đến người trong nhà cũng không cần bận tâm tới thì em còn giúp anh ta làm gì? Diệp Phàm không động lòng, lạnh giọng hừ nói. Diệp Phàm cũng không phải người tốt, chuyện lần trước Mai Công Lượng tính kế với hắn, hắn vẫn để bụng,
tuyệt không dễ dàng tha cho gã. Ôi! Mai Phán Nhi thở dài, ai oán nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, không nói, trong ánh mắt kia đột nhiên ngấn chút lệ. Chẳng lẽ còn có liên quan gì khác? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, cảm giác được quan hệ giữa Mai Phán Nhi và Mai Công Lượng dường như có chút không bình thường. Em gọi ba của Công Lượng là anh, tên là Mai Dã Bình. Từ nhỏ đối với em rất tốt, có thể nói, em do vợ chồng họ nuôi lớn. Tuy nhiên, mấy năm trước xảy ra tai nạn xe, lúc ấy vợ chồng họ vì cứu em nên đều qua đời cả. Hiện tại, Công Lượng tuy nói là còn có chú bác nhưng kỳ thực, anh ta là một cô nhi. Anh ta tôn kính em như cha mẹ, đó là bởi vì anh ta đã không còn cha mẹ, mà cha mẹ anh ta lúc ấy đối với em rất tốt, cho nên, tuy nói tuổi tác của anh ta lớn hơn em một chút, nhưng em phải vì anh ta làm chút gì đó. Nước mắt Mai Phán Nhi rơi xuống, cô khóc nhưng không thành tiếng. Chương 1034, tài sản cá nhân. 2. Trong lòng Diệp Phàm có chút ghen, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. An ủi nói. Người đi thì cũng đi rồi, không nên lún sâu trong đó, chỉ khiến mình khó chịu, còn làm người đi trong lòng bất an. Cô ý nói muốn tôi giúp anh ta như thế nào. Mấu chốt chuyện lần này nằm trong tay quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ Vịnh Lam Nguyệt, đề cử của ông ấy rất quan trọng, anh có thể nói giúp với ông ấy không? Mai Phán Nhi nói. Cố Thiên Kỳ, tôi cũng không qua lại nhiều với ông ấy, người ta đường đường là quân đoàn trưởng, một cục trưởng nhỏ như em thì giúp được gì cho ông ấy? Diệp Phàm bật cười ha ha muốn nói dối cho qua chuyện. Nhưng Mai Phán Nhi dĩ nhiên là đã có chuẩn bị, đã hiểu rõ gốc gác của tên này, hừ giọng nói. Tôi biết anh đang trốn tránh, tôi biết anh vẫn đang giận, tôi biết trong mắt anh tôi chỉ là một tấm rẻ lau không hơn không kém. Đàn ông khi muốn dùng thì là ngọc, dùng xong thì chỉ là cây cỏ thôi. Chuyện của Công Lượng tôi đã tìm anh trai tôi rồi, nhưng anh ấy nói hiện nay không cách nào chiếu cố được. Đợi vài năm nữa, Công Lượng không đợi nổi, đợi nữa thì tuổi đã lớn còn bao nhiêu hy vọng chứ. Hơn nữa, cậu nói cậu không qua lại nhiều với Cố Thiên Kỳ, nhưng Thiết Chiêm Hùng là bạn của Cố Thiên Kỳ, dù hiện nay anh ta đã tách khỏi quân giới, nhưng với giao tình trước đây thì một chức phó sư trưởng, chắc hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Cô không phải cây cỏ, cô là Mai tỷ của tôi. Diệp Phàm nghiêm mặt ôm sát lấy Mai Phán Nhi, thoạt nhìn vẻ mặt rất đứng đắn. Nhưng gần đây tôi gặp phải chuyện khó khăn. Diệp Phàm cố ý đem chuyện ra nói chuyện, nếu hôm nay mình buộc phải giúp Mai Phán Nhi, thế thì cũng phải lấy lại chút gì mới được. Không thể nói Diệp Phàm không giống người hay tiểu nhân, Diệp Phàm cũng chỉ muốn mượn thế của Mai ra mà thôi. Có chuyện khó gì, chỉ cần có thể giúp Công Lượng, giải quyết được Phán Nhi sẽ giải quyết cho anh. Mai Phán Nhi nháy mắt, xem ra đều báo đáp công ơn cha mẹ Mai Công Lượng, người phụ nữ này chẳng xá gì nữa. Gần đây tôi đang giải phóng mặt bằng xây dựng ở thôn Đại Vũ. Diệp Phàm đưa hoạt động đường quốc lộ Thiên Tường có tính lựa chọn ra nói. Vi Kiến Minh là ai tôi không rõ lắm, còn Phó Chủ tịch tỉnh Tần thì tôi cũng nắm được chút chủ ý của ông ấy. Mai Phán Nhi nói. Được, chỉ cần nắm bắt được Tần Hoài Bắc, chuyện Công Lượng tôi bao hết. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, thể hiện sức hút của bản thân, trước mặt phụ nữ phải thể hiện một chút. Giống như giống được quyết đấu tranh giành giống cái cũng có thể thu hút được giống cái phục tùng theo. Mỹ nhân yêu anh hùng mà. Được, tôi sẽ nghĩ cách. Mai Phán Nhi thận trọng gật đầu. Diệp Phàm đưa tay lên, kéo một cái, cuối cùng toàn thân Mai Phán Nhi đã thoát khỏi bộ võ trang, làn da bóng loáng trắng như mỡ dê lộ ra trọn vẹn dưới cặp mắt thú tính, ngọc thể nằm ngang trên sofa, rãnh giữa hai ngọn núi hiện rõ trước mắt, còn cả bụi cỏ mê trời kia, khiến cho chỗ đó của đàn ông phun máu. Mai Phán Nhi nhẹ nhàng tách chân ra, càng trêu chọc người ta hơn. Phán Nhi, em tới đây. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, tách hai chân ra. Ừ, nhẹ chút, mới là lần thứ hai của tôi. Mai Phán Nhi nhắm hai mắt lại, miệng thì thào nói. Diệp Phàm xoa vài cái, nhẹ nhàng thong thả đẩy vào bên trong của Mai Phán Nhi, cô nàng hơi nhíu mày, không lâu sau, cuối cùng cũng đã vào đến sâu bên trong. Trong phòng. Lập tức vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, một lúc sau âm thanh lớn hơn, trong cơn lắc lư mãnh liệt như cuồng phong bão vũ, chiếc sofa rung mạnh, phát lên tiếng rên rỉ lét két thống khổ. Lần thứ hai âm dương cách hợp, cuối cùng đã khiến cho Mai Phán Nhi khổ tận cam lai, người đàn ông thường đem đến cho phụ nữ dư vị tận xương tủy, hương vị đó, không thể nói rõ ràng được. Mồ hôi nhỏ giọt,
cả hai người cùng dựa vào nhau. Phán Nhi, rốt cuộc cô dùng cách gì để thu xếp phó chủ tịch tỉnh Tần? Ông ấy là phó chủ tịch tỉnh, mà còn là phó chủ tịch tỉnh thứ nhất ngoại trừ ủy viên thường vụ đó. Diệp Phàm vẫn còn chút tư lợi, Mai Phán Nhi cũng cảm thấy nên trợn mắt nhìn hắn, hừ giọng. Sao, chẳng lẽ sợ tôi dùng thân đổi à? Mai Phán Nhi tôi mà làm cái chuyện đó thì còn đợi đến phiên anh hưởng tấm thân trinh nữ của tôi à, hừ. Không phải, chỉ là tôi tò mò, ha ha, chỉ là tò mò thôi mà. Một phó chủ tịch tỉnh trong mắt tôi chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Được rồi, nói cho anh này. Tránh anh cả ngày lại nghi thần nghi quỷ coi Mai Phán Nhi tôi thành cái bình hoa. Mai Phán Nhi tức giận đá một đá lên đùi Diệp Phàm, lại hung hăng đưa tay nhéo đùi Diệp Phàm một cái, nhéo cho tới khi mặt người này lộ vẻ đau đớn mới cười khanh khách thả tay ra, nói. Kỳ thực cũng chẳng khó khăn gì, Tần Hoài Bắc là phó chủ tịch tỉnh nổi tiếng xưa nay. Truyền thông Giang Nam chúng tôi chắc chắn phải biết người như thế, cho nên, tình hình ông ấy tôi biết rất rõ. Còn như Vi Kiến Minh không đủ phân lượng để truyền thông Giang Nam chúng tôi coi trọng. Sau khi nói xong còn cố ý liếc nhìn Diệp Phàm, thằng nhãi này cười gượng nói. Thế thì, một cục trưởng nhỏ bé như tôi chắc là càng khó lọt vào mắt các cô nhỉ. Biết thế thì tốt, đừng cho rằng anh có thể che được trời. Mai Phán Nhi không chút nể mặt tên này, châm chọc vài câu, nói. Tần Hoài Bắc có cô con gái cưng, tên Tần Lôi Linh. Kỳ thực vợ trước ông ấy chết. Sau này Tần Hoài Bắc mới lại tái hôn. Nhưng, con gái của vợ trước này, ông ta tương đối yêu quý. Tuy nhiên, cô con gái này của ông ta lại không hợp với bà mẹ kế, Tần Hoài Bắc cũng rất nhức đầu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bị kẹp ở giữa tương đối khó chịu. Chỉ có điều, Tần Lôi Linh sau khi tốt nghiệp không ngờ lại chẳng chịu nghe theo sắp xếp của cha, không làm ở đơn vị chính thức mà lại chạy đến Giang Nam. Quyết tâm làm ca sĩ. Tuy nói giọng của Tần Lôi Linh cũng được, nhưng, truyền thông Giang Nam cũng là một công ty lớn trong giới điện ảnh, ca sĩ dưới trướng cũng có vài người. Tần Lôi Linh là một người mới, khó có cơ hội bộc lộ tiềm năng. Hiện nay chỉ có thể đóng vai phụ phối âm thôi, chưa đến phiên cô ấy hát chính. Vì chuyện này, Tần Hoài Bắc cũng bất đắc dĩ lắm mới đến tìm tôi, nhưng, lúc đó suy xét các tình huống, tôi không định giúp cô ấy. Thì ra là thế, đúng là gặp vận may lớn rồi. Không thể ngờ đụng qua đụng lại đụng nhầm học trò của cô, ha ha ha. Diệp Phàm đắc ý cười. Anh cứ vui đi, hừ. Mai Phán Nhi giận. Nhưng, chuyện của công lượng anh phải nắm cho chặt, đừng để thất bại, thời gian không đợi người. Giúp cậu ta thì được, nhưng cậu ta phải khấu đầu trước ông đây ba cái, chuyện trước đây coi như bỏ qua. Diệp Phàm đột nhiên nhướng mày, lại tức giận. Ba cái, anh quá đáng lắm rồi đấy. Lẽ nào anh không muốn nắm được Tần Hoài Bắc sao? Mai Phán Nhi suýt chút nữa nghiến răng. Muốn nắm, nhưng đó là nguyên tắc sống của tôi. Đấy coi như còn nhẹ đó, chứ dựa vào tính khí trước kia của tôi à, Mai Công Lượng không những không lên được vị trí đại tá phó sư đoàn, mà ngay và vị trí đoàn trưởng cũng bị tước đi đó. Vốn trước nay ai kính tôi một trước, tôi trả lại một trưởng. Người nào chơi tôi phải báo thù, giẫm chết hắn không thương lượng, cô có tin không? Diệp Phàm nói, anh không thể nể mặt tôi mà tha thứ cho cậu ấy à? Mai Phán Nhi tức giận, trong lòng cũng nhún xuống. Tôi tha thứ cho cậu ta, nhưng khấu đầu thì hắn vẫn phải làm. Diệp Phàm hừ giọng nói, có thể cô không rõ, trước đây có một người sắp được thăng lên tướng quân, nhưng vì tôi, ha ha, cái mũ tướng quân kia đã mất đấy. Anh, được, họ Diệp kia. Mai Phán Nhi tôi sẽ dùng tấm thân này để đổi lại chức phó sư trưởng cho công lượng. Mai Phán Nhi tức giận, mắng. Cô dám. Diệp Phàm đột nhiên giận dữ, khí thế cao thủ quốc thuật dồn lên người Mai Phán Nhi, cô nàng trong lòng run lên, vừa rồi dĩ nhiên chỉ là nói dối thôi. Nhưng, Mai Phán Nhi đâu dễ dàng nhận thua, hừ giọng nói. Anh với tôi có quan hệ gì, tôi không phải vợ anh, thân tôi có quan hệ gì với anh. Cô thử xem. Nói thẳng nhé, nếu như cô dám làm chuyện gì có lỗi với Diệp Phàm tôi sẽ đem món nợ này ghi hết lên cả nhà Mai gia ở Bắc Kinh của các người. Diệp Phàm đứng lên, không thèm tắm rửa, mặc quần áo định bỏ đi. Được lắm họ Diệp anh, Mai Phán Nhi tôi. Mai Phán Nhi nhào tới, cắn liên tục vào vai Diệp Phàm. Nếu anh coi Mai Phán Nhi tôi là tài sản cá nhân,
hôm nay anh không giúp công lượng, anh đừng mơ sau này gặp lại tôi nữa, Mai Phán Nhi tôi là của anh, không sai, tôi không để anh đụng vào người đó là quyền của tôi cũng không để bất kỳ ai đụng vào. Mai Phán Nhi kích động hét lên. Được rồi, không có mà, hai. Diệp Phàm thở dài. Để tôi tắm cho cô. Diệp Phàm bế Mai Phán Nhi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Bên trong truyền ra giọng nói. Anh thực sự không giúp công lượng à? Cha mẹ công lượng vì tôi mà chết, nếu anh xem tôi là tài sản cá nhân của anh phải giúp tôi trả ân tình này. Giúp cô được không? Không thể trêu vào mà trốn cũng không được hừ. Tên này tức giận mắng. Xem ra có tài sản cũng chẳng dễ chiếm giữ được. Hi hi, đương nhiên, muốn chiếm giữ thì phải trả cái giá tương đương, mà, còn phải có năng lực giữ lấy mới được, không thì, sẽ bị người ta cướp mất. Mai Phán Nhi cười lớn. Công lượng sẽ xin lỗi anh, nhưng không thể khấu đầu, cúi người xin lỗi, thế nào? Tùy cô, bị người ta ám hại còn giúp người ta thăng quan, đây là chuyện gì chứ, mẹ kiếp. Nếu lần sau cậu ta mà ám hại tôi một lần nữa, có phải tôi lại phải giúp cậu ta lên vị trí quân đoàn trưởng không? Tên này có chút căm giận. Không có lần sau đâu, anh cũng được nhiều lợi quá còn gì. Tài sản cá nhân Mai Phán Nhi này đâu phải bùn đất. Mai Phán Nhi hừ giọng nói. Thế nào Diệp tiên sinh? Trương Đạo Lâm có chút khẩn trương, thậm căng thẳng, thậm chí căng thẳng đến nỗi hình như mặt lấm tấm mồ hôi. Loại đại sư phong thủy ngay cả quan lớn bộ tài chính cũng đã gặp qua như Trương Đạo Lâm cũng tương đối hiếm. Diệp Phàm vừa mới bắt đầu mấy bài thủ đoạn, Trương Đạo Lâm đã coi Diệp Phàm như cao nhân chân chính ẩn lánh trốn triều chính rồi. Diệp Phàm nói là phải kiểm tra con gái Trương Cầm một chút, Trương Đạo Lâm đã chạy suốt đêm về để đón tiếp rồi. Tình hình không được lạc quan cho lắm. Diệp Phàm lắc đầu, vừa kiểm tra kinh mạch Trương Cầm, đã phát hiện chân chịu cản trở nghiêm trọng. Cái này có lẽ là một nguyên nhân làm Trương Cầm không cử động được. Chắc hẳn là kim tử hoàn của Kim gia Hàn Quốc đã hạ độc thủ rồi. Diệp Phàm lấy kim châm, dùng thuật châm cứu càn nguyên lấy được trong mộ cổ thử khai thông cho Trương Cầm. Nhưng, kỳ lạ là mỗi lần nội thức thông qua kim châm đến chỗ kinh mạch chịu cản trở, Trương Cầm lại đau đến mức toàn thân run lên. Trương Cầm kỳ thực là một cô gái kiên cường, xinh đẹp, sung mãn như ánh mặt trời, để chữa khỏi bệnh, mấy năm nay đã phải chịu dày vò. Nhưng cô nàng đều chịu đựng, để ngày nào đó lại có thể đứng lên, cái giá cô trả quá nhiều rồi. Đau lắm đúng không? Diệp Phàm hỏi. Vâng, tôi vẫn chịu được. Giọng Trương Cầm run lên, xem ra sắp không nói nổi rồi. Chương 1035, đường tấn công. Cả đêm, Diệp Phàm lại thử thêm vài lần, nhưng, đành bất lực thu công. Trương Đại Sư, xem ra phải đến Hàn Quốc tìm Kim Tử Hoàn mới được. Diệp Phàm cau mày, nói, gần đây nhiều việc bề bộn, bận thay Phương Viên đi Thái Lan nên không rảnh, nếu muốn đi Hàn Quốc, thực là hơi làm khó Diệp Phàm. Nhưng, may là chứng không lên được của Phương Viên phát triển theo chiều hướng tốt, hiện tại thời gian cương lên càng ngày càng dài. Cho nên, Diệp Phàm có thể đẩy lùi thời gian đi Thái Lan, bằng không, sớm đã xuất phát rồi. Nhưng, uy danh của Trương Đại Sư tương đối quan trọng cho việc thu hút Kim Phượng Hoàng thôn Đại Vũ. Không làm xong chuyện này cũng không được. Mà, chuyện này không thể kéo dài được. Diệp tiên sinh, tôi đi chắc chắn vô dụng. Kim tử hoàn lợi hai hơn lão phu nhiều. Hai, chỉ có thể nhờ Diệp tiên sinh đi một chuyến. Lão phu sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp. Trương Đạo Lâm không ngờ lại có thể nói ra những lời này. Những năm gần đây, lão phu có giúp vài công ty lớn xem phong thủy. Trong ngân hàng còn có một khoản tiền nhàn rỗi trên chục triệu. Diệp tiên sinh cứ cầm hết đi. Chỉ cần chữa được bệnh cho Trương Cầm. Đại sư, không cần nói vậy. Thôn Đại Vũ chỉ cần đại sư tận tâm là được. Còn về tiền bạc, chuyến này dùng tiền của tôi là được rồi. Hơn nữa, Hàn Quốc chắc chắn là phải đi. Nhưng, ắt hẳn phải đợi qua khoảng thời gian bận rộn này, đợi đến tất đi. Một là chữa căn bệnh cho Trương Cầm. Hai là tôi cũng muốn gặp Kim Tử Hoàn kia. Trung Quốc chúng ta rộng lớn, sao có thể chịu nhục bởi một nước Hàn Quốc nhỏ bé kia, hừ. Diệp Phàm nói tới đây, toàn thân phát cơ khí của một cao thủ, Trương Đạo Lâm âm thầm kinh sợ đồng thời cũng không ngừng khâm phục. Diệp tiên sinh, tối qua, tôi đã qua xã Kim Đào thôn Kỳ Lân, dùng vài bản lĩnh đặc thù và các dụng cụ đo lường kiểm tra. Ở sườn núi Sư Tử hình như âm khí hơi nặng, quanh đây chỉ có một sườn núi hình rắn, đầu rắn giống như một con sư tử. Rắn,
kỳ thực cũng là rồng, mà đây là mộ sư tử vương thân rắn điển hình. Ở xa, có ba khe nước hội tụ thành đầu sư tử nước về nguồn, nước, chính là nơi phát ra phong thủy. Phong thủy học, chú trọng nhất một là nước là ngọn nguồn của vạn vật. Còn một là hình thái địa mạo, cái gọi là bảo địa. Cho nên, khối đất kia, bảo địa phong thủy rất tốt. Cổ mộ anh nói, tôi cũng có mời một cao thủ sở kim môn thăm dò rồi, ông ta nói có dấu vết mộ cổ. Nhưng, vì mộ cổ đã bị hư hại, hơn nữa là vào buổi tối, anh lại dặn không thể để cho người ta tra ra, nên, chúng tôi rất cẩn thận, không dám phát ra động tĩnh gì. Đến nay, chắc là chỉ cảm giác được 6 phần là ở đây có mộ cổ. Cụ thể triều đại nào thì chẳng cách gì xác định. Cái này, chỉ có cách đào lên mới xác định được. Có điều, mộ kia hình như gần đây cũng bị người ta đào rồi, dù là đào xuống ắt hẳn cũng chẳng có gì nữa. Trương Đạo Lâm nói, còn cho rằng Diệp Phàm chuẩn bị đào mộ bất hợp pháp gì đó. Đại sư, tôi nói thật với ông, mộ kia chắc chắn đã bị người ta đào, tôi chỉ muốn xác định chỗ đó có đúng là có mộ cổ hay không, đây là nghi án có người đào trộm mộ cổ trái phép, hy vọng đại sư có thể giữ bí mật. Diệp Phàm nói, yên tâm, lão phu thì khỏi phải nói, người tôi tìm cũng miệng kín như bưng, ông ta là cao thủ, nghề của họ chuyện giữ bí mật tương đối quan trọng, bằng không, sớm đã bị bắt rồi. Trương Đạo Lâm mỉm cười. Phòng 401 của Diệp Phàm còn sáng đèn, có 3 người ngồi. Anh Thiết, đến 2 ngày rồi, điều tra thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trương Đạo Lâm nói gì? Thiết Chiêm Hùng hỏi. 60% là có, nhưng, em nghĩ nên thử Lâm Thiên một chút. Nếu Lâm Thiên phản đối kịch liệt, chắc chắn sườn núi Sư Vương Thôn Kỳ Lân chắc chắn có vấn đề. Diệp Phàm cười nói. Sắp xếp xong chưa? Hạ Hải Vĩ nói. Đã nói với Tổng Giám Đốc Mai, cô ấy nói ngày mai có thể đưa đề xuất. Tin rằng chuyện Chủ tịch huyện Phương xây dựng sơn trang cổ cư trên sườn núi Sư Vương truyền ra, Lâm Thiên chắc chắn sẽ đá chân thôi. Diệp Phàm cười khan nói. Từ biểu hiện của Đại Kiều, Tiểu Kiều gần đây cho thấy, chỉ hẹn với Lâm Thiên một lần, chẳng nói chuyện gì bí mật. Giám đốc Tiếu Hàn của câu lạc bộ giải trí cũng chung quy chung cũ. Nếu cần, cứ dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường trực tiếp bắt Tiếu Hàn, Đại Kiều, Tiểu Kiều, tôi tin là có thể hỏi được gì đó. Trên mặt Hạ Hải Vĩ lóe tia độc ác rồi biến mất. Đừng nóng vội, ngày mai đến huyện Ma Xuyên coi động thái. Tin tức Phương Hồng Quốc vừa truyền ra, có thể thấy được biểu hiện của Lâm Thiên. Lâm Thiên dân này, có thể ngồi lên vị trí thứ trưởng Bộ Công an chắc chắn cũng tương đối giảo hoạt. Chúng ta tuyệt đối không thể vì con cá nhỏ mà sổng con cá lớn được. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt ngưng trọng, nói. Em thấy chi bằng ra tay từ cha kế cương, dù nói cha kế cương bị phán 15 năm, sao không vào nhà giam để ra tay, đề xuất cha kế cương, cứ ép hỏi có lẽ lão này sẽ không kìm được mà khai ra. Diệp Phàm nói. Cha kế cương hiện bị giam ở nhà tù Thủy Châu, đến trại giam bắt người càng phiền phức. Nếu thực sự Lâm Thiên Dân tham dự vào chuyện này, Phàm là nhân vật quan trọng liên quan đến chuyện này hẳn là ông ta đều chú ý từng chút một. Cha kế cương bị phán 15 năm tù, nếu còn chụp thêm chuyện này vào, chắc là ngồi mòn mông ở nhà tù rồi, có thể, còn phải lên đoạn đầu đài nữa. Chắc chắn lão này hiểu được tầm quan trọng của chuyện đó, có lẽ Lâm Thiên Dân sớm đã cảnh cáo y rồi. Bằng không, lần trước ủy ban kỷ luật và cảnh sát bức hỏi như thế mà cũng chẳng hỏi được chút manh mối gì, chứng tỏ người này đã quyết tâm che giấu. Cái chết của Chủ tịch huyện Giang cũng liên quan đến y, nếu y khai ra thì chỉ còn đường chết. Không khai ra, chẳng qua chỉ bị xử 15 năm. Thiết Chiêm Hùng nhíu mày, nói. Tên này lão luyện trốn quan trường, lần trước chúng tôi khiến y mất ngủ 6 ngày, kết quả là cũng chẳng thu được gì có giá trị. Hạ Hải Vĩ ngượng ngùng, cũng có chút hổ thẹn. Có lẽ lần trước chúng ta chưa đụng đến chuyện trộm mộ và chuyện hại chết Chủ tịch huyện Giang, nếu cha kế cương làm chuyện này, trong lòng không thể bình tĩnh như không làm gì được. Trời xanh có mắt. Em tin lão này trong lòng đang bị dày vò, trăm bí mật cũng có chút sơ hở, em không tin cha kế cương có thể bao mình chặt như vỏ trứng được. Lúc đó bí thư Thiết rất chú ý đến cái chết của Chủ tịch huyện Giang, nghe nói ông lão Giang lúc đầu tặng ông ta, Thủy Kỳ Lân, là trưởng bối của Chủ tịch huyện Giang. Có phải, Thủy Kỳ Lân, này có vấn đề? Diệp Phàm đưa ra cách nghĩ của mình. Thủy Kỳ Lân, đưa ra xem nào, có lẽ bên trên có thể tìm ra gì đó thật. Hai mắt Thiết Chiêm Hùng sáng ngời, nói.
ba người cầm, Thủy Kỳ Lân, đến ủy ban kỷ luật, vì đây có một bộ thiết bị. Dưới đèn cường quang và đèn ảnh xạ, Thủy Kỳ Lân, được phóng đại N lần, lại thêm sau khi quét thành hình, đã hiện rõ trên màn hình. Nhìn những hình vẽ quái dị trên màn hình, Diệp Phàm ngây ngốc nhìn. Đôi mắt ưng dường như cảm nhận thấy gì đó, đưa tay cầm, Thủy Kỳ Lân, dưới ánh đèn cường quang, di chuyển qua lại, dường như, một bức ảnh quen thuộc lóe lên trên màn hình. Quái, bức hình này hình như rất quen, đã gặp ở đâu thì phải. Diệp Phàm lẩm bẩm. Cậu đã nhìn thấy bức ảnh này rồi. Tôi xem thử. Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ đều cẩn thận quan sát, nhưng, hình ảnh rất mơ hồ, khó nhận ra rốt cuộc là cái gì, hình như giống bóng quỷ, lại có chút giống loại trùng dài. Không phải là một con rắn chứ, siêu siêu vẹo vẹo khó nhìn. Mà, hình như lại không hoàn toàn giống rắn, một nửa giống rắn, thực là kỳ lạ, mẹ kiếp, cái hình quái gì đây, đúng là cân não. Thiết Chiêm Hùng không kìm được mở miệng mắng. Rắn, rắn, có rồi. Diệp Phàm vỗ đầu, nhớ lời Trương Đạo Lâm, chỉ vào hình vẽ, nói. Mọi người xem, có phải hơi giống địa hình sườn núi Sư Vương Thôn Kỳ Lân không? Hạ Hải Vĩ và Thiết Chiêm Hùng vừa nghe, lập tức đưa bản đồ sườn dốc Sư Vương ra, quan sát đối chiếu một lúc, nói. Có nhiều điểm giống, nhưng, cái này chưa nói rõ được. Cậu nói giống thì giống, cậu nói không giống cũng có thể không giống. Em mời người đến. Diệp Phàm quyết định, gọi điện đến chỗ Giang Hồng Đào đài truyền hình địa khu, nói. Cô Giang, cô có muốn giải án oan cho cha mình không? Đương nhiên, anh có manh mối à? Giang Đào Hồng thất thanh kêu lên. Tôi lập tức đến đón cô. Diệp Phàm nói, lái xe đi, không lâu sau đã đón Giang Đào Hồng quay lại. Giang Đào Hồng sau khi nhìn hình ảnh đó thì vẻ mặt kinh ngạc. Cô Giang, phát hiện điều gì? Thiết Chiêm Hùng hỏi, nếu Thủy Kỳ Lân này thực sự do ông nội tôi đưa, thì hình vẽ này là đúng rồi. Lúc đó nghe cha tôi nói là ấn Thủy Kỳ Lân có hai cái hợp làm một thì có liên quan đến một nơi thần bí. Ông ấy cũng nghe tổ tiên nói, nhưng, cho tới nay, sau khi cái này hợp ấn cũng chẳng phát hiện gì đặc biệt, sau này người ta cũng dần quên mất. Giang Đào Hồng nói, làm cho Diệp Phàm, Thiết Chiêm Hùng, Hạ Hải Vĩ giật mình, cả ba người đều khó giữ bình tĩnh. Cô Giang, trên tay cha cô có phải cũng có một cái chặn giấy giống Thủy Kỳ Lân? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Vâng, có một cái, nhưng, hơi khác. Lần trước lúc tôi nhìn thấy chặn giấy trên bàn làm việc của Cục trưởng Diệp cũng hơi ngạc nhiên, nếu hai ấn hợp lại, hiển thị trên màn hình này, có lẽ sẽ rất hoàn chỉnh. Giang Đào Hồng nói. Chẳng lẽ thực sự là hình ảnh sườn núi Sư Vương, nói không chừng cái chết của Chủ tịch huyện Giang có liên quan đến cái chặn giấy này? Có lẽ cái chặn giấy là bản ghi chép địa hình mộ cổ và cách mở cửa. Mà cái chặn giấy nhất định phải dưới ánh sáng mới có phản ánh ra được. Chẳng hạn như ánh nắng, ánh trăng, ánh đèn. Thiết Chiêm Hùng phong phú kinh nghiệm về chuyện nòi, nói rất có lý. Vậy đợi ngày mai đi. Hạ Hải Vĩ thoáng suy nghĩ. Sáng hôm sau, vì Túc Nhất Tiêu đang nhận điều tra, nên, trên thực tế người cầm lái huyện Ma Xuyên là Chủ tịch huyện Phương Hồng Quốc. Dưới sắp xếp của Diệp Phàm, Phương Hồng Quốc đã đưa việc khai thác công khai sơn trang điện ảnh bàn đào sườn núi Sư Vương thôn Kỳ Lân xã Kim Đào ra thảo luận trên hội nghị thường vụ huyện ủy. Kỳ thực, chuyện này Phương Hồng Quốc căn bản không cần mở hội nghị thường vụ, trực tiếp đánh nhịp cũng được, vì, danh khí sơn trang điện ảnh bàn đào lúc này tương đối lớn, còn có thể ngăn chặn họ khai phá được sao, dĩ nhiên là khai phá càng nhiều càng tốt. Phương Hồng Quốc làm như vậy, đơn giản là đang thực hiện kế sách của Diệp Phàm. Chẳng qua hạng trang múa kiếm, chí tại bái công. Quả nhiên, khi tin này đến tai Lâm Thiên Dân Cục Công an địa khu, đã nhanh chóng có hành động. Phó trưởng ban thư ký địa ủy Khương Xuân Linh vì thế đã đặc biệt truyền tin tức đến Phương Hồng Quốc huyện Ma Xuyên, nói sườn núi Sư Vương thôn Kỳ Lân xã Kim Đào có lịch sử lâu đời, thời Đường đã từng xây dựng một tháp cổ có hơn ngàn năm lịch sử. Chương 1036, mở đường thăng quan. Thôn Kỳ Lân được địa khu xếp vào phạm vi không được khai thác phát triển để bảo vệ. Phương Hồng Quốc nhận được thông báo cũng lặng lẽ hành quân, mục đích là xem Diệp Phàm có mánh lưới gì. Thật ra, thôn Kỳ Lân cái gọi là tháp cổ đời Đường ở thôn Kỳ Lân thực tế là tòa tháp cao 2 tầng. Mấy người Diệp Phàm đã trải qua nhiều nghiên cứu, thấy đúng là xây dựng từ đời Đường, nhưng đã bị đổ vỡ. Sau đó được xây lại sao có thể gọi là tháp cổ. Đây là trò bịp của Lâm Thiên rồi. Và lại,
tháp cách núi Sư Vương khoảng 5 dặm, sao có thể quản lý núi Sư Vương? Tuy nhiên phó trưởng ban thư ký địa ủy, Khương Xuân Linh đồng ý với y, như vậy có chút lạ. Chẳng lẽ phó trưởng ban thư ký Khương cũng có điểm giống thế? Có lẽ là Lâm Thiên đã vận dụng quan hệ gì đó mới có thể để phó trưởng ban thư ký Khương ra mặt. Nhưng cũng không loại trừ cô gái này là một trong những nghi ngờ. Cho nên, Khương Xuân Linh lập tức bị đưa vào tầm theo dõi của Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ cùng đội viên báo săn. Đối với việc bắt Lâm Thiên Dân, Thiết Chiêm Hùng vui giống như học sinh cấp 3 bởi vì ông ta cũng muốn tạo uy ở Bộ Công an. Lâm Thiết Dân chính là đối tượng để ông ta lập uy. Phòng số 8 Khang Kiều biệt viện. Có hai người ngồi bên trong, trước đó có ba cô nàng với nhạc cụ dân gian. Một là đàn cổ, một đàn tỳ bà, một đàn tranh. Thản nhiên đàn, âm thanh ấm áp, cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện, rất thoải mái. Phó Giám đốc Sở Vi, tôi kính anh một ly. Diệp Phàm giơ chén rượu lên, cười tủm tỉm nói. Chỉ huy Diệp khách khí rồi. Vi Kiến Minh khách khí cười cười giơ chén lên. Biết cậu nhóc này tự dưng mời mình đến Khang Kiều biệt viện sang trọng này chắc chắn là có chuyện không tốt. Phó Giám đốc Sở Vi, nghe nói Giám đốc Sở Lô đã được điều đi, tôi phải chúc mừng anh, ha ha. Diệp Phàm cười chúc mừng. Cậu nhóc này, đã hiểu chuyện rồi còn giả vờ không hiểu. Lô Cửu Nhất không phải vì cậu mà liên lụy sao? Bây giờ còn cố ý nói chuyện như vậy, thật sự là cậu nhóc giam xảo. Vi Kiến Minh vừa nghe thế trong lòng cảnh giác, đương nhiên, trong lòng cũng rất vui, ra vẻ khiêm tốn nói. Ôi, Giám đốc Sở Lô là lão làng, vốn nghe nói muốn đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh, không biết vì sao lại thế. Còn chúc mừng, việc này từ đâu cục trưởng Diệp Bia? Phó Giám đốc Sở Vi khiêm tốn nói. Diệp Phàm bật cười ha hả. Ha ha, chỉ mong có thể như cậu Diệp thôi. Vi Kiến Minh cũng đùa, nhíu mày nói. Tuy nhiên, việc này có vẻ khó. Vị trí đó lãnh đạo tỉnh theo rất sát. Như tôi, chỉ biết thật sự làm việc, không có phương pháp, không có quan hệ sau lưng, ôi. Cậu Diệp, cậu cũng hiểu, ở Trung Quốc chúng ta năng lực không bằng quan hệ mới là quan trọng. Nói bậy, không quan hệ mà ông có thể đi đến chức phó giám đốc sở. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng, trên mặt cười nói. Thật sự như vậy, Trung Quốc chúng ta cái gì cũng không thiếu, điều thiếu duy nhất chính là người. Đất nước rộng lớn, dân số hơn 1 tỷ người, chiếm hơn một nửa dân số thế giới. Thường thường khi có một vị trí lãnh đạo thì mấy chục hoặc mấy trăm người tranh giành. Không có cách nào, có thể là người bình thường nhưng quan hệ tốt là được. Tuy nhiên, tin tưởng phó giám đốc Sở Vi chính là dựa vào việc xây dựng quốc lộ thiên tường, có quan hệ phía sau, nắm vị trí này là chuyện ván đã đóng thuyền. Khó khăn, không nói dối cậu Diệp, nói về việc này tôi phải nén giận. Sở Giao thông có vị trí khá quan trọng trong các sở của tỉnh. Nam Phúc chúng ta có mười mấy thành phố cấp 3, thì có bằng đó người muốn tranh bát cơm này. Thật sự là con lừa đá nhau không khác gì. Nơi khác thì đều là giám đốc Sở Giao thông đi làm bí thư. Bọn họ thì ngược lại, bí thư thành ủy thành phố cấp 3 tranh chức giám đốc sở. Muốn tranh chức phó chủ tịch tỉnh không khác gì, tất cả đều là vì chuyện này, mẹ nó. Vi Kiến Minh cũng uống không ít. Nói chuyện cũng lớn hơn một chút. Nói đến chỗ giận dữ, không ngờ còn văng tục. Xem ra, tuy nói có chủ tịch Chu chống đỡ nhưng chủ tịch Chu đã lui về tuyến 2, tuy nói còn có chút ảnh hưởng nhưng không bằng liều mạng. Vi Kiến Minh muốn ngồi lên vị trí giám đốc sở giao thông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó có lẽ bí thư tỉnh ủy Quách Phát Dương là quan trọng. Tranh chức phó chủ tịch tỉnh có mấy người? Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, nhìn Vi Kiến Minh một cái nói. Anh Vi, nói cho anh biết, thằng em này có việc muốn nhờ anh một lần. Hả, việc nhỏ gì, cậu nói xem. Vi Kiến Minh nhìn Diệp Phàm thầm nghĩ đến việc chính rồi đây, thằng nhóc này, rốt cuộc giấu đầu hở đuôi. Ông anh cũng biết, em đang muốn chủ trì cục xây dựng địa khu muôn xây dựng thôn Đại Vũ. Tuy nhiên, tình hình thôn Đại Vũ ông anh cũng đã nghe. Diệp Phàm nói qua tình hình. Cậu Diệp, đây cũng không phải là việc nhỏ. Quốc lộ thiên tường xuyên qua thôn Đại Vũ, đầu tiên phải dài hơn 2 km. Thứ hai, từ mặt đường cũ mở rộng tới gần 30 mét, đương nhiên bao gồm cả lề đường. Giá trị xây dựng đều được coi trọng. Quan trọng nhất là phương án chúng ta quy hoạch Đức Bình Thanh nội vùng đã hình thành. Nếu tiếp tục thay đổi, chỉ sợ tôi lại bị lãnh đạo phê bình.
Lần trước không phải lãnh đạo đã phê bình quy hoạch của chúng ta một ngày lại thay đổi ba ngày lại thay đổi sao? Nếu tiếp tục, tôi có thể sẽ bị loại ra khỏi ban điều hành quốc lộ Thiên Tường. Việc này cậu Diệp tha lỗi, ha ha. Vi Kiến Minh rất xảo quyệt, không ngờ đem chuyện Tề Chấn Đào phê bình lần trước để từ chối, nhưng thật sự thành lá chắn tốt nhất. Ông anh Vi, về quy hoạch, hay thay đổi phương án tôi sẽ nói qua với lãnh đạo một chút, ông anh không cần lo lắng, hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại quan trọng là xem ông ấy có thành ý giúp đỡ cậu em này không thôi. Đương nhiên, tôi cũng hiểu, việc này đối với ông anh có chút khó khăn. Tuy nhiên, Đức Bình không có cơ hội khác, khi xây dựng quốc lộ còn không là cơ hội sao, sau khi quốc lộ đã xây dựng xong, còn có cơ hội tốt thế không? Cậu em này cũng không còn cách nào. Đương nhiên, nếu ông anh có thể giúp em cũng có chút tinh thần, ha ha. Diệp Phàm nói tung ra bom tinh thần. Thật sự không có cách nào, cậu Diệp, nếu là check đi 10 mét, ông anh tôi không nói hai lời, lập tức sửa lại. Chúng ta đều là tổ viên trung tâm chỉ huy. Cũng phải nể mặt đồng đội đúng không? Vi Kiến Minh vẫn từ chối rất nhanh. Lại nữa rồi, có phải tôi làm ông anh rất khó xử đúng không? Thôi, cũng ly, tôi kính ông anh một chén. Diệp Phàm nhìn Vi Kiến Minh một cái, cạch cạch cùng y cụng chén, cười nói. Hiện tại cán bộ đương nhiệm hình như tạo thế khá quan trọng, anh Vi nói xem có đúng không? Diệp Phàm nhấn mạnh hai chữ tạo thế. Ừ, tạo thế đúng là khá quan trọng. Không tạo thế thì người khác làm sao biết anh? Không tạo thế anh cũng không có tiếng tăm, không có sức mạnh, người khác không chịu đề cử anh. Tuy nói hiện tại đề bạt là quan trọng, nhưng anh không có sức mạnh, không đỡ dậy nổi. Anh bất tài dù lãnh đạo có yêu ái anh nhưng không thể lấy tiền đồ của họ để đánh cuộc. Họ đề bạt anh, đương nhiên là vì sau này người ta sử dụng anh. Họ lại không thể sử dụng anh, hoặc anh không có tí thực lực nào, ngay cả một cục. Một huyện một phòng cũng không thể nắm trong tay. Vậy thì nâng đỡ anh làm gì? Vi Kiến Minh nói rất nhiều, hình như vừa rồi từ chối Diệp Phàm, trong lòng cũng băn khoăn. Và lại, vì sợ lo cậu nhóc này ngấm ngầm dở thủ đoạn thì cũng đau đầu. Ha ha, tạo thế, tốt thật, ông anh, tôi vừa nói đến tinh thần chính là tạo thế. Diệp Phàm cười gượng nói. Hả, chẳng lẽ Diệp Phàm nói chính là phương diện thông tin tuyên truyền? Vi Kiến Minh không ngốc, hiểu ngay. Ông anh, ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh cười, không nói gì. Hắn đang đợi, hắn đánh cuộc là Vi Kiến Minh sẽ không đợi được. Dù sao thay đổi quốc lộ Thiên Đường, mặc dù là phải bỏ vốn nhiều hơn. Đó cũng là tiền của nhà nước, không liên quan tới ai. Chỉ có điều hơi phiền toái một chút, việc mình có vị trí giám đốc sở hay không mới là mấy chốt mới liên quan đến tiền đồ đại sự của anh ta. Hai người lại cùng ly mấy chén nhỏ, thấy Diệp Phàm không nói gì đến ưu đãi tinh thần, Vi Kiến Minh rốt cuộc không thể ngồi yên cười nói. Cậu Diệp, có thể nói về chuyện đó không, tạo thế tinh thần ấy, tôi về phương diện này cũng không quen, hơi tò mò. Tò mò về việc mới này. Việc này, truyền thông Giang Nam ông anh Vi đã nghe nói chưa? Diệp Phàm cuối cùng lộ ra một chút không nhiều hơn. Truyền thông Giang Nam, tôi đương nhiên hiểu được. Trong 7-8 tỉnh vùng Giang Nam chúng ta khá có tiếng tăm. Cậu Diệp có quen với nhân vật quan trọng của tập đoàn truyền thông Giang Nam? Vi Kiến Minh rõ ràng khóe miệng có chút co giật. Diệp Phàm mắt rất tinh, biết ông ta đã quan tâm. Xem ra tập đoàn truyền thông Giang Nam có sức mạnh không nhỏ. Ha ha, nói chuyện như vậy có gì thú vị, hai chúng ta cứ uống rượu đã. Diệp Phàm cũng giả bộ, Vi Kiến Minh biết cậu nhóc này đang chờ mình tỏ thái độ. Tuy nhiên, không thăm dò không nhìn được đấy, Vi Kiến Minh tuyệt đối không nhả ra. Tốt lắm, uống, ông anh này kính cậu ba chén. Nếu không thì bất lịch sự quá, ha ha. Vi Kiến Minh bật cười ha ha, cùng Diệp Phàm cũng ly ba chén. Nói, thật sự, quốc lộ Thiên Tường cũng không phải không thể đi qua thông Đại Vũ, chỉ có điều bộ khung đều phải thông qua, ví dụ như nhóm ban quản lý có ý kiến gì không? Ha ha, anh Vi. Tôi hiện tại chỉ chờ thái độ của anh. Anh cho quyết định chính xác, chúng ta sẽ không vòng vo. Về phần tập đoàn truyền thông Giang Nam và chuyện lãnh đạo để tôi nghĩ cách. Diệp Phàm rất hào hứng. Việc này, tập đoàn truyền thông Giang Nam nghe nói là người ở Bắc Kinh nắm, việc này. Vi Kiến Minh thật sự là khó, chết cũng không buông tha, xem ra không nhìn thỏ không rút lui. Ha ha, tốt. Diệp Phàm cười, lấy điện thoại.
Chào Chủ tịch Mai, tôi là Diệp Phàm, tôi có người bạn tốt, là Vi Kiến Minh, đang là Phó Giám đốc Sở Giao thông. Tuy nhiên trước mắt đang tranh chức Giám đốc Sở, cô xem có thể truyền thông tạo thế để ủng hộ. Chương 1037, hai cô phó cục trưởng tấn công xếp Diệp. Hừ, Phó Chủ tịch tỉnh Tần muốn ta đối xử công bằng, việc này Vi Kiến Minh lại dựa vào tôi. Tập đoàn truyền thông Giang Nam của tôi nhanh chóng biến thành tập đoàn truyền thông của anh rồi. Mai Phán Nhi mắng yêu. Ha ha, Tổng Giám đốc Mai, chuyện công lượng thế nào, trong một tháng là thu phục. Vừa rồi nhận được điện thoại, sư đoàn trưởng sư đoàn dã chiến số 2 mời tôi đến, ha ha. Lúc đó tôi có nói, còn có Cố Thiên Kỳ thế nào? Diệp Phàm đành phải kiên trì hứa hẹn. Không được, tôi muốn anh lập tức hành động, nếu không, đừng mơ tôi xử lý cho anh việc này. Mai Phán Nhi không buông tha. Được, tôi trước tiên sẽ nói với Cố Thiên Kỳ một chút, thật sự là đáng ghét. Diệp Phàm hừ nói. Tuy nhiên, trước hết cô cho Phó Giám đốc Sở Vi một bản thao. Tốt lắm, tôi chỉ là lộ chân tướng, nếu công lượng không đi lên, đến lúc đó đừng trách tôi lâm trận thay đổi làm mất mặt anh. Mai Phán Nhi gật đầu, tuy nhiên rất kiên định. Sau khi Vi Kiến Minh nhận được điện thoại của Mai Phán Nhi, rất xúc động, môi run run. Phải biết rằng, Vi Kiến Minh chưa giao tiếp với nhân vật quan trọng như Mai Phán Nhi bao giờ. Cũng không biết Mai Phán Nhi nói gì với ông ta, dù sao thì sau khi buông điện thoại, thái độ của Vi Kiến Minh cũng thay đổi, đầu tiên kính Diệp Phàm ba chén, sau đó nói. Quy hoạch thôn Đại Vũ của các anh có không, nếu có thể đưa cho tôi đêm nay sẽ bảo họ thay đổi một chút. Về phần bên ban quản lý dự án cậu có thể có hành động khơi thông một chút. Từ Khang Kiều biệt viện đi ra, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mai Phán Nhi nói. Cô nói gì với Vi Kiến Minh? Làm ông ta kích động thiếu chút nữa tè ra quần. Không nói cho anh, hừ, sức mạnh của Mai Phán Nhi tôi không phải như anh tưởng tượng có phải hay không. Mai Phán Nhi hơi có vẻ nũng nịu, giọng nghe như từ xa xôi. Sức mạnh cũng cô lớn được không, tuy nhiên, sức mạnh lớn, cũng là người phụ nữ của tôi, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Đáng chết. Mai Phán Nhi xì một tiếng khinh miệt trên điện thoại. Sư đoàn trưởng Mã lần này mới Diệp Phàm. Thái độ rất thành khẩn, thậm chí có thể nói là cung kính. Diệp Phàm cũng không nghĩ là bày đắt gì, nói ra chuyện Mai công lược, không thể ngờ sư đoàn trưởng Mã lập tức quyết định, sáng hôm sau đã nhận được tin, Mai công lược đã đến đoàn quân thứ 2 Thủy Châu Cố Thiên Kỳ. Mà Cố Thiên Kỳ cứng rắn mạnh mẽ thế nhưng cũng lập tức thông qua, đưa đến đại khu Linh Nam. Bên đó có Mai Trường Phong nhà họ Mai làm phó tư lệnh sẽ không quản ngại việc gì của Diệp Phàm. Cục xây dựng từ sau khi Đường Thiên Thạch và Giang Trường Ba bị bắt rất yên ả. Chủ tịch địa khu Lô Trần Thiên ngày đó ở hội trường rất thân mật với Diệp Phàm, lại làm kinh sợ một số đồng chí ở cục xây dựng. Phó cục trưởng thương trực Trần Văn Khải đã xuất viện, tuy nhiên gần đây vẫn xin phép nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Diệp Phàm cũng hiểu, ông này xem ra ngượng không dám đi làm, cũng phải cho ông ta một quá trình để thích nghi. Mà các cục phó khác khá nghe lời Diệp Phàm. Thậm chí có thể nói là cung kính. Diệp Phàm vừa ngồi vào ghế, thì cục phó Lý Mỹ Mỹ người được phân công quản lý trồng cây bước vào. Người phụ nữ này, từ khi Diệp Phàm phân công cô quản lý công việc của Giang Trường Ba khá nhiệt tình nghiêm túc. Thứ nhất là muốn thể hiện trước mặt nhân vật số một là Diệp Phàm, hai là cũng thật sự muốn thay đổi phần trồng cây của cục. Để người khác không thể nói thêm gì. Xếp Diệp, về quy hoạch khu trồng cây của thôn Đại Vũ chúng tôi đã làm xong. Anh xem qua một chút. Lý Mỹ Mỹ cúi người đưa tài liệu, để lộ một bộ ngực đầy đặn. Thôn Đại Vũ xây dựng mới các anh chị phải có á mắt độc đáo một chút, tư tưởng nhất định phải tiên tiến, mạnh dạn một chút, không thể lấy ánh mắt nhìn Đức Bình trước kia để quy hoạch thôn Đại Vũ. Phải kết hợp kinh nghiệm phát triển thành phố và khuôn viên cây trồng, kết hợp thực tế Đức Bình chúng ta để làm cho phù hợp. Đương nhiên, Đức Bình chúng ta cũng không thể so sánh với Thâm Quyến, người ta có tiền. Chúng ta chỉ có thể làm khu trồng cây xanh đặc sắc của Đức Bình. Thôn Đại Vũ về sau xây dựng tốt, làm sao để thành khu đẹp nhất Đức Bình, đại diện cho hình tượng của cả Đức Bình. Còn có cả khu công viên vui chơi giải trí, các anh chị có nghĩ đến không? Giọng Diệp Phàm bình thản, vừa nhìn phương án, vừa nói. Xếp Diệp, chúng tôi đã lấy toàn bộ ý tưởng của anh, không dám nói có thể so sánh với Hồng Kông hay các thành phố lớn trên thế giới nhưng trong vùng duyên hải nước ta. Thì khu thành phố được cây xanh hóa, giá cả cũng giảm rất nhiều.
Cái này cũng vì tài chính của Đức Bình. Tuy nhiên, mật độ xanh hóa không thua gì họ. Lý Mỹ Mỹ nói. Ừ, các anh chị phải xem việc xanh hóa thôn Đại Vũ kết hợp với quy hoạch, nhưng quy hoạch thôn Đại Vũ chỉ là một phần. Nếu thôn Đại Vũ là một cô nàng mà các cô trồng hoa thì các cô chính là chuyên gia trang điểm. Bản lĩnh của chuyên gia hóa trang như thế nào, cũng có thể gián tiếp quyết định cô nàng có xinh đẹp hay không. Cho nên, các cô phải đem việc này làm công trình trọng điểm, làm nhiệm vụ chính trị quan trọng đi. Nói tục nếu ai muốn phá tôi sẽ làm y mù. Cô có hiểu ý của tôi không? Diệp Phàm nghiêm mặt, uy phong lộ ra làm Lý Mỹ Mỹ run cả người, càng thêm trang nghiêm. Xếp Diệp, Phó Cục trưởng Triệu nói là thôn Đại Vũ bẩn quá, có thể bỏ ra chút tiền để dọn dẹp trước. Lý Mỹ Mỹ nhỏ giọng hỏi. Đã tìm được chỗ đổ rác phải không? Diệp Phàm hỏi. Cô gọi Phó Cục trưởng Triệu lên đây chúng ta bàn bạc một chút. Không lâu, Phó Cục trưởng Triệu lôi cùng bước vào văn phòng, cô được phân công quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi trường. Người phụ nữ này vẫn ngại công việc này vất vả, không có nhiều màu mỡ cho nên, trong lòng vẫn oán hận. Xếp Diệp, địa điểm di rời rác đã tìm được đó là núi Cửu Thụ, thuộc quận Thông Đô. Chỉ có điều khá xa, chi phí vận chuyển không nhỏ. Hơn nữa, ngày hôm qua, tôi trực tiếp đã gặp bí thư quận Thông Đô Thái Hồng Kỳ. Tuy nhiên thái độ của anh ta không rõ ràng, hình như không có hứng. Còn nói, quận Thông Đô không phải là bãi rác. Vì sao rác của thôn Đại Vũ lại chuyển đến núi Cửu Thụ của quận Thông Đô? Triệu Lôi vẻ mặt khó chịu, vuốt tóc nhìn rất quyến rũ. Nghe nói người phụ nữ này là quả phụ, còn là cháu dâu của Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc địa khu Trịnh Vũ Thụ. Nhìn địa hình Đức Bình, quận Đức Bình ở phía Bắc, cũng chính là phía trên, quận Thông Đô ở phía Nam. Nếu rác để ở quận Đức Bình khi gió Nam thổi qua, thủ phủ Đức Bình chúng ta ngửi thấy mùi rác rưởi. Địa điểm ở quận Thông Đô là thích hợp. Tuy nhiên vẫn là chuyện này dù sao cũng phải xử lý một bộ phận mới được. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng vậy xếp Diệp, lúc ấy tôi cũng nói như vậy với bí thư giảng, tuy nhiên, anh là vẫn không có hứng. Nói quận Thông Đô chỉ xử lý rác của quận Thông Đô, không thể đem toàn bộ rác của Đức Bình đến quận Thông Đô, 10 năm nữa quận Thông Đô thành khu rác rưởi thì anh ta bị người khác chê cười chết. Triệu Lôi có vẻ cũng không có cách nào. Thái Hồng Kỳ là bí thư quận Thông Đô, là nhân vật số một khá có sức mạnh ở Đức Bình. Giao tiếp ở địa ủy khá rộng. Triệu Lôi chỉ là một phó cục trưởng nhỏ, người ta có thể nói như vậy là vẫn nể mặt Diệp Phàm rồi, nếu không, họ còn không để ý đến vấn đề của cô. Cô lại liên hệ với bí thư Thái một chút, nếu không nói, thì cô nói với y về sau rác của quận Thông Đô cục xây dựng chúng ta mặc kệ, để bọn họ tự xử lý. Cục xây dựng chúng ta tính chung cho cả địa khu. Không phải cho một hai đơn vị, nếu cứ như thế làm sao có thể triển khai công tác được. Còn nữa, nếu bí thư Thái có thái độ cứng rắn mạnh mẽ, cô bảo là tôi nói, Thông Đô hãy cử người tự sắp xếp toàn bộ rác của mình ở thôn Đại Vũ trước đây, nếu không, hừ. Diệp Phàm nhướng mày kiên quyết. Việc này, xếp Diệp, chúng tôi nói như vậy thì bí thư có quẳng chén đĩa không? Lý Mỹ Mỹ có chút lo lắng, sợ Diệp Phàm không hiểu rõ Thái Hồng Kỳ, đắc tội với người có sức mạnh. Phải biết rằng, Thái Hồng Kỳ xem ra không lâu có thể được đề bạt phó chủ tịch địa khu. Trước mặt Đường Thiên Thạch ước trường không đến được chức phó chủ tịch địa khu. Mà phó chủ tịch địa khu có một vị trí, Đức Bình lập tức có hai vị trí ủy viên thường vụ. Đây là thời kỳ mẫn cảm, Thái Hồng Kỳ và bí thư quận Đức Bình Vương Thông Bình vốn là đối thủ, hiện tại lại có mâu thuẫn. Có thể nói hai đồng chí đang thi đấu. Vì thể hiện mình, hai nhân vật số một đều thay đổi công việc của các khu. Tranh thủ sự tán thành của địa ủy Đức Bình, để có hy vọng được đề bạt. Bạn học của Diệp Phàm Thái Hồng Ngẫu chính là con gái của Thái Hồng Kỳ, đang đảm nhiệm phó ban tổ chức cán bộ Đức Bình. Cho nên, gần đây thúc giục cha tiến vào danh sách lãnh đạo cấp phó giám đốc sở cũng là lôi kéo người. Cô biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Trang Thế Thành không tồi, cho nên, luôn luôn cố ý nói việc này. Quảng chén đĩa, đó là chuyện của bí thư Thái, cứ nói như lời tôi là được. Diệp Phàm hừ nói, cảm thấy cục xây dựng gần đây biểu hiện yếu đi, cái này không được, cái cai không cho hoàn toàn đem thôn Đại Vũ đi xuống không mạnh thế một chút xem ra không thể thực hiện được. Vấn đề kinh phí. Triệu Lôi có vẻ không dám mở miệng, nhìn trộm cục trưởng một cái. Người ta đến phó chủ tịch địa khu Đường cũng có thể kéo xuống ngựa, chính mình chỉ là một phó cục trưởng nào dám gây với hắn.
Tôi rút trước 200 ngàn cho cô, dùng tốt, đem xây dựng khu đổ rác ở núi Cửu Thụ, chỉ ý địa điểm lớn một chút, cũng phải có khả năng dự đoán tương lai, việc này cũng phải suy nghĩ. Nói không chừng về sau còn xây nhà máy chế biến rác thải. Nhưng trước tiên dọn sạch Hồ Nguyệt Nữ rồi nói sau, việc này giao cho cô tự mình quyết định, nhất định phải làm tốt. Diệp Phàm thận trọng nói, vừa nghe nói 200 ngàn, trên mặt Triệu Lôi đã rạng rỡ hẳn. Có tiền đúng là tốt. Chương 1038, đàn ông đích thực. Tuy nhiên, Phó Cục Trưởng Lý, Cục Quản lý Cây trồng các cô hình như nhiều năm chưa giao nộp Tổng Cục Phí Quản lý. Cô hạch toán một chút, thiếu nhiều ít, tranh thủ trong vòng 5 ngày đem tiền đến tài khoản của Cục. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Lý Mỹ Mỹ. Lý Mỹ Mỹ vừa nghe mũi không khỏi nhăn nhăn, tất nhiên là đau lòng. Trước kia Giang Trường Ba quản lý Cục Quản lý Cây trồng, Cục Trưởng Lý cũng mặc kệ, đều là Trần Văn Khải Phó Cục Trưởng chủ trì công việc. Mà Trần Văn Khải cùng Giang Trường Ba quan hệ thân thiết. Sau khi Giang Trường Ba hứa hẹn ưu đãi, Trần Văn Khải cũng mắt nhắm mắt mở. Cho nên, vài năm nay Cục Quản lý Cây trồng của Cục Xây dựng chưa giao cho Tổng Cục Phí Quản lý nào. Phải biết rằng Cục Quản lý Cây trồng có hai công viên thu phí, một khu vui chơi, một năm thu vào cũng không ít, Lý Mỹ Mỹ đúng là thấy được điều này mới hăng hái như vậy. Sếp Diệp, việc này đều là vấn đề của Giang Trường Ba, tôi mới đến Cục Quản lý trồng cây, tình hình còn chưa biết rõ. Hơn nữa, Cục Quản lý Cây trồng chỉ muốn cây xanh hóa các thành thị, có bao thể có bao nhiêu tiền, nghe nói trước đây Cục Quản lý Cây trồng giao cho Tổng Cục đến 200 ngàn phí quản lý. Việc này là nhiệm vụ quá nặng, cục chúng tôi không làm nổi. Và lại, 3-4 năm không giao nay cộng lại, trên 1 triệu, tôi tìm đâu ra khoản tiền này. Lý Mỹ Mỹ muốn nói dối, nghĩ Diệp Phàm không biết chuyện của Cục Quản lý Cây trồng. Đúng vậy sếp Diệp, Phó Cục Trưởng Lý mới nên Cục Quản lý Cây trồng, khoản tiền lớn như vậy thật sự là làm khó cô ấy. Triệu Lôi thân thiết với cô cũng nói thêm vào. Vậy cô bảo nên làm thế nào bây giờ? Diệp Phàm mỉm cười vẻ mặt điềm đạm hỏi Lý Mỹ Mỹ. Có thể miễn như trước đây, đây cũng là vấn đề lịch sử. Năm nay tôi chắc chắn giao, chỉ có điều có thể giảm một nửa không? Mỗi năm giao 100 ngàn. Lý Mỹ Mỹ ánh mắt léo lên tia đắc ý rồi biến mất. Tuy nhiên đã bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy. Sếp Diệp, tôi cũng nghe nói Cục Quản lý Cây trồng tiêu cũng nhiều, cây xanh hóa thành thị, chưa chỗ nào không cần tiền. Một khuôn viên đến mấy trăm thậm chí mấy nghìn nhân dân tệ. Bãi cỏ giá cũng không rẻ, hơn nữa lại chịu sự phá hoại nghiêm trọng. Người Đức Bình ý thức không cao, vừa mới làm tốt chưa đầy vài ngày đã hỏng. Như cây cổ thụ trước tòa nhà địa ủy mà nói, mỗi năm đều mất đến 5-600 ngàn. Mặc dù người làm việc trong địa ủy đều là người có văn hóa nhưng đối với cây cối thì không hẳn vậy, cây một năm còn phải chết mấy lần. Triệu Lôi lại hợp sướng cùng Lý Mỹ Mỹ. Ừ, xem ra Cục Quản lý trồng cây có vẻ vất vả. Tôi tính như vậy, nếu khó khăn như vậy thì đồng chí Lý Mỹ Mỹ lại là nữ, thì cục này giao cho đồng chí Chu Trường Phong quản lý đi. Gần đây lãnh đạo chúng ta dù sao cũng suy nghĩ cho chị em phụ nữ phải không? Thứ hai, đất nước chúng ta cũng khởi xướng tôn trọng phụ nữ, ha ha. Diệp Phàm cười hai tiếng, vẻ mặt Lý Mỹ Mỹ lập tức khó nhìn. Vội vàng nói. Sếp Diệp. Tôi có khả năng công tác tốt ở Cục Quản lý trồng vây, không cần điều chỉnh công tác. Quản lý phí có thể hơi phiền toái, tôi sẽ điều chỉnh hạn ngạch quản lý phí của Cục. Cho dù trước đây thế nào, vẫn theo quy củ là được. Năm nay phí quản lý không thể nhỏ hơn 500 ngàn. Diệp Phàm vừa đưa ra một đao, Lý Mỹ Mỹ nhăn mũi vài cái, trong lòng chắc chắn mắng thầm. Tuy nhiên, cô ngẫm nghĩ một chút, không có cách nào gật đầu nói. Để tôi nghĩ cách. Tranh thủ trong 5 ngày sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cục. Ha ha, xem ra Phó Cục Trưởng Lý nhiệt tình quá. Như vậy thì tốt, nếu mọi đồng chí trong cục đều có sự nhiệt tình của Phó Cục Trưởng Lý thì công việc nào làm không tốt. Diệp Phàm cười nói, nhưng ngay lập tức vẻ mặt nghiêm lại nói. Tuy nhiên tôi hy vọng một số đồng chí khác về sau làm việc phải chú ý, đừng nghĩ lập quỹ đen cho nhà mình. Phải nghĩ đến công việc của cục, nghe nói, Quốc Khánh năm ngoái. Lượng du khách của hai công viên đã đạt đến 100.000 lượt, một vé vào cửa giá 2 đồng đi nhân 100, nhân lên, ha ha, số tiền thu được không nhỏ. Vẻ mặt của Lý Mỹ Mỹ và Triệu Lôi lập tức thay đổi, biết Diệp Phàm đang châm biếm mình, nói với mình. Đừng ở trong này mà giả bộ lừa đảo, bố không phải là không biết gì.
ra khỏi phòng làm việc. Triệu Lôi nói nhỏ bên tai Lý Mỹ Mỹ. Xem ra cục trưởng Diệp không phải đơn giản. Hắn đơn giản cái gì? Giả bộ thôi, đừng nhìn người khác còn trẻ mới 20 tuổi hơn, vẻ mặt đó tất cả đều là lừa người. Căn bản là nhân tinh, phí đáng lẽ 250.000 giờ hóa thành gấp đôi, thật sự là độc. Lý Mỹ Mỹ thiếu chút nữa chửi thề. Đương nhiên không đơn giản, phó chủ tịch địa khu đường và giang trường 3 không phải đều nằm trong tay hắn. May mắn Trần Văn Khải trốn đi việc nếu không cũng cùng phó chủ tịch địa khu đến ủy ban kỷ luật uống trà. Triệu Lôi nhìn trước nhìn sau thấy có người có vẻ sợ hãi. Ừ, hiện tại cục xây dựng đã là thiên hạ của hắn. Ngày đó chủ tịch địa khu Lô đến có nói chuyện trước cửa căn tin, không phải chị không nghe nói qua. Quan hệ giữa hắn và Lô Trần Thiên không rõ ràng, Trang Thế Thành lại coi trọng hắn, Hạ Hải Vĩ nghe nói là bạn hắn, chúng ta đừng rước lấy phiền toái. Vừa rồi lại nói thẳng với tôi, nếu không làm tốt công việc thì chuyển, giống như hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ không bằng. Với tôi Diệp Phàm hoàn toàn là người đàn ông vô sỉ đáng khinh. Lý Mỹ Mỹ hung hăng nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, bước vào phòng. Người đàn ông đáng khinh, ha ha. Triệu Lôi cười đến không đi nổi thật lâu sau mới ôm bụng nói. Lý muội, em nói hắn như vậy có phải hắn đã sờ mó em? Sờ cái rắm, muốn sờ cô này cũng không có cửa. Lý Mỹ Mỹ tức giận mắng. Quái, người ta không sờ em, sao em bảo đó là người đàn ông đáng khinh? Có phải em đã nảy sinh tình yêu? Bản thân muốn tiếp cận để người ta sờ một phen. Người ta mới ngoài 20, muốn cho hắn sờ đang xếp hàng dài. Triệu Lôi đùa. Hừ, Triệu Lôi, chị trêu tôi, 200.000, xếp Diệp khá rộng rãi, có phải là coi trọng chị? Em nói với chị, hắn đều đã đi nhiều năm, nếu hắn coi trọng chị cũng tìm hắn an ủi vài cái, lại không tổn thất gì, ưu đãi cũng khá nếu hắn cao hứng không chừng rút ra 500.000 cho chị. Lý Mỹ Mỹ trêu ghẹo. Ôi, tôi là hoa tàn ít bướm sao có thể so sánh với cô, muốn an ủi hắn cũng phải cô thôi. Tuy nhiên, sếp Diệp thật sự có năng lực, cô xem, rút ra 200.000 trước đây có cục trưởng nào dám quyết. Còn nữa, người ta khôn khéo, biết cục quản lý trồng cây là nước luộc, người ta có thể làm cô giao ra phí quản lý, cái này là trí tuệ lớn. Khẽ nói mấy câu có thể lấy về cho tổng cục tiền Triệu, rút cho tôi 200.000 có là gì, ha ha. Triệu Lôi đùa. Ừ, người này thật sự là quyết đoán. Chị xem, Trần Văn Khải giả ốm không đi làm lão già Vương Toàn không dám hé răng, sếp Diệp nói gì y phải đi làm, trước đến giờ chưa từng thấy Vương Toàn chịu khó như vậy bao giờ. Còn có Chu Trường Phong, mới gặp Diệp Phàm mấy ngày đã vào ban điều hành quốc lộ Thiên Tường. Tổng công trình sư Trương Húc trước kia là con mọt sách, luôn cao ngạo, hiện tại thì thế nào, quy hoạch thôn Đại Vũ anh ta làm hết sức. Hình như tìm đúng mục tiêu. Nghe nói đã ngồi liên tục vài ngày ở thôn Đại Vũ không về nhà, xem ra bà xã cả ngày cũng không gặp anh ta. Cho nên, chị Triệu đi không thiệt đâu. Và lại cục trưởng Diệp cũng đẹp trai, hích hích. Hai người phụ nữ ngồi trong văn phòng trêu nhau. Hướng Hoa Cường không biết dùng cách nào, cuối cùng Liễu Mi Phong ký vào bản gián đoạn tính tinh thần thất thường. Bí thư huyện ủy Ma Xuyên Túc Nhất Tiêu cuối cùng cũng hiện ra, tuy nhiên, hiện nay lão cũng nổi tiếng ở Đức Bình. Cũng ngượng ngùng ẩn thân, rõ ràng cũng cáo ốm nghỉ ngơi. Vì ệ cày đương nhiên chính là một tấm màn che. Mà Liễu Mi Phương cũng không phản đối nữa, nghe nói Túc Nhất Tiêu bồi thường 5.000 cho Liễu Mi Phương. Mà bản thân Liễu Mi Phương lúc đó Phương Hồng Quốc đến nhậm chức chủ tịch huyện cũng là sự kích lệ lớn đối với cô ấy, cho nên dùng việc tinh thần gián đoạn giải thích cũng không đến nỗi nào. Người phụ nữ này sau khi tỉnh táo cũng hối hận không ngừng, thanh danh cả đời bị hủy. Hiện tại được sắp xếp công việc tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thuộc Mặt trận Tổ quốc địa khu. Từ nay về sau không còn trên chính đàn của Ma Xuyên, một lần làm loạn hai bên cùng thua thiệt. Túc Nhất Tiêu mời Diệp Phàm đến Khang Kiều Biệt Viện vào ban đêm. Người này ân oán rõ ràng, không hổ là một người đàn ông đích thực. Anh Túc, sau này có tính toán gì không? Diệp Phàm hỏi. Ôi, đời nay lại thua bởi phụ nữ, trước tiên trốn đầu sóng ngọn gió rồi nói sau. Xem ra ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi đến một địa phương khác bắt đầu từ con số 0. Túc Nhất Tiêu thở dài, mặt mày râu ria xồm xoàm như tội phạm. Thêm nữa, cũng không phải chuyện gì khác, không phải là vì phụ nữ, làm quan mấy người không muốn phụ nữ, chỉ có điều không bị người khác phát hiện thôi.
Diệp Phàm khuyên nhủ. Ha ha, cậu Diệp nói đúng. Tuy nhiên, việc này trời đất công bằng, làm dân thì muốn phụ nữ thế nào cũng không ai lo, chỉ cần anh có tiền. Chúng ta gọi là cán bộ quốc gia, dính vào phụ nữ sẽ phiền toái. Hơn nữa, về sau tôi cũng sẽ chú ý điểm này. Với phụ nữ, không dây thì hơn. Bà xã tuy có chút không thích nhưng mọi việc đều ổn thỏa. Túc Nhất Tiêu hình như trưởng thành không ít. Ha ha, anh Túc, anh nói như không có ruộng cày hỏng chỉ có trâu cày là mệt. Diệp Phàm trêu. Miễn bàn việc này, đời tôi chịu thiệt vì phụ nữ, hiện tại thấy phụ nữ xinh đẹp sẽ trốn, có lẽ là tâm bệnh. Túc Nhất Tiêu vội vàng xua tay. Tuy nhiên, cậu Diệp tôi kính cậu ba chén, cậu là người đàn ông đích thực đáng giá. Túc Nhất Tiêu tôi tuy không phải là người tốt, thích vui chơi giải trí, trước kia thích chơi nhân tình đặc biệt. Nhưng nói đến tham ô nhận hối lộ thật ra nhà tôi cũng không thiếu tiền. Ngoài việc ngày lễ Tết nhận vài đồng lì xì còn lại không có gì. Việc này đối với đảng viên chúng ta mà nói, coi như là hợp quy định. Đời này bạn bè không nhiều lắm, thật sự khâm phục người như cậu. Chương 1039, thẩm vấn cha kế cương. Anh Túc lần này tuy nói là gặp hạn nhưng là người đàn ông đích thực, nào chúng ta uống. Diệp Phàm cười hai người cùng uống ba chén. Anh Túc hẳn đã có nơi đi nếu không sẽ không nhàn nhã như vậy. Ha ha, ông em lợi hại thật, việc này cũng có thể nhìn ra được. Túc Nhất Tiêu không khỏi ngạc nhiên, nháy mắt giơ ngón tay cái lên. Không phải tôi có thể tính toán gì, tôi nhìn người phía sau anh. Có trưởng ban thư ký Kiều anh muốn vị trí nào không sắp xếp được, đi chỗ nào sau này anh em ta cũng đến uống rượu. Diệp Phàm cười nói. Chắc là đến tỉnh thành kiếm chức gì tương đương cục trưởng thôi. Túc Nhất Tiêu nói. Thuận buồm xuôi gió. Diệp Phàm lại giơ chén lên. Cậu cũng vậy, tôi đoán có thể sang năm cậu sẽ ngồi lên chức bí thư thành ủy thị xã La Châu, ha ha. Túc Nhất Tiêu lóe lên ánh mắt khôn khéo rồi biến mất. Sao có thể, không tưởng thôi. Diệp Phàm bật cười, đương nhiên không thừa nhận. Thật ra về phó chủ tịch địa khu tôi còn biết một chút thông tin. Nếu đem chuyện này nói ra chỉ sợ là việc nhỏ. Vẻ mặt Túc Nhất Tiêu thần bí. Anh Túc mau nói. Diệp Phàm trong lòng đúng là vui vẻ. Người đó cậu cũng biết, chính là nguyên bí thư xã Kim Đào Phan Hoành Lễ, gọi là Phan Mặt Dỗ, hắn là anh họ của phó chủ tịch địa khu. Người này hiện không phải bị trêu là đến cục giáo dục làm cục trưởng sao? Phó chủ tịch địa khu cha rất kính trọng mẹ của Phan Hoàng Lễ cha Mai. Bởi vì trước đó cha kế cương đều là cha Mai chăm sóc, có thể nói, cha Mai giống như mẹ của cha kế cương. Cha kế cương có thể làm bất kỳ chuyện gì xấu nhưng tuyệt đối sẽ không hại Phan Hoành Lễ. Hơn nữa nếu cậu có thể cho Phan Hoành Lễ một vị trí tốt, cha kế cương nhìn vào có lẽ có thể cảm kích mà làm gì đó. Và lại, hiện tại huyện Ma Xuyên là do Phương Hồng Quốc chủ trì muốn vị trí gì cũng phải ông ta nói một câu. Túc Nhất Tiêu biết không ít đến việc này cũng biết. Ừ. Tôi cũng nghĩ đến. Diệp Phàm gật đầu thật sự không cam chịu vị trí này của Phan Mặt Dỗ. Ông em, tôi hơn cậu 10 tuổi, tôi biết Phan Mặt Dỗ rất đáng ghét. Tuy nhiên, Phan Mặt Dỗ cũng đã bị cho một bài học. Thật ra người này bản tính không ác, chỉ có điều trước đó phó chủ tịch địa khu cha quyền cao chức trọng nên y có chút kiêu ngạo. Người này thật ra là người kiếm tiền giỏi, đương nhiên, cũng tự mình hưởng thụ một phần. Nhưng thu vào hầu bao mình không nhiều lắm. Phần lớn đều mua xe hoặc ăn uống. Tuy nhiên, sau khi cha kế cương ngã chắc chắn sẽ rất cẩn thận, còn dám cản rỡ sao? Hơn nữa chuyện lần này cũng là bài học sâu sắc cho y, mọi người sẽ thay đổi, ha ha, ông em quyết định đi. Túc Nhất Tiêu gật gật đầu. Đến đường cái Diệp Phàm bảo Hạ Hải Vĩ lái xe đến thẳng nhà giam Thủy Châu. Thiết Chiêm Hùng đang thẩm vấn cha kế cương, đương nhiên Thiết Chiêm Hùng không ra mặt, ngụy trang là nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt. Làm như vậy sẽ làm cho Lâm Thiên Dân không cảm giác. Vì cha kế cương liên quan đến vụ án lớn ở Đức Bình, vốn là ủy ban kỷ luật phụ trách. Phương Viên, thẩm vấn án thế nào, lão cha có chiêu gì không? Vừa đi Diệp Phàm vừa hỏi. Không có, lão này cũng giống tảng đá, vừa cứng rắn mặt lại có vẻ si ngốc, hỏi cái gì đều trả lời không biết. Hơn nữa không thể tra tấn cán bộ đảng, đây là vô nhân đạo. Phương Viên vẻ mặt buồn rầu. Sau vài ngày thẩm vấn, người không mệt cũng không được. Nên biết là phạm nhân mệt, người thẩm vấn cũng mệt, căn bản hai người là đầu trí, cả dùng mưu nữa. Cán bộ đảng,
Ha ha, ông ta hiện tại là phạm nhân, còn dám nói rằng là cán bộ đảng, mất mặt hết cán bộ. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không lâu sau bước vào căn phòng bí mật được canh phòng nghiêm ngặt. Cha kế Cương Dâu Ria xồm xàm, đang ngồi trên ghế, sắc mặt vàng vọt, bộ dạng lơ đãng. Tuy nhiên, thấy Diệp Phàm tiến vào cha kế Cương ánh mắt chợt lóe lên, Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy. Thầm nghĩ, lão này vừa nãy buồn chán đều là giả vờ, rất lợi hại. Hút thuốc đi. Diệp Phàm đưa thuốc ra trước mặt, tuy nhiên, cán bộ của Ủy ban kỷ luật lập tức đến cạnh nói. Đưa tôi kiểm tra một chút. Cậu lui ra đi, ra ngoài cửa. Phương Viên lập tức quát lên, người cán bộ kia vẻ mặt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Viên lại nhìn sang Diệp Phàm, xem ra đang đoán xem người này là ai. Chẳng lẽ là người của Ủy ban kỷ luật Trung ương đến đây? Tuy nhiên người cán bộ này không dám hỏi, yên lặng ra ngoài đóng cửa lại. Cha kế Cương, còn nhận ra tôi không? Diệp Phàm sau khi giúp y châm thuốc lá hỏi. Đường đường là chủ tịch huyện Diệp sao lại không biết? Cha kế Cương có vẻ châm chọc. Tôi hiện tại đã đến cục xây dựng địa khu, không còn ở huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm cười cười không để ý. Hả, còn phải chúc mừng cậu thăng chức nhỉ? Cha kế Cương hừ nói. Tôi cũng không vòng vo với ông giờ giao dịch với ông. Diệp Phàm đưa ra đề tài. Giao dịch cái gì, tôi là phạm nhân, có năng lực gì đi giao dịch với đường đường cục trưởng cục xây dựng. Đây không phải là để thiên hạ chê cười sao? Cha kế Cương nhướn mày nói. Đề bạt Phan Hoành Lễ. Diệp Phàm nói ra năm chữ, miệng cha kế Cương giật giật vài cái, nhưng ngay lập tức bình tĩnh nói. Đó là việc của ban tổ chức cán bộ huyện Ma Xuyên, có liên quan gì đến tôi? Ha ha, lập công chuộc tôi đi, cha kế Cương, đừng vọng tưởng có người đến cứu ông, cũng đừng vọng tưởng một số việc làm mà không ai biết. Hạ Hải Vĩ hừ nói. Cậu nói vậy có ý gì? Tôi nào phải người có tài này? Làm việc nhỏ không phải đã bị điều tra ra. May mắn là tôi không phải lâm vào quá sâu ở mỏ đông, nếu không đã ra pháp trường. Cha kế Cương nói. Cha kế Cương ông còn muốn nói dối, xem ra ông chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Núi Sư Vương thôn Kỳ Lân rốt cuộc sao lại thế này? Muốn người ta không biết trừ khi không làm, đừng tưởng rằng có Lâm Thiên Dân chống sau lưng ông có thể làm gì cũng được. Nói thật với ông, vụ án này đã đặt lên bàn của Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, giờ ông nói ra còn kịp, hơn nữa, tôi đồng ý với ông sẽ đề bạt Phan Hoành Lễ một chức vụ tốt. Nếu không, đừng trách tôi cuối cùng đem Phan Hoành Lễ cùng cả nhà trở lại. Diệp Phàm tức quá, mặt giống như khỉ, đứng một bên Thiết Chiêm Hùng giơ ngón tay cái lên, nói một câu như vậy khá dọa người. Giống như đâm một nhát kiếm vào lòng người khác, thật sự Diệp Phàm dùng đến hóa âm mê thuật để đưa giọng nói vào thẳng đầu cha kế Cương, làm y xúc động. Cha kế Cương quả nhiên trúng kế, nhất thời có vẻ mê man. Diệp Phàm thấy có chút hiệu quả, lập tức quát. Cha kế Cương, cha Mai đối với ông không tốt sao? Đừng cho là tôi không biết. Ông trước đây lấy không ít tiền của mỏ đồng đưa cho nhà cha Mai. Nhà cha Mai một gia đình với hai công nhân viên bình thường, sao có thể xây được nhà 5 tầng? Có phải muốn các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra? Còn cả Phan Hoành Lễ, cũng ưu đãi không ít, hay là muốn Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra? Cho ông hai con đường, một là nói ra chuyện ở thôn Kỳ Lân, hai là không cần để ý đến sống chết của họ, người một nhà xong đời hết. Diệp Phàm liên tục sử dụng hóa âm mê thuật, chỉ nói hai đoạn người đã mệt, toàn thân đổ mồ hôi. Bình thường, mê thuật hóa âm chỉ nói một từ đơn giản, lúc này Diệp Phàm nói đến hai đoạn, cũng là giới hạn cao của hắn. Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ đứng bên cạnh đều thầm nghĩ cậu Diệp sao thế, nói mấy câu đã mệt như vậy. Tôi suy nghĩ một chút. Cha kế Cương đã có vẻ dao động. Không được, lập tức nói rõ ràng. Lập công chuộc tội hay là vùi lấp cả nhà cha Mai cho bất nghĩa, ông chẳng lẽ không có một chút lương tâm đã bị chó ăn mất, mau nói đi. Diệp Phàm bỏ ra một tia nội lực cuối cùng. Tôi nói. Cha kế Cương cúi đầu. Bịch một tiếng Diệp Phàm không ngờ ngã từ trên ghế xuống. Diệp Phàm sao thế? Hạ Hải Vĩ vội vàng đỡ hắn dậy. Đừng động vào hắn. Thiết Chiêm Hùng vội vang nói, thấy Hạ Hải Vĩ có vẻ không hiểu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Hắn dùng phương pháp đặc biệt, cậu nhanh chóng nắm bắt cha kế Cương xem ra y đang trong giai đoạn mê man sẽ nói ra, đừng để cơ hội vụt mất.
Cha Kế Cương, núi mộ cổ núi Sư Vương thôn Kỳ Lân có phải ông cùng Lâm Thiên bàn bạc? Hạ Hải Vĩ lập tức hỏi. Đúng vậy, tôi chỉ giúp đỡ Lâm Thiên. Cha Kế Cương gật đầu nói. Hạ Hải Vĩ trên mặt mừng rơn, trong nháy mặt lại kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm rồi tiếp tục hỏi. Có ai tham gia nói ra xem nào, nói một cách chính xác. Lâm Thiên là chủ trì, ông ta mời vài người đến, tôi không biết. Tuy nhiên, chú của Lâm Thiên dân đã tới một hồi. Cha Kế Cương nói. Cổ mộ đó đào ra cái gì? Hạ Hải Vĩ hỏi. Hình như là gốm màu đời đường gì đó, nghe Lâm Thiên nói là bán hơn 10 triệu. Nhà họ Lâm cầm đầu to, được 30 triệu, còn lại 20 triệu cầm 10 triệu cho mọi người, tôi cũng được chia 500 ngàn. Cha Kế Cương nói. Còn chia cho ai? Nói rõ một chút. Hạ Hải Vĩ hỏi. Tôi không rõ lắm. Cha Kế Cương lắc đầu. Lâm Thiên dân được nhiều hay ít, tiền để ở đâu? Hạ Hải Vĩ hỏi. Không rõ lắm, lúc phân tiền là Lâm Thiên dân chủ trì. Tôi cùng Lâm Thiên dân phân tiền. Cha Kế Cương nói. Tại sao các ông biết địa điểm cổ mộ? Diệp Phàm hỏi. Lâm Thiên dân đưa ra một pho tượng đồng, giống như một chặn giấy cổ. Lâm Thiên dân gọi là Kỳ Lân chặn giấy. Mặt trên khắc tượng Kỳ Lân, giống như thước đo. Cha Kế Cương nói hết mọi việc mình biết. Không lâu sau phục hồi tinh thần, vò đầu nói. Các anh làm gì? Ha ha! Diệp Phàm và mọi người mỉm cười. Cha Kế Cương tôi hứa với ông một chuyện nhất định làm. Phan Hoành Lễ có thể đề bạt làm cục trưởng cục giáo dục, cũng coi như không làm ông thất vọng. Diệp Phàm nói, đương nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng đang thớ em mờ nhủ, chỉ cần y không đáng, Phạm đã bị bắt, hứa hẹn là hứa hẹn, quốc pháp là quốc pháp. Chương 1040, sư đoàn chủ lực số 1 muốn làm ngạnh. Ôi, tôi biết gặp hạn. Cha Kế Cương thở dài cúi đầu. Đi ra khỏi nhà giam. Hạ Hải Vĩ không nhịn được hỏi. Ông em, vừa rồi cậu dùng pháp thuật nào vậy? Pháp thuật, kia có cái gì pháp thuật, có pháp thuật tôi đã sớm đắc đạo thành tiên còn làm quan làm gì? Diệp Phàm cười nói đùa, mọi người cũng được một trận cười thoải mái. Cái đó chỉ có liên quan đến võ thuật một chút thôi, không có gì kỳ lạ, có thể làm người khác tạm thời lâm vào trạng thái mê loạn, cái gì biết đều nói ra hết. Tuy nhiên, công pháp này rất khó luyện, cũng rất mất xí ức, tôi vừa rồi thiết chút nữa cũng hỏng. Diệp Phàm cười nói. Lợi hại, nếu ông em dùng phương pháp này cho phá án thì tội phạm nào không thể bắt. Hạ Hải Vĩ lập tức mắt sáng lên, Diệp Phàm quay lại nhìn thấy ánh mắt Phương Viên và Thiết Chiêm Hùng cũng không khác gì lắm. Vội vàng cười khổ nói. Cái này cũng không thể nói bách phát bách chúng, chỉ có thể nắm được nhược điểm của tội phạm mới có thể có ích. Như vừa rồi, nếu không biết điểm yếu của Cha Kế Cương mặc dù tôi giống cũng vô dụng. Hơn nữa, thuật này cũng không thể dùng thường xuyên, nếu nói đến chuyện dùng để phá án, thì có thể làm cho mệt chết cũng không tra ra vài vụ án. Chỉ mấy phút nhưng phải mấy tháng mới khôi phục lại được. Diệp Phàm tự nhiên nói ra hết những khó khăn. Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ nghe xong lập tức mất hứng thú, lắc đầu không nói gì. Bước tiếp theo chắc là bí mật bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều và Tiếu Hàn. Diệp Phàm hỏi. Ừ, lập tức về Đức Bình bắt người, xem ra chuyện Lâm Thiên dân chỉ có Lâm Thiên biết, có lẽ có thể tra từ Đại Kiều Tiểu Kiều một chút thông tin. Còn phải chú ý Lâm Thiên dân, người này kiếm được mấy ngàn vạn, có thể chạy trốn ra nước ngoài hay không cũng khó nói. Thiết Chiêm Hùng nói. Cứ mượn lão lang vài vệ sĩ đến giám sát Lâm Thiên dân 24/24 không ngừng. Diệp Phàm nói. Ừ chỉ có thể như thế. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Tuy nhiên việc này người anh em phải gọi điện thoại cho lão lang, cậu mặt mũi lớn, ha ha. Anh Thiết, anh nói câu này có ý gì, chẳng lẽ lão lang không nể mặt anh, ngược lại. Diệp Phàm tức giận nói. Ha ha, lão lang khó mà nói, mượn quân của ông ta tôi không mượn. Gần đây không phải ông ta nhờ cậu sao, cho nên, cậu nhờ ông ta không thể không cho mượn. Thiết Chiêm Hùng hắng giọng cười nói. Thêm nữa, bảo Trần Quân theo dõi, miễn phiền cho lão lang, ông ấy bên đấy bận rộn, lỡ không dậy nổi. Diệp Phàm nói. Rất tốt. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Sau khi nghiên cứu tư liệu về Lâm Thiên Dân, Trần Quân đến Bắc Kinh, Diệp Phàm kéo anh ta hỏi. Cái đó cậu giải quyết chưa? Hạnh Nhi rất truyền thống, nói là chưa kết hôi không được cầm trước. Trần Quân gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói.
Trần Quân, sau này cậu có tính toán gì không? Nếu lăn lộn trên quan trường, tôi có thể giới thiệu cậu. Diệp Phàm cười nói. Không nghĩ đến, chuyện làm quan nhiều phiền toái lắm, như vậy không được, được làm chính mình sống thích hơn. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi theo anh Diệp sau này anh Diệp có việc gì cần xử lý anh chỉ cần báo tôi. Trần Quân lắc đầu. Hạnh Nhi và nhà họ Đoàn không có ý kiến sao? Diệp Phàm có chút lo lắng hỏi, Đoàn Hải Thiện hiện đã tiếp nhận vị trí của Hứa Vạn Sơn, trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc kiêm bí thư thành ủy. Là lãnh đạo lớn một vùng, sao có thể để con rể lang thang bên ngoài đây không phải là mất mặt nhà họ Đoàn sao? Hạnh Nhi không nói gì, bố vợ tôi tạm thời cũng chưa có ý kiến gì. Tuy nhiên, tôi là đàn ông, sao có thể để họ sắp xếp, huống chi theo anh Diệp, tuyệt đối sẽ không thiệt. Trần Quân thái độ kiên quyết. Vậy cũng tốt, tạm thời cứ như vậy đi, về sau nghĩ cách, tôi nghĩ lập công ty cho cậu quản lý, chúng ta cũng phải kiếm ít tiền, miệng ăn núi lở đúng không, ha ha. Diệp Phàm cười nói, vỗ vai Trần Quân. Được, anh Diệp nói như thế nào thì là như thế, cha tôi cũng không quản tôi, vẫn dặn dò tôi nghe lời anh Diệp là được. Trần Quân gật đầu, lần trước đi đến nhà họ Câu ở Hải Nam, Diệp Phàm cũng cho Trần Quân 50 vạn. Mà lão Trần cũng cho 50 vạn cho nên túi tiền Trần Quân hiện tại khá trống, nhưng tiền thật ra không lo, vẫn có cách. Lần này cậu đi Bắc Kinh, sẽ ở trong biệt thự mà nhà họ Câu tặng cho ta đi, đó gọi là Hồng Diệp bảo nếu muốn mang Hạnh Nhi đi cũng được, tạm thời giúp tôi trông nhà, nhà rất lớn, cậu nói với quản gia một chút tự mình chọn phòng nghỉ, về sau đến Bắc Kinh cũng nghỉ ngơi ở đó. Diệp Phàm giải thích, được, tôi cũng muốn đến xem biệt thự nhà họ Câu như thế nào. Chắc chắc rất có phong thái. Trần Quân tỏ vẻ rất vui mừng. Diệp Phàm đồng ý bảo anh ta đến biệt thự, chứng minh Diệp Phàm không coi anh ta là người ngoài, trong lòng Trần Quân đã coi Diệp Phàm như sư phụ. Sắp xếp công việc xong. Điện thoại cũng vang lên. Là Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Chu Trường Phong gọi đến nói. Sếp Diệp, việc xây dựng quốc lộ núi Thiên Sa có vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Phàm giật mình. Thầm nghĩ chuyện phiền toái lại tới nữa rồi. Ban đầu quốc lộ núi Thiên Sa đã quy hoạch tốt lắm, đã thiết kế thi công, đã giải mặt đường thô đến Nguyệt Nga Loan. Tuy nhiên buổi sáng nay công nhân công ty công trình xây dựng số 1 Thủy Châu muốn đóng cọc xây cầu lớn ở Nguyệt Nga Loan. Lúc đó đột nhiên xuất hiện hai xe quân sự, bên trong có một thiếu tá, nói phía đông sườn núi Nguyệt Nga Loan là sân huấn luyện quân SC, không thể xây dựng. Thiết tá này còn chỉ quanh người phương viên 7-8 dặm nói đều là phạm vi huấn luyện quân sự, nghiêm cấm bước vào. Tại đó còn gọi xuống mấy người lính dung sung đuổi hết công nhân thi công đi, hơn nữa lập tức cắm mấy tấm biển, còn kéo cả dâu thép. Nơi này đã là vùng cấm quân sự, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Nếu không muốn lên tòa án quân sự văn vân. Chu Trường Phong có chút tức giận nói. Các anh có điều tra không? Rốt cuộc Nguyệt Nga Loan có phải vùng huấn luyện quân sự không, có phải là trước kia thuộc vùng quân sự mà chúng ta không biết? Diệp Phàm vội hỏi. Chúng tôi đã điều tra, thật sự là vùng quân sự, tuy nhiên, đã bỏ đi mười mấy năm. Xem ra bọn họ đã sớm từ bỏ, cái này đột nhiên là có vấn đề, không biết có phải muốn xảo trá kiếm tiền không, hay là cố ý làm khó dễ. Chu Trường Phong nói. Có thể thay đổi tuyến đường để chuyển chỗ xây cầu. Diệp Phàm hỏi. Việc này liên quan đến việc quân sự bí mật Diệp Phàm cũng không muốn tùy tiện tham gia. Nếu không cẩn thận tự mình đi vào có chuyện gì xảy ra cũng không biết. Tuy nói hòa bình hiện tại quân đội không nhìn thấy uy lực nhưng nhà nước cũng không lơi lỏng cảnh giác vấn đề này, đây là một tơ hồng, bất cứ kẻ nào cũng không thể tùy tiện dẫm lên tơ hồng. Không được, các đồng chí tổ quy hoạch đã xem qua, nói là sườn núi Nguyệt Nga Loan là địa điểm tốt nhất, nếu phải thay đổi tuyến đường. Quanh phương viên đều bị bọn họ vây quanh, việc này tương đương phải xây dựng lại quốc lộ Thiên Sa, việc đào nền đường, đổ bê tông toàn bộ thành công cốc, quan trọng hơn là nếu thay đổi tuyến đường thì chi phí sẽ tăng lên trên dưới 80 triệu. Núi Thiên Sa tất cả đều là đá, nổ một cái hố cũng không dễ dàng. Chu Trường Phong khó xử nói. Bộ đội ở đâu, các anh có hỏi không? Có phải là đồng chí ở sư đoàn dã chiến số 2 đóng quân tại Đức Bình không? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ nói là phân khu Đức Bình, chúng ta lúc đó mời phó chủ tịch địa khu Triệu Sa Thành can thiệp tuy nhiên, thiếu tá đó có vẻ rất kiêu căng, cũng không nhìn phó chủ tịch Triệu một cái nói. Tôi chỉ nói chuyện với tổ trưởng các anh,
nghe nói tổ các anh do đồng chí Diệp Phàm phụ trách, bảo hắn đến nói chuyện. Chu Trường Phong nói, bảo tôi đi, việc này lạ, chỉ đích danh tôi, có vấn đề gì nữa, tôi lập tức về. Diệp Phàm buông điện thoại, lái xe về ngay, trong lòng suy nghĩ, xem Tào Đức Chính cố ý làm khó dễ. Bảo chính mình ra mặt, chẳng lẽ muốn làm nhục mình. Trở lại Đức Bình, Diệp Phàm gọi điện đến sư đoàn dã chiến số 2 hỏi. Sư đoàn trưởng Mã, xin chào, tôi là Diệp Phàm, tôi muốn hỏi một chút, trước kia khu huấn luyện núi Thiên Sa Nguyệt Nga Loan thuộc ai quản lý? Nói đến khu huấn luyện núi Nguyệt Nga Loan, đó đều là Lã Hoàng Lịch. Năm đó sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh đến hiệp trợ quân khu đệ nhất lĩnh Nam Tập, đoàn quân cộng đồng tiêu diệt quốc dân đảng còn sót lại. Lúc đó coi trọng sườn núi Nguyệt Nga Loan, cho nên, nó trở thành khu huấn luyện. Từ khi thành lập nước đến nay, chỗ này quân khu Lam Kinh đều cho người đến quản lý. 10 năm trước, quân khu Nam Kinh cũng tổ chức mấy lần huấn luyện. Tỉnh Nam Phúc cách nơi đóng quân của sư đoàn chủ lực số 1 cũng khá xa, một lần huấn luyện dã ngoại cũng không dễ dàng, chi phí không nói, chỉ nói phí quản lý hàng năm cũng đến tiền triệu. Cho nên, những năm gần đây đều bỏ hoang, cũng chưa có ai đến, nơi đó đã trở thành sườn núi cho cỏ mọc. Gần đây nông dân có trồng một số cây trên đó, sư đoàn chủ lực số 1 cũng không ai có ý kiến gì. Về phần doanh trại bỏ hoang, đã thành ổ chuột hết. Sư đoàn trưởng Mã cười nói, Diệp Phàm gọi điện hỏi Mã Thiên trong lòng rất vui. Chứng minh một số mâu thuẫn nhỏ trước đây Diệp Phàm đã quên, đó là dấu hiệu tốt Mã Thiên đang lo lắng làm thế nào để cải thiện được quan hệ với Diệp Phàm. Không thể nghĩ là hắn lại tự tìm đến. Vậy có phải là các đồng chí sư đoàn chủ lực số 1 không cần chỗ này nữa? Diệp Phàm hỏi tiếp. Việc này, nói thật cục trưởng Diệp, tôi không dám khẳng định. Có điều, có khi chỉ như khăn lau, một khi họ nhớ đến lại là của quý. Ban đầu sư đoàn dã chiến số 2 chúng tôi với khu huấn luyện sườn núi Nguyệt Nga Loan kia cũng thú vị, mảnh đất đó thực sự không tệ lắm, chỉ có điều đã có chủ, cho nên cũng phải từ bỏ. Sư đoàn trưởng Mã nói xong cũng không hỏi Diệp Phàm hỏi việc này có ý gì. Sườn núi Nguyệt Nga thuộc địa khu Đức Bình, trước kia sư đoàn chủ lực số 1 đến Nam Phúc để đánh giặc là thời kỳ đặc thù. Địa phương phải ủng hộ quân đội, không phải trả lại. Hiện tại không cần thiết như vậy. Mười mấy năm nay bọn họ không có người đến quản lý, chứng tỏ đã bỏ không chỗ này. Có phải là chính quyền địa phương chúng ta có quyền thu hồi, khu này thuộc quyền quản lý của địa phương? Diệp Phàm thử hỏi, xem ra không làm trò. Chương 1041, viên lính tấn công đại ca Diệp. Việc này, khi đó lấy khu đất đấy là cho không, còn nói gì đến tiền. Lúc đó chính phủ là quân quản, chính phủ không tính cái gì. Hiện tại chính quyền địa phương thu hồi, xem ra còn phải bàn bạc với lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1. Nếu không, người ta quy kết là việc quân cơ bí mật, chính quyền địa phương các cậu chịu sao nổi. Sư đoàn trưởng Mã thành thật nói. Tuy nhiên, có chuyện cũng lạ, nếu là khu huấn luyện của binh đoàn chủ lực số 1 sao lại là do phân khu quân khu Đức Bình quản lý? Diệp Phàm hỏi. Có thể là lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1 ủy thác cho phân quân khu Đức Bình quản lý. Việc này trong quân đội cũng là bình thường, phân quân khu tuy là cơ cấu quân sự địa phương nhưng thật ra cũng là do quân ủy quản lý. Sư trưởng Mã nói, lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1 anh biết không? Diệp Phàm hỏi, sư đoàn trưởng tôi biết, là Tào Thiên Hạ, thiếu tướng. Cũng là một trong những sư trưởng lâu đời của quân khu Lam Kinh. Nghe nói mới đề bạt, hơn nữa hình như là người nhà họ Tào ở Bắc Kinh. Sư đoàn trưởng Mã nói còn nhắc nhở Diệp Phàm về xuất thân của Tào Thiên Hạ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm có chút buồn bực, cảm thấy phân quân khu Đức Bình Tào Chính Đức hình như là cố tình tham gia, mà hiện tại lại liên hệ với sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh Tào Đức Chính. Chẳng lẽ Tào Chính Đức hiện tại có liên hệ với nhà họ Tào ở Bắc Kinh? Cho nên chức vụ mới có thể khôi phục nhanh chóng được. Xem ra chưa đầy một năm sau có thể trở lại quân khu tỉnh đảm nhiệm chức phó tư lệnh. Đối với nhà họ Tào, Diệp Phàm cảm thấy không được tốt. Nghĩ một chút, hay là gọi điện thoại hỏi Mai Phán Nhi một chút, làm truyền thông có lẽ có biết tin tức gì. Khi Mai Phán Nhi nghe nói chuyện về sườn núi Nguyệt Nga xong, cười khanh khách, nói. Diệp Phàm, xem ra anh có kẻ thù khắp thiên hạ, hiện tại lại gặp phải quân đội nhà họ Tào. Anh xui xẻo rồi. Ôi, biết làm sao, nếu đã làm thì đắc tội với người khác, không làm thì vô tư.
Tôi là người có mệnh làm việc. Diệp Phàm thở dài. Tào Chính Đức em cũng không nghe nói qua, hỏi em cũng vô dụng. Nếu không để em hỏi anh em có thể anh ấy biết một chút. Mai Phán Nhi hay nói đùa nhưng vẫn khá quan tâm đến Diệp Phàm. Không cần, việc nhỏ này, tôi sẽ tự đi làm. Diệp Phàm tỏ vẻ thoải mái trên điện thoại. Nghĩ một chút, cứ gọi điện cho Trang Thế Thành, xem ông ta có cách nào không. Ai ngờ Tào Chính Đức thật sự là điếu, lời nói của Trang Thế Thành cũng vô dụng. Vẫn nói đây là khu vực huấn luyện của sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh, ông ta chỉ quản lý, không làm chủ được vân vân. Trang Thế Thành cũng không có cách nào, việc này liên quan đến quân đội, chính quyền địa phương cũng chỉ có thể gương mắt nhìn. Hơn nữa, là vấn đề của lịch sử để lại, muốn thu hồi khu vực này, có thể rước lấy nhiều phiền toái. Không có cách nào, bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Phàm dẫn theo Hạ Hải Vĩ đến thẳng phân khu quân khu, trước tiên muốn thăm dò Tào Chính Đức để có đối sách. Chào Tư lệnh Tào, tôi ở tổ giải phóng mặt bằng quốc lộ Thiên Tường, Diệp Phàm. Diệp Phàm chủ động đưa tay ra khẽ cười nói. Diệp Phàm, tôi đã biết cậu từ trước, không phải giả vờ giả vịt giới thiệu. Không phải là phó tổng chỉ huy bộ chỉ huy sao, có việc nói mau, hừ. Tào Chính Đức nghiêm trang, nói chuyện có vẻ thô lỗ, cũng không mời mấy người Diệp Phàm ngồi. Hừ, phân quân khu Đức Bình không ở Đức Bình sao, tư lệnh Tào tôi với ông đều là ủy viên thường vụ địa ủy, ông cũng coi là một thành phần của Đức Bình, xin mời ông nói chuyện khách khí một chút. Hạ Hải Vĩ xem ra nuốt không trôi, đi lên trước một bước nói. Đối với anh thì tôi có thể khách khí, Phó Bí Thư Hạ mời ngồi. Tào Chính Đức nhìn Hạ Hải Vĩ một cái cười nói quay sang nhìn Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường nói. Còn đồng chí Diệp Phàm, tôi không cần phải khách khí. Và lại, hắn tuy là cục trưởng cục xây dựng địa khu vừa rồi cậu cũng nói, tôi là ủy viên thường vụ địa ủy, về lý thuyết, tôi là lãnh đạo của cậu ta. Lãnh đạo với cấp dưới phải khách khí sao? Thôi Phó Bí Thư Hạ. Diệp Phàm thấy Hạ Hải Vĩ còn định nói, ngăn lại, nhìn Tào Chính Đức nói. Tư lệnh Tào, trước đây chúng ta có ân oán nhưng không liên quan đến công việc. Và lại, tôi không sai, anh đã là lãnh đạo địa ủy thì có phải là cần có trí tuệ rộng lớn của lãnh đạo địa ủy đúng không? Hy vọng chuyện cũ có thể bỏ qua. Bỏ qua, con của tôi thiếu chút nữa bị cậu đâm chết, cậu còn tự cao tự đại. Việc này có thể cho qua không? Cậu có biết là Tào Hồng hiện tại đi vẫn bị tật, nếu không thể phục hồi, thì sẽ như thế nào, đều là do cậu. Tôi biết lý do cậu đến đây hôm nay, đơn giản là muốn thu hồi lại khu đất ở núi Nguyệt Nga đúng không? Tào Chính Đức thiếu chút nữa giống lên. Đương nhiên, khu sườn núi Nguyệt Nga ban đầu là thuộc địa khu Đức Bình, mười mấy năm trước đã bỏ hoang, tại sao lại còn muốn nó bị bỏ hoang? Quốc lộ Thiên Tường là việc lớn của tỉnh. Là một trong những công trình giao thông trọng điểm, tôi hy vọng tư lệnh Tào có thể nhìn đại cục. Nếu làm ảnh hưởng đến quốc lộ Thiên Tường, thì đến tư lệnh Tào cũng không chịu trách nhiệm nổi. Diệp Phàm giọng điệu cũng dần cứng rắn lê. Có đúng không? Ha ha, Tào Chính Đức tôi có sợ hay không? Mặc dù việc này có lên đến quân ủy, tôi cũng không có một chút hổ thẹn. Sườn núi Nguyệt Nga là do sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh ủy thác cho phân khu Đức Bình quản lý. Bởi vì họ ở quá xa không tiện. Cậu nhóc, có bản lĩnh, cứ đùa giỡn đi, đến quân khu Lam Kinh đùa giỡn. Đừng đứng trước mặt tôi mà nói linh tinh, hôm nay cậu nói đúng là phá miệng, chỗ đấy mà cậu cũng mơ xây dựng cầu. Tào Chính Đức giọng điệu cũng lớn, đập cả bàn. Ủy thác, mời đưa giấy tờ chứng minh. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nói. Ha ha, xem đi, giấy trắng mực đen dấu đỏ, xem có phải tôi làm giả không. Tào Đức Chính lấy từ ngăn kéo ra một văn bản, Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ cùng nhìn xuống, thật sự là văn bản ủy thác của sư đoàn chủ lực số 1. Có dấu của quân khu Lam Kinh, nhưng hai người nhìn qua ngày, mặt liền biến sắc bởi vì ngày ủy thác chính là ngày hôm qua. Chứng tỏ, vừa mới quyết định, ván đã đóng thuyền, chính là Tào Chính Đức dở trò quỷ. Mà sư đoàn chủ lực số 1 Tào Thiên Hạ cũng có vấn đề, xem ra Tào Chính Đức có liên quan đến nhà họ Tào ở Bắc Kinh. Thế nào, có phải tôi làm giả không? Tào Chính Đức rất đắc ý, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phàm một cái. Tư lệnh Tào, có thể dàn xếp một chút, văn bản ủy thác cũng chứng minh, khu vực này toàn quyền là phân quân khu Đức Bình quyết định, anh hoàn toàn có thể thay mặt sư đoàn chủ lực số 1 đem khu vực này giao lại cho địa khu Đức Bình. Đều là cán bộ Đức Bình, dù sao cũng làm việc vì người dân Đức Bình một chút. Diệp Phàm nhìn không muốn tranh cãi một lần nữa.
trả lại, ha ha. Tào Chính Đức cười khan vài tiếng, quay đầu nhìn Hạ Hải Vĩ nói. Phó Bí Thư Hạ, cậu có thể nói với Bí Thư Trang một tiếng, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của tôi có thể thuyết phục sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 Tào trả lại khu này. Anh nói điều kiện trước xem. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nói, biết không có cái gì tốt cho nên cũng không cần phải khách khí. Rất đơn giản, khai trừ công chức của Diệp Phàm, hắn không xứng làm phó tổng chỉ huy quốc lộ thiên tường, những gì đã làm hắn không xứng làm cán bộ nhà nước. Hắn căn bản là lưu manh. Tào Chính Đức nói, hắn không xứng, tôi nghĩ lời này dùng cho ông mới đúng. Đường đường là tư lệnh phân quân khu Đức Bình, cán bộ Đức Bình, không nghĩ cho nhân dân Đức Bình, ngược lại còn muốn gây khó dễ, anh có phải cán bộ của đảng không, anh có lương tâm quân nhân không? Còn về lưu manh, anh nghĩ lại mình xem có giống không? Hạ Hải Vĩ trả lời một cái mỉa mai, so sánh Tào Chính Đức là lưu manh, thiếu chút nữa là Tào Chính Đức tức giận đến trợn trắng mắt. Tào Chính Đức, lưu manh, hôm nay anh giải thích hai chữ này xem. Diệp Phàm quát to. Làm càn, đây là quân khu không phải cục xây dựng các anh, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích. Tào Chính Đức mặt phênh lên, vài lính bên cạnh như hổ rình mồi nhìn Diệp Phàm. Phó Bí Thư Hạ, tôi không tin, Đức Bình này là thiên hạ của Tào Chính Đức. Quân đội này anh có thể một tay che trời. Diệp Phàm nói xoay người đi ra cửa. Nhóc con miệng còn hôi sữa, tư lệnh Tào vênh mặt còn gọi là gì, đây là quân khu không phải vùng đất tồi tàn của các anh, tôi vả vào miệng các anh. Lúc này cái oai hùng thiếu tá chợt hiện ra, một cái tát trên mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc đó không hề nghĩ ngợi, giơ chân lên đạp một cái, bịch một tiếng, thiếu tá kia bị Diệp Phàm đạp cả người bay ra cửa đến tường hành lang mới rơi xuống. Tuy nhiên, vừa ngã xuống mặt trắng bệch như một tờ giấy, đấy là Diệp Phàm còn chưa hết sức, nếu không, xem ra người này phải rơi xuống tầng dưới. Bắt lại cho tao, to gan lớn mật, dám hành hung quân đội chúng ta. Tào Chính Đức giống lên một tiếng, lập tức bên cửa chui ra 10 người lính, tất cả đều là thượng úy thiếu ta, vậy quanh Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm. Muốn làm gì, tôi là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ, cục trưởng Diệp vừa rồi là tự vệ, các anh dám làm bậy, hôm nay tôi đại diện cho ủy ban kỷ luật tỉnh nói chuyện với các anh. Hạ Hải Vĩ vóc dáng to cao, quát to, vừa đứng trước mặt Diệp Phàm, xuống tấn, đem phong thái của đội trưởng cảnh sát hình sự trước đây ra. Muốn kìm giữ 10 người lính. Đánh chết hắn, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thì giỏi sao, chúng ta là quân đội, không phải xấu xa gì mà đến lượt chính quyền đến lo còn hành hung nữa. Một người thiếu tá hô. Tuy nhiên, toàn bộ lính đang nhìn Tào Chính Đức. Nhìn cái gì, tôi nói không được phải không, bắt hết lại. Giọng Tào Chính Đức cũng khá to, nghe y hét lên như vậy đám lính không do dự, xoay người hướng Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm ra tay. Chương 1042, tư lệnh Tào. Một trận ầm ĩ, quyền cước bay lên, trên hành lang vang lên tiếng kêu rên đau đớn của quân lính, cùng với tiếng xương cốt gãy. Không lâu, dưới đất toàn màu quân phục. Dừng tay, nếu tiếp tục tập công sẽ nổ súng. Tào Chính Đức thấy Diệp Phàm như hổ, một cước làm ngã hai người, một quyền đánh ngã ba người liền hét lên. Hạ Hải Vĩ cao to lực lưỡng. Gần đây Diệp Phàm cho thịt chăn nghe nói quốc thuật cảnh giới cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao của nhị đẳng. Hơn nữa làm cảnh sát hình sự, kinh nghiệm đánh nhau cũng nhiều. Thường thường một quyền đều vào chỗ hiểm, tuy không thể giống Diệp Phàm khẽ một cái người đã nằm úp nhưng một đám ngã xuống là không thành vấn đề. Và lại, cán bộ quân khu này đa số đều làm văn phòng, mặc quân trang chỉ để dọa người, thật sự không có gì. Đối thủ là hai người mạnh. Trong đó có vài người lợi hại đã bị Diệp Phàm đá thành yếu đuối. Cho nên, Tào Chính Đức đau lòng hô to, không lâu sau dưới tầng chạy lên 8 binh lính mang súng trường, toàn bộ nhằm vào Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Những người này thật ra mới là người giỏi. Diệp Phàm thấy thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nháy mắt với Hạ Hải Vĩ, nhoáng một cái như chớp, bật người ra trước mặt Tào Chính Đức giơ tay bóp cổ Tào Chính Đức quát. Ai dám tới gần, tôi làm thịt tư lệnh Tào. Hạ Hải Vĩ cũng không chậm lập tức vào đến phía sau Diệp Phàm, vừa đúng cửa văn phòng, một cước đá văng mở cửa văn phòng, Diệp Phàm đem Tào Chính Đức vào phòng. Buông tư lệnh Tào ra, bắt cóc quan quân, muốn lên tòa án quân sự hay là muốn mất đầu. Lúc này, từ trên tầng một người mang quân hàm đại tá thở hồng hộc chạy xuống, mặt đầy mồ hôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy la lớn. Đương nhiên, đại tá sao có thể dọa Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ.
Diệp Phàm vươn một bàn tay, bóp cổ Tào Chính Đức nhiều hơn, cổ Tào Chính Đức giống như bị trói. Tào Chính Đức giãy giụa một chút, cổ càng chặt thêm, thiếu chút nữa không thở nổi, trừng mắt mặt đỏ lên, không nói được. Còn động đậy không muốn sống nữa sao? Diệp Phàm tức giận đá một cái vào háng lão Tào chỉ cảm thấy một cảm giác đau điếng, không biết có hỏng không. Một chút nước tiểu lập tức chảy ra, cách đó không xa vài binh lính hít mũi, ánh mắt lạ lẫm nhìn phần dưới của Tào Chính Đức, phát hiện quả nhiên có chút ẩm, không dám hé răng. Hôm nay Tào Chính Đức quả là mất mặt, trước hàng trăm ánh mắt y ta đường đường là tư lệnh quân khu lại bị trói, còn tiểu ra quần. Y không cam lòng, ra sau chân tay lập tức huy phong lại hướng về phía Diệp Phàm. Bốp, một cái tát đến, trên mặt Tào Chính Đức lập tức in rõ năm ngón tay, như có người vẽ lên hơn nữa là màu xanh. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi còn nhẹ tay, nếu không mặt ông chỉ sợ thành đầu heo. Không được đánh người. Đại tá kêu to, tuy nhiên thực ra trong lòng vô cùng sung sướng. Anh là ai, kêu cái gì, gọi người quản lý các anh ra nói chuyện. Diệp Phàm nhìn đại tá nói, thật ra hắn biết chắc người này chính là người thứ hai sau Tào Chính Đức, hẳn là người quản lý. Tào Chính Đức là đại tá, quân khu Đức Bình cao nhất hẳn là đại tá. Chẳng lẽ dưới Tào Chính Đức còn có tướng quân, chính sư đoàn trưởng mã của sư đoàn dã chiến cố 2 cũng là một đại tá. Cho nên, ở Đức Bình căn bản là không có tướng quân. Thứ trưởng Thiết, có việc lớn rồi. Hạ Hải Vĩ trốn vào văn phòng vội vàng gọi điện báo cho Thiết Chiêm Hùng. Bởi vì Hạ Hải Vĩ nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ đến ai. Một quân khu như vậy thì lãnh đạo địa ủy ra tay họ cũng không nể mặt. Trang Thế Thành cho công an đến đây không phải là làm cho tình hình phức tạp hơn sao? Tạo thành tình thế quân đội và địa phương đối lập, đó chính là việc lớn, không chừng sẽ đến tận Trung ương. Đương nhiên, ngược lại một đồng chí của quân khu đến địa phương cũng làm vậy thôi. Chuyện gì nói nhanh? Thiết Chiêm Hùng trong lòng cũng hơi lo lắng, thầm nghĩ. Với sức mạnh của Diệp Phàm thì có thể có chuyện gì lớn. Quân khu Đức Bình cũng không phải đầm rồng hang hổ. Thật sự không có giấy chứng nhận của Phó trưởng Ban Quân vụ, Tào Chính Đức còn có thể làm gì? Vừa rồi tôi và Diệp Phàm đã gặp Tào Chính Đức. Hạ Hải Vĩ nói hết mọi việc, Thiết Chiêm Hùng lập tức kinh ngạc hỏi. Hai người thật sự đánh ngã nhiều người của người ta. Ừ, tôi đánh vài người, những người khác là Diệp Phàm làm, xem ra xương cốt đều gãy vài cái. Hiện tại đang dùng súng giằng co, Tào Chính Đức bị Diệp Phàm kèm ở cửa phòng, vừa nãy định hạ thủ bị Diệp Phàm tát cho một cái mặt sưng lên. Hạ Hải Vĩ vội vàng nói. Vui nhỉ, ha ha, tát một cái, vui thật. Ôi vừa rồi không gọi tôi, để tôi quét vài cái cho khoái, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng càn rỡ cười. Hạ Hải Vĩ thầm nghĩ, người này hóa ra lại hiếu chiến như vậy, may mà không gọi ông ta đến, nếu không... Quân khu Đức Bình chắc đã bị phá hủy. Với thân phận của ông ta, hủy rồi thì người ta vỗ mông chạy mất, xui xẻo còn lại phần mình. Thứ trưởng Thiết, mau nghĩ cách, nếu không, bọn họ dù sao cũng có súng. Hạ Hải Vĩ có chút nỏng này. Có súng, sợ cái gì, bọn họ chẳng lẽ dám nổ súng. Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại cử vài cứu binh đến, yên tâm, bảo Diệp Phàm bình tĩnh một chút, cũng đừng đánh cho Tào Chính Đức thảm quá. Tốt xấu thì người ta cũng là tư lệnh, bằng không về sau khó ăn nói. Thiết Chiêm Hùng sau khi cúp điện thoại nghĩ một chút gọi điện thoại cho Cố Thiên Kỳ nói. Lão Cố cho tôi mượn vài người lính để dùng. Mượn lính, anh mà cũng muốn mượn lính của tôi sao? Kính báo săn của anh chẳng lẽ còn chưa đủ? Quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ có vẻ ngạc nhiên, còn tưởng Thiết Chiêm Hùng muốn bắt tên lưu manh nên mượn lính. Diệp Phàm bị vây ở quân khu Đức Bình, bọn họ có súng. Tình hình nguy cấp, lão Cố, thân phận Diệp Phàm anh biết, tổ nòng cốt thứ 8 của các anh thường ra ngoài hỗ trợ bộ đội. Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây, Cố Thiên Kỳ nóng nảy kêu lên. Từ đã lão Thiết, rốt cuộc sao lại thế? Thiết Chiêm Hùng nói đơn giản sự việc một chút, Cố Thiên Kỳ lập tức nói. Tôi lập tức bảo sư đoàn dã chiến số 2 mang vài người đến trao đổi một chút, tin là Tào Chính Đức sẽ nể mặt. Tuy nhiên, lão Thiết... Phân quân khu Đức Bình tôi cũng không quản lý được, lãnh đạo của người ta là thủ trưởng trấn của quân khu tỉnh. Anh cũng gọi điện cho ông ta, điều đình một chút, ôi chuyện này là thế nào, Tiểu Diệp cũng làm nên chuyện. Tào Chính Đức lòng giả cũng quá hẹp hòi, lão già này, không làm được chuyện gì. Lão Trấn,
mau gọi điện thoại đến cho người quản lý nhân sự phân quân khu Đức Bình, xảy ra chuyện lớn. Thiết Chiêm Hùng cố ý khuếch đại sự việc. Làm tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành kinh hãi, nghe xong lập tức nói. Lão Thiết, chỉ sợ việc này xử lý không được tốt. Có ý gì vậy Lão Trấn, chẳng lẽ thật sự muốn để Diệp Phàm bị bắt? Thiết Chiêm Hùng có vẻ không vui nói. Lão Thiết, không phải ý này, Tào Chính Đức lần trước không phải xui xẻo, tuy nhiên gần đây lại số đỏ. Tào Chính Đức là họ Tào, nhưng cùng nhà họ Tào ở Bắc Kinh là mấy cây tre không đến. Tuy nhiên lần trước Tào Chính Đức gặp xui xẻo bị mất chức, sau đó rất buồn, về nhà lại bất ngờ gặp người làm gia phả của dòng họ. Lúc đó Tào Chính Đức nhàm chán lật gia phả của nhà mình, không ngờ phát hiện một điều mới. Trấn Thang Thành vừa nói đến đây, Thiết Chiêm Hùng cũng trở nên hứng thú, và lại sư trưởng Mã Trác đã đến, sinh mạng Diệp Phàm hẳn không còn nguy hiểm, cho nên, cũng yên lòng, lạnh giọng hừ nói. Cái gì mới, Tào Chính Đức không phải Columbus, có phát hiện gì mới chứ? Một cái khác, ha ha, bởi vì Tào Chính Đức trong giây lát phát hiện tổ tiên hơn trăm năm trước của mình không ngờ có cùng tông mạch với nhà họ Tào ở Bắc Kinh. Phát hiện này khiến Tào Chính Đức thiếu chút nữa phát điên, lập tức cầm gia phả đến Bắc Kinh làm thân. Xem ra Tào Mộng Đức đã nể việc này ra tay giúp y một phen, có điều y không thể phục nguyên chức cũ, vì cấp trên trước đó có nói, trong 3 năm không thể phục nguyên chức, hơn nữa, là phó quân ủy Triệu nói. Tào Mộng Đức cũng có chút khó xử, cuối cùng đành dùng phương pháp cấp quân hàm đại tá, đưa đến phân quân khu Đức Bình đảm nhiệm chức tư lệnh. Trấn Thăng Thành nói, ý tứ rõ ràng làm Thiết Chiêm Hùng không thể không hiểu. Ý là người ta có chỗ dựa là nhà họ Tào ở Bắc Kinh, Trấn Thăng Thành tôi cũng không thể thiên vị Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm muốn tôi thiên vị, phải đưa ra thực lực. Lão Trần, không nể mặt tôi đúng không? Thiết Chiêm Hùng hỏi thẳng. Lão Thiết, không phải tôi không nể mặt anh, điều đình tôi sẽ cho người điều đình. Tuy nhiên, Diệp Phàm đại náo phân quân khu Đức Bình, nghe nói còn đánh gãy xương nhiều binh lính. Việc này ầm ĩ quá lớn, tôi muốn che cũng không che được. Tuy nhiên thằng nhóc Diệp Phàm cũng quá độc ác đi. Dù sao tôi cũng là tư lệnh quân khu tỉnh, nếu không vì cấp dưới mà vì Diệp Phàm thì chuyện này về sau còn cấp dưới nào nghe tôi. Phiền phức lớn nhất chính là Tào Mộng Đức vừa ra tay thì tư lệnh quân khu tỉnh như tôi không là gì. Trấn Thăng Thành nói là sự thật, thật sự là khó làm. Thật sự là Trấn Thăng Thành cũng có chút bực Diệp Phàm kích động, phân quân khu là địa bàn của ông ta, làm như vậy không phải là không nhìn ý của ông ta sao?